Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Khoa, giảng viên giải phẫu sinh lý và tiếng Anh Khoa, hiện tại đang công tác tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và hôm nay trong bài giảng sinh lý, chúng ta sẽ giảng về hệ thần kinh. Và cái bài giảng hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào tổng quát về hệ thần kinh và sinh lý của tế bào thần kinh. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có những nội dung sau đây ở trong bài học. Thứ nhất là cấu tạo tổng thể của hệ thần kinh. Thứ hai là các loại tế bào trong hệ thần kinh, bởi vì dĩ nhiên hệ thần kinh không phải chỉ có một loại tế bào. Nhưng người ta thường nói rằng tế bào thần kinh là neuron, nhưng thật sự ra điều đó có đúng hay không thì chúng ta sẽ xem xét ở trong cái phần thứ hai của cái bài này. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về một thứ cực kỳ quan trọng, nó đóng vai trò quá quan trọng trong cái việc vận hành của một cái neuron, người ta gọi đó là điện thế nghĩ màng tế bào, tiếng Anh là resting membrane potential. Thì cái điện thế nghĩ màng tế bào này nó đóng vai trò quan trọng, bởi vì nếu như cái sự thay đổi, có cái sự thay đổi của điện thế nghĩ màng tế bào này, nó sẽ có thể tạo ra được, có tiềm năng để mà tạo ra được một cái action potential, điện thế hoạt động mà nó sẽ giúp chúng ta truyền tín hiệu từ một bên của neuron tới bên. Sau đó chúng ta sẽ đi vào cái việc mà nó dẫn truyền tín hiệu này như thế nào, cái action potential, cái điện thế hoạt động này nó xảy ra như thế nào qua cái phần tiếp theo là dẫn truyền thần kinh. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi về sinh lý của khe tiếp hợp, hay là còn gọi là synapse. Và sau đó nữa chúng ta sẽ có một cái phần thêm vào là các chất dẫn truyền thần kinh. Tuy nhiên cái phần này mình sẽ không có đi vào nhiều cho mọi người. Mọi người chủ yếu là biết đến phần sinh lý khe tiếp hợp thôi, là các bạn đã có thể hiểu được sơ sơ qua về cái hệ thần kinh này và nhất là cái neuron nó hoạt động như thế nào rồi nha. Ok, vậy chúng ta bắt đầu nè. Ok, chúng ta phần đầu tiên của chúng ta sẽ đi về cấu tạo tổng thể hệ thần kinh. Thì cái cấu tạo tổng thể hệ thần kinh này đó là cái hệ thần kinh của chúng ta thường thường nó sẽ được phân chia theo hai cách. Cách thứ nhất là phân chia theo giải phẫu, có nghĩa là phân chia theo cấu trúc của các cấu trúc thần kinh. Thì phân chia theo giải phẫu này, chúng ta sẽ phân chia được hệ thần kinh của chúng ta thành hai nhánh. Nhánh thứ nhất là hệ thần kinh trung ương, ha, người ta hay gọi trong tiếng Anh là CNS, có nghĩa là Central Nervous System. Và cái thứ hai là hệ thần kinh ngoại biên. Hệ thần kinh ngoại biên này tiếng Anh là PNS, có nghĩa là Peripheral Nervous System. Ha, thì cái đó là phân chia theo cấu trúc. Hệ thần kinh trung ương á, theo cấu trúc thì nó chỉ gồm hai phần thôi, đó là não bộ và tủy sống. Tủy sống này á, có một từ khác gọi tủy sống nữa, nó là tủy gai. Cho nên sau này khi mà các bạn thấy mình dùng những cái thần kinh gai, hay là thần kinh tủy, hay là tủy gai hay tủy sống, thực sự ra cái đó đó, những cái đó thần kinh gai và thần kinh tủy thực sự ra nó là bằng nhau, và tủy gai tủy sống nó cũng bằng nhau luôn ha mọi người ha. Ok, thì cái đó là hệ thần kinh trung ương, não bộ và tủy sống. Hệ thần kinh ngoại biên là gì? Hệ thần kinh ngoại biên là những thứ gì nó đi ra từ hệ thần kinh trung ương, chẳng hạn như sao chúng ta có 12 đôi dây thần kinh sọ, đó là thần kinh ngoại biên, và 31 đôi dây thần kinh gai sống, đó là hệ thần kinh ngoại biên nha mọi người. Thì đó là phân chia theo giải phẫu, phân chia theo sinh lý nha. Thế nào, nếu như phân chia chúng ta phân chia theo chức năng, phân chia theo sinh lý, thì thần kinh nó sẽ bao gồm hai phần. Thứ nhất là hệ thần kinh bản thể, người ta hay gọi là somatic nervous system, và cái thứ hai là hệ thần kinh thực vật, người ta hay gọi là autonomic nervous system. Autonomic này có nghĩa là vận hành tự chủ, có nghĩa rằng là tự mình nó hoạt động, nó không cần phải có cái sự input từ não, có nghĩa là não không cần phải ra lệnh, nó tự vận hành ha mọi người ha. Thì cái hệ thần kinh thực vật này nó bao gồm ba phần. Ba phần của nó là hệ thần kinh giao cảm, phó giao cảm và hệ thần kinh ruột. Đối với lại cái hệ thần kinh ruột này đó, là chúng ta sẽ không đi vào trong bài này, bởi vì khi mà các bạn học tới bài sinh lý về tiêu hóa, các thầy sẽ nói rõ hơn cho các bạn về hai đám rối nó nằm ở trong cái đường ruột của chúng ta, cái ống tiêu hóa của chúng ta. Hai đám rối đó, một cái đám rối người ta gọi là đám rối dưới niêm mạc, ha, submucosal plexus, và một cái đám rối khác người ta gọi là cái đám rối outback, ha, có nghĩa là đám rối cơ ruột. À, thì hai cái đám rối này nó đóng vai trò như một hệ thần kinh ruột, nó giúp cái ruột của chúng ta vận hành tự chủ, nó giúp cho sự co bóp ruột nó diễn ra, sự tiết dịch ở trong ruột nó diễn ra. Nhưng mà chúng ta sẽ không đi vào nó trong bài này, bởi vì chúng ta sẽ chú ý kỹ hơn vào hệ giao cảm và phó giao cảm. Ok, còn các loại tế bào thần kinh thì sao? Tế bào thần kinh không phải chỉ có một mình neuron các bạn, tuy rằng neuron là một phần rất là lớn, và neuron là cái thứ giúp cho hệ thần kinh hoạt động, bởi vì neuron sẽ là cái thứ mà nó giúp chúng ta dẫn truyền xung từ một nơi sang nơi khác. Nhưng mà đó không phải là tế bào thần kinh duy nhất, mà chúng ta còn có những loại tế bào khác, người ta gọi là tế bào thần kinh đệm, tiếng Anh là neural glia. À, thì những tế bào thần kinh đệm này nó bao quanh, nó hỗ trợ cho neuron, à, nó giúp cho neuron nó làm tốt nhất được công việc của mình, thì đó là tế bào thần kinh đệm. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi qua những thuật ngữ chung. Các thuật ngữ chung này bây giờ khi mà mình mới đi qua một lần, các bạn sẽ hơi khó hiểu một chút xíu, bởi vì á, là khi mà các bạn muốn nói về các thuật ngữ chung này đó, là chúng ta phải hiểu một chút xíu về cái cấu trúc của neuron. À, cho nên bây giờ mọi người hãy ghi chú cái này xuống, rồi sau này khi mà chúng ta học tới cấu trúc của neuron, mọi người sẽ đối chiếu lại thì nó sẽ dễ dàng cho mọi người hiểu hơn. À, những thuật ngữ chung của chúng ta bao gồm cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ có dây thần kinh. Dây thần kinh tiếng Anh là nerve. Và cái dây thần kinh này là tổng hợp của nhiều sợi trục neuron, nhưng mà
chỉ ở thần kinh ngoại biên mà thôi nha các bạn. Dây thần kinh á, nó là tổng hợp của nhiều cái sợi trục của những cái neuron khác nhau, và nó chỉ có thần kinh ngoại biên mà thôi. Nếu như chúng ta có tổng hợp của nhiều sợi trục neuron khác nhau nhưng ở thần kinh trung ương á, thì người ta không gọi là dây thần kinh mà người ta gọi nó là đường dẫn truyền, hay là bó, hay là mép nha mọi người. Rồi vậy bây giờ cái neuron nó còn mỗi một phần rất là lớn nữa, đó là cái phần thân của neuron. Cho nên sự tập hợp của nhiều cái thân của neuron ở thần kinh trung ương thì người ta gọi nó là nhân, ha, nhân ở thần kinh trung ương. Còn ở thần kinh ngoại biên thì người ta gọi nó là hạch nha. Thì các bạn hãy nhớ được rằng vậy, hạch và nhân nó đều là sự tổng hợp của các cái thân của những cái neuron khác nhau. Còn cái dây thần kinh ấy, và đường dẫn truyền bó mép ấy, là nó là tổng hợp của nhiều cái sợi trục của neuron. Ha, nhớ như vậy trước, sau khi mà chúng ta học tới neuron rồi, các bạn hãy quay lại cái slide này, các bạn đối chiếu lại cấu trúc của cái neuron, từng phần một cái neuron với những cái thuật ngữ ở trên slide này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về nó. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp tới sự phân chia hệ thần kinh. Sự phân chia hệ thần kinh thì chúng ta sẽ phân chia nó ra theo giải phẫu thành hai phần, đó chính là hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. Hệ thần kinh trung ương á, ha, thì nó sẽ bao gồm ở đây, chúng ta thấy được một cấu trúc ở trên này, màu xanh, người ta gọi đó là não bộ, ha, the brain. Ha. Và rồi sau đó chúng ta sẽ thấy có một cái ống nó chạy dài xuống dưới đây. À, cái dài dài xuống dưới đây thì á, chỗ này chính là cái nơi phân cách giữa não bộ ha, và cái tủy sống nằm ở ngay ở dưới, người ta gọi tên tủy sống trong tiếng Anh là spinal ha. Và cái hệ thần kinh ngoại biên này nó sẽ là những cái cấu trúc nó tỏa ra từ cái hệ thần kinh trung ương. Chẳng hạn như nếu như các bạn nói tới phần này của não người ta gọi là thân não, thì từ thân não á, ha, nó sẽ có 12 đôi dây thần kinh sọ nó đi ra nha. Và đó là chúng ta cũng sẽ có là từ cái tủy sống này nè, cái tủy gai này nè, nó sẽ có 31 đôi dây thần kinh gai hay thần kinh tủy nó đi ra từ cái tủy gai, đó là hệ thần kinh ngoại biên nha mọi người ha. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào hệ thần kinh trung ương trước nha. Hệ thần kinh trung ương như hồi nãy mình nói, nó bao gồm hai cấu trúc là não và tủy sống, hay người ta còn gọi là tủy gai. Cái não của chúng ta đó nó sẽ phân chia thành ba phần. Ba phần đó là đại não, thân não và tiểu não. À, thì đại não là gì? Đại não là hai cái bán cầu. Ở đây mình có một cái bán cầu ở bên đây và một cái bán cầu ở bên còn lại. Hai cái bán cầu này, nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận biết được những cái giác quan của chúng ta. À, chẳng hạn như là chúng ta nhận biết được nhìn là bởi vì cái phần đại não ở ngay cái phần thùy chẵn này, nó sẽ giúp chúng ta xử lý cái thông tin nó tới từ mắt chúng ta để chúng ta có thể tạo ra được một hình ảnh ở trong não chúng ta để chúng ta có thể thấy được sự vật. Và nó cũng giúp chúng ta có những cái biểu hiện và những cái hành vi, những cảm xúc khác nhau. Cảm xúc ấy, thì chủ yếu nó sẽ thuộc hệ viền nó cũng nằm ở trong đại não, cho nên phần đại não này ở con người chúng ta rất phát triển và là một phần rất là quan trọng của hệ thần kinh ở trong con người nha. Thì ngoại trừ đại não ra, chúng ta sẽ còn có một cái não nhỏ hơn ở đây nữa ha, bởi vì nó là não nhỏ hơn cho nên người ta gọi nó là tiểu não. Tiểu não này á, cái vai trò quan trọng nhất của nó là phối hợp vận động ha mọi người. Phối hợp vận động nó cũng giữ vai trò thăng bằng một chút xíu nữa, nhất là khi mà chúng ta đi đứng, bởi vì sao, đi đứng thực sự ra nó cũng là một dạng phối hợp vận động, cho nên tiểu não này á, là nó giúp chúng ta giữ thăng bằng trong lúc đi đứng. Và nếu như các bạn có tổn thương ở tiểu não thì chúng ta sẽ bị một cái triệu chứng người ta gọi là thất điều, ataxia. Thất ở đây có nghĩa là không còn nữa đó, có nghĩa là thất bại chẳng hạn như vậy. Thất điều có nghĩa là không có điều khiển, mất đi sự điều hòa, cho nên chúng ta có là tổn thương tiểu não sẽ gây ra ataxia, thất điều, và hướng đi của bệnh nhân sẽ có sự thay đổi mà người ta gọi đó trong tiếng Anh là ataxic gait, có nghĩa là hướng đi của người bị thất điều ha. Rồi về phần cuối cùng của não là chúng ta có cái gì? Ở trong đây chúng ta có một cái bộ phận gồm 3 phần. Cái bộ phận này người ta gọi là thân não, và đây là một phận cực kỳ quan trọng. Người ta hay nói, các thầy dạy của anh ở bên Mỹ thường hay nói rằng nếu như mà tất cả các bộ phận khác của não của các bạn, chẳng hạn như đại não hay tiểu não gì đó, nó vẫn còn hoạt động, nhưng mà cái thằng thân não này nó không hoạt động nữa thì bạn sẽ chết. Nhưng mà nếu như mà cái thân não này vẫn còn hoạt động, cho dù là cái đại não của bạn không hoạt động và cái tiểu não của bạn không hoạt động, bạn vẫn còn sống. Ha. Cho nên đây người ta gọi cái thân não này bởi một cái tên gọi khác, gọi là não bò sát. Tại vì sao? Tại vì nó là một cái phần não nó hết sức là cổ đại. Cổ đại giống như những cái con bò sát vậy. Ha. Gọi vậy cũng không có chính xác, tại vì ở bò sát nó có nhiều cái phần hơn là chỉ là thân não, nhưng mà cái thân não này là một cấu trúc vô cùng cổ đại và nó chứa rất là nhiều cái thứ quan trọng ở trong đó, chẳng hạn như trung tâm hô hấp, trung tâm vận mạch, trung tâm ối, vân vân, và nhân của 12 đôi dây thần kinh sọ nằm trong đó hết ha. Cho nên rằng á, chúng ta thiếu đi cái phần thân não này là mình không có sống được. Tại vì sao? Không hô hấp sao sống ha, không có tim mạch sao sống ha, cho nên là cái phần thân não này cực kỳ quan trọng.
Rồi, ngoại trừ những cái cấu trúc mà hồi nãy là mình nói tới cấu trúc đặt ra đó ha, thì chúng ta còn có những cái cấu trúc mà nó rỗng ở phía bên trong của não ha, nó rỗng ở phía bên trong của não. Thì cái sự rỗng rỗng này đó nó cho phép những cái cấu trúc này nó chứa một cái loại dịch ở bên trong, người ta gọi cái loại dịch đó là dịch não tủy ha, cerebrospinal fluid ha. Thì cái dịch não tủy này đó nó sẽ giúp nâng đỡ và giúp bảo vệ cho nhu mô não, nhất là khi mà nó thoát ra ngoài và nó ở trong một cái khoang xung quanh, người ta gọi là khoang dưới nhện ha. Thì đó nó sẽ giúp cho nâng đỡ và giúp bảo vệ nhu mô não. Rồi thì á, là đối với lại cái hình này á, một điểm mà các bạn cũng cần lưu ý trong cái hình này nữa đó, đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào đại não và chúng ta nhìn vào tiểu não á, thì cái bề mặt của đại não và tiểu não nó không có phẳng lì ha, mà nó sẽ có những cái gấp cuộn và nó sẽ có những cái rãnh ở giữa những cái gấp cuộn đó. Những cái gấp cuộn này người ta gọi là hồi não, có nghĩa là gyri ở trong tiếng Anh, và những cái rãnh này người ta gọi là rãnh não, nghĩa là sâu cài ở trong tiếng Anh. Cái sự mà nó có cái sự hiện diện của hồi não và rãnh não này là bởi vì á, là cái sự sắp xếp này nó cho chúng ta được một cái diện tích bề mặt rất là lớn để cho chúng ta có thể chứa rất là nhiều thông tin ở trên cái vỏ não này. Và để biểu thị cho điều đó thì anh sẽ vẽ ra cho mọi người một bức ảnh. Chẳng hạn như nếu như cái bề mặt của não của chúng ta nó phẳng thì đây sẽ là cái bề mặt não, đúng không? Thì cái diện tích tiếp xúc của thằng này chỉ là như đây thôi. Tuy nhiên, bây giờ giả sử như anh có một cái rãnh não nó đi vào sâu bên trong. Thì bây giờ mọi người nghĩ coi, cái diện tích tiếp xúc của cái nào là nhiều hơn? A hay là B? Hay nói cách khác, cái nào á, là nó có diện tích lớn hơn một mặt phẳng mà nó được biểu hiện bằng cái hằng ở trên đây, hay là một mặt phẳng mà nó được biểu thị bởi cái hằng ở dưới đây? Dĩ nhiên là cái hằng ở dưới đây là nó sẽ có một cái mặt phẳng nó lớn hơn, đúng không? Tại vì cái diện tích ở chỗ này nó có thêm một cái diện tích ở trong đây nữa mà hằng này không có. Đó là lý do tại sao mà khi mà chúng ta có rãnh não như vậy, chúng ta có những cái hồi não như vậy, thì nó là tăng cái diện tích tiếp xúc nha, mọi người hiểu. Rồi, chúng ta tiếp tục. Sorry about that. Lỗi mọi người. Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi về những cấu trúc ở bên trong của não. Thì những cấu trúc ở bên trong của não này, như là hồi nãy chúng ta nói, nó là có hai bán cầu đại não, nó có vùng thân não và nó có vùng tiểu não. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào đại não trước. Đại não của chúng ta, cấu trúc của nó là bao gồm hai bán cầu và nó được kết nối với nhau bởi thể chai và mép. Điều này có nghĩa là sao? Nếu như mọi người nhìn á, một cái mặt cắt đứng ngang của cái não, đại não nằm ngay đây, thì các bạn sẽ thấy được rằng ở đây là chúng ta sẽ có một bán cầu đại não nằm bên này, đây là bán cầu đại não bên phải. Còn đây là chúng ta sẽ có một cái bán cầu đại não nằm bên này, đây là bán cầu đại não bên trái nha mọi người. Thì đối với là hai cái bán cầu này ở giữa đó, phần lớn ở giữa đó nó không có nối tiếp với nhau, mà hai bán cầu này ở giữa nó được cách bởi một cái khe, người ta gọi là cái rãnh liên bán cầu. Cái rãnh liên bán cầu này đó là nó sẽ hai cái bán cầu đại não ra hai bên như thế này. Tuy nhiên có một chỗ ngay đây, mọi người hãy nhìn, có một chỗ ngay đây khi mà cái rãnh liên bán cầu này nó không có còn tiến sâu vào đây nữa, mà cái chỗ này ngay đây nè, nó cho phép chúng ta có một cái sự liên lạc giữa bán cầu bên này và bán cầu bên kia nha. Thì người ta gọi cái chỗ đó là thể chai, tiếng Anh là corpus callosum. Thì ngoại trừ cái thể chai này ra, chúng ta sẽ còn hai cái mép, tức là mép trước anterior commissure và mép sau posterior commissure, mà chúng ta có thể có những cái chất trắng nó chạy từ một bên của não, của bán cầu đại não, qua bên kia của bán cầu đại não, nó kết nối hai cái bán cầu này lại với nhau về mặt thông tin. Cho nên nếu như cái điều quan trọng lâm sàng, mọi người cũng nhớ là nếu như mà chúng ta có một cái cơn động kinh mà nó ảnh hưởng một bán cầu đại não thì nó có thể dùng cái thể chai để mà có thể chui qua được cái bán cầu đại não bên kia, và nó ảnh hưởng luôn cái bán cầu đại não bên kia. Vậy làm sao mà mình có thể giới hạn nó ở trong một bán cầu đại não thôi? Mình sẽ cắt cái thể chai này. Đó là một cái hành động rất là extreme. Bây giờ là chúng ta không có còn dùng nó nhiều như hồi xưa nữa, nhưng mà nó cũng là một cái cách treatment dành cho, chẳng hạn như nếu mà chúng ta bị động kinh dữ quá, thì chúng ta có thể cắt cái thể chai này để giới hạn nó qua một phần của bán cầu đại não một bên thôi, chứ không cho nó rơi qua cái bên kia ha. Ok, vậy thì như hồi nãy anh nói, thì cái vỏ thì cái đại não này của chúng ta nó bao gồm một phần ở bên ngoài, người ta gọi đó là vỏ đại não ha. Thì cái vỏ đại não này đó là nó chứa rất là nhiều chất xám. Mọi người hãy nhìn cái phần ở phía bên ngoài của cái đại não này, chúng ta có một cái lớp chất xám ở đây, và cái lớp chất xám ở phía bên ngoài của cái đại não đó người ta gọi là vỏ đại não ha, và nó là chứa những cái chất xám như thế này. Chất xám thật sự ra nó là cái gì? Chất xám thực sự ra nó là tổng hợp của những cái thân neuron khác nhau ha. Và cái thân neuron này đó, cái nhiệm vụ chủ yếu của thân neuron cộng với là những cấu trúc liên quan tới thân neuron đó
là giúp chúng ta xử lý thông tin và đưa ra quyết định xem thử có bắn một cái xung thần kinh xuống cái sợi trục hay không. Cho nên nếu như chúng ta có cái vỏ đại não nó chứa nhiều cái thân neuron như vậy thì mục tiêu của vỏ đại não là gì? Đó chính là xử lý thông tin nha mọi người. Ok, và đó cái vỏ đại não của chúng ta đó nó không phải là nó phẳng lì mà nó có nhiều cái hồi và nhiều cái rãnh như hồi nãy anh nói, là để tăng cái diện tích tiếp xúc, mọi người nhớ nha. Rồi tiếp theo đó, chúng ta có được cái vỏ đại não này, chúng ta sẽ có các thùy khác nhau trên vỏ đại não. Chúng ta sẽ có thùy trán, chẳng hạn như ở đây là thùy trán. Chúng ta sẽ có thùy đỉnh nằm ngay chỗ này, thùy thái dương nằm ngay chỗ này, thùy chẩm nằm ngay chỗ này. Và nếu chúng ta lấy một cái kẹp, mình tách cái thùy trán và cái thùy thái dương nằm ngay đây, chúng ta sẽ thấy thêm một cái thùy nữa, nó nằm ở bên trong đây. Mọi người hãy nhìn cái chỗ đó, nằm ngay chỗ này. Người ta gọi cái thùy đó là thùy thấu đi insula. Thì á, là cái vỏ não nó bao gồm 7 cái lớp tế bào Pháp, người ta gọi nó là tế bào Pháp. Cho nên á, là cái bó mà nó dẫn truyền từ ở trên vỏ não nó đi xuống đây, nó giúp chúng ta vận động cơ thể, người ta gọi là bó Pháp, pyramidal tract, là bởi vì như vậy nha mọi người. Thì cái vỏ não này nó bao gồm 7 lớp tế bào Pháp. Rồi vậy thì á, là ngoại trừ cái phần chất xám nằm ở bên ngoài mà nó tạo lên được cái vỏ não ra, thì chúng ta còn có cái phần chất xám nó nằm ở bên trong nữa. Mọi người hãy nhìn đây, những cái phần chất xám đó là chúng ta giả sử chúng ta có một cái nhân nằm ngay đây, một cái nhân nằm ngay đây, vân 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 vân, những cái chất xám nó nằm sâu bên trong ha. Thì những cái đó người ta gọi là nhân nền, basal ganglia. Thì những nhân nền này á, nếu như các bạn học giải phẫu các bạn sẽ nhớ được nó là nhân đuôi, caudate nucleus, nhân bèo, lentiform nucleus, nhân trước tường, hay là vân 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 vân. Thì nhất là cái những cái nhân này, những cái nhân nền này á, là cái mục tiêu của nó là giúp chúng ta vận động tư thế và các hành vi phức tạp hơn. Có nghĩa là nó sẽ điều chỉnh cái sự vận động mà của cái bó tháp đi từ trên xuống. Cái bó tháp chủ yếu là giúp chúng ta vận động thân thể, nhưng mà nó sẽ điều chỉnh cái vận động đó để mà chúng ta fine tune được cái vận động đó. Chẳng hạn như khi mà viết chữ A ha, khi mà các bạn viết chữ A thì các bạn viết có thể viết chữ A như thế này, hoặc là các bạn có thể viết chữ A như thế này ha. Thì á, chính là cái nhân nền này nó giúp chúng ta phân biệt được rằng chúng ta phải viết như thế nào nha. Thì những cái đó là người ta gọi cái tín hiệu này là fine tuning ha. Nó giúp chúng ta điều chỉnh được là cái độ ha, và cái kích thước của những thứ mà chúng ta làm nha, vân vân. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ có các bó. Bó là tập hợp những các cái sợi trục của neuron, nó tạo ra được cái chất trắng ha. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ có một cái bó mà nó chạy từ ở phía trên này, nó chạy qua đây, xong nó chạy xuống dưới cái tủy sống ha. Thì người ta gọi cái bó nó người ta gọi đó là bó vỏ gai, hay bó vỏ tủy ha, và nó chỉ giúp chúng ta vận động tự ý thân thể ha, bó vỏ gai, corticospinal tract. Ok, thì đó là não. Ok, vậy thì á, là cái hình này đó là để cho mọi người thấy hai việc. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ có 7 cái lớp tế bào Pháp nằm đâu, nằm ở trên cái vỏ não ha. Và đó, ở phía bên trong này chúng ta sẽ có những cái cấu trúc là nhân nền. Nhân nền đó thì giúp chúng ta fine tune những cái vận động, làm cho những cái vận động đó nó chính xác hơn, theo ý muốn chúng ta hơn. Rồi, chúng ta sẽ nói đôi chút về hệ viền. Hệ viền này thật sự ra nếu muốn các bạn có thể làm nguyên cả quyển sách về hệ viền cũng được, nhưng mà chỉ có điều là chúng ta không có nhiều thời gian ở đây, cho nên chúng ta sẽ đi bước qua cái hệ viền thôi. Hệ viền tiếng Anh là limbic system, và đây là sự kết nối ha, của những cái phần khác nhau ở trong não. Chẳng hạn như chúng ta có được cái thằng này ở ngay đây, người ta gọi là hồi đai, cingulate gyrus, nó nằm ở ngay phía trên cái não thất một à, ngay sorry mọi người, nó nằm ở ngay phía trên cái thể chai ha. Thì người ta gọi cái đó là hồi đai. Thì cái hồi đai này nó sẽ có những cái cấu trúc khác nó liên quan tới cái hệ viền, cũng giống như hồi đai vậy. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có được những cái cấu trúc ở ngay đây, người ta gọi đó là hành thú ha. Hai cấu trúc ở ngay đây cực kỳ quan trọng, đó là cái hải mã. Hải mã nó giúp chúng ta mã hóa thông tin để trở thành trí nhớ của mình ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái cấu trúc khác, chẳng hạn như là vòm não ha, vòm não và thể hạnh nhân, amygdala ở trong tiếng Anh. Thì cái vai trò của cái hệ viền này bao gồm những cấu trúc mà hồi nãy mình nói đó, vai trò của nó liên quan tới cảm xúc, học tập và hành vi. Chẳng hạn như là đó, chúng ta có được cái hải mã này, và cái hải mã này nó giúp chúng ta mã hóa thông tin để trở thành trí nhớ của mình, nó là liên quan tới học tập, đúng không? Còn cảm xúc thì sao? Chẳng hạn chúng ta có cái cấu trúc mà người ta gọi là thể hạnh nhân. Thể hạnh nhân đó nó giúp chúng ta làm gì? Thể hạnh nhân đó nó sẽ giúp chúng ta à đây, nó đây, thể hạnh nhân. Thì với cái thể hạnh nhân này á, là nó sẽ giúp chúng ta có vai trò quan trọng trong cái việc á, là cái sự sợ hãi của mình, phobia. Nếu như các bạn có biết tới một cái nhân vật rất là nổi tiếng ở trong DC Comics á, DC Comics á, là các bạn biết được rằng là họ có những anh hùng như là Superman hay siêu nhân, hay là Batman người dơi. Thì một trong những kẻ thù nổi tiếng nhất là của Batman là Scarecrow. Scarecrow sử dụng một cái chất độc. Cái chất độc này có khả năng ảnh hưởng tới cái chỗ này, có nghĩa là cái thể hạnh nhân này, và nó giúp chúng
ta thấy được những cái nỗi sợ hãi nhất của mình ha, nỗi sợ hãi nhất của mình. Chẳng hạn như ở trong một cái game rất là nổi tiếng là Batman Arkham Asylum, nó làm cho Batman thấy được rằng á, là bạn của Batman là Jim Gordon đã tử vong ở trong Arkham Asylum ha, bởi vì cái chất độc đó nó ảnh hưởng lên cái amygdala, thể hành nhân của Batman, nó làm cho Batman thấy được nỗi sợ của mình nha. Rồi cái hệ viền này, một trong những cái thứ quan trọng đó là nó kết nối với lại rất nhiều vùng khác nhau của hệ thần kinh trung ương, và một trong những cái vùng mà nó kết nối rõ nhất đó là cái hành khú nằm ngay này. Cái hành khú nằm ngay đây á, thì thực sự ra cái thứ mà nó bắt được á, đó chính là những thông tin liên quan tới mùi của mình. Lý do tại sao mà chúng ta cần phải cho những cái thông tin liên quan tới mùi này nó tiếp xúc cái hệ viền này như vậy là bởi vì á, ở trong tự nhiên khi chúng ta nói về động vật có ú, động vật hữu nhũ giống như con người chúng ta, hay là con chuột, hay là con mèo, hay là con gì đó, thì á, là cái mùi nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng ha, nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chỉ cần hửi mùi thôi là các bạn có thể từ phương xa các bạn có thể nhận thấy được rằng à, ở chỗ đó có một con thú ăn thịt rất là nguy hiểm, nếu như chúng ta đi tới cái chỗ đó chúng ta sẽ chết. Cho nên á, là nó sẽ tạo thành một cái trí nhớ ngay lập tức, và đó chính là lý do tại sao á, ha, mà những cái đường dẫn truyền, nếu như các bạn thấy cái đường dẫn truyền của cái hệ thống mà mùi của chúng ta đó, nó sẽ dẫn truyền một phần vào ngay trong cái amygdala, có nghĩa là cái thể hành nhân của mình, và nó cũng sẽ liên kết với lại cái hải mã này để giúp chúng ta tạo nên được một cái thông tin, một cái trí nhớ liên quan tới cái mùi đó nha. Cho nên đó là lý do tại sao nếu như các bạn muốn nhớ cái thông tin nào đó, thì nếu như các bạn học chung với lại một cái mùi nào đó nó hơi tởm một xíu thì bạn nhớ nó nhanh hơn. Thực sự ra cái đó là câu đùa thôi ha, nhưng mà các bạn do with that information what you will ha. Rồi ok, thì đó là hệ viền, nó có vai trò trong cảm xúc, học tập và hành vi nha. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới cái vùng đồi thị ha. Cái vùng đồi thị này nó nằm ở trong một cái vùng của cái đại não, người ta gọi là giang não. Giang não tiếng Anh là diencephalon. Thì cái giang não này nó bao gồm đồi thị và những cấu trúc liên quan đến đồi thị, hay ở trong tiếng Anh người ta hay nói rằng những cấu trúc nào mà có cái chữ đồi thị trong đó đó. Chẳng hạn như đồi thị ở trong tiếng Anh là thalamus. Thì cái vùng giang não này nó sẽ bao gồm thalamus là đồi thị, vùng hạ đồi là hypothalamus, vùng dưới đồi là subthalamus, và vùng trên đồi là epithalamus ha. Và như các bạn cũng để ý, tất cả mọi cái cấu trúc đó nó đều có cái chữ thalamus ở trong đó hết nha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói từng cấu trúc một, và đặc biệt chúng ta sẽ nhấn mạnh vào vùng đồi thị, vùng hạ đồi. Đồi thị thalamus đó là một cấu trúc mà nó đóng vai trò quan trọng như là một cái trạm relay, ha, nó nhận tín hiệu từ ngoại vi và chuyển tiếp nó về vỏ não. Cho nên nếu như chúng ta có một cái thứ mà nó nhận tín hiệu từ cái tủy sống này mà nó giúp chúng ta phân phối nó lên vỏ não, thì cái đó nó sẽ giúp chúng ta giải quyết những cái thông tin liên quan tới cảm giác nha mọi người. Cho nên là cái đồi thị này đó là nó là một cái trạm trung gian cảm giác rất là quan trọng ở trong cơ thể. Tất cả mọi cái tín hiệu cảm giác, nhìn, nghe hay sờ, vân vân vân, đều các bạn đều phải nghĩ rằng những tín hiệu đó trước khi mà nó đi tới những cái vùng ở trên vỏ não, thì nó sẽ phải được chuyển từ những cái dây thần kinh tương ứng từ ngoại biên nó tới cái đồi thị trước, đồi thị sẽ xử lý nó một lần, sau đó nó mới đưa lên trên cái vỏ não đó nha. Đây là một trạm trung gian vô cùng quan trọng, chỉ có một loại thông tin duy nhất mà nó không đi qua đồi thị trước khi nó đi lên vỏ não, và đó là thông tin về mùi. Như là mình nói hồi nãy, mùi nó sẽ đi lên đâu, nó sẽ đi chủ yếu lên cái vỏ não trước, rồi sau đó nó đi tới cái hệ viền nha mọi người, đi tới cái hệ viền, nó không cần đi qua cái đồi thị trước khi mà đi lên vỏ não. Đó là một cái điểm rất là đặc biệt của cái phần mà cái mùi của chúng ta nha. Rồi vậy thì ở ngay dưới cái đồi thị này chúng ta sẽ có một cấu trúc người ta gọi là hạ đồi, tiếng Anh là hypothalamus. Trong hạ đồi nó có rất là nhiều nhân, và những cái nhân này nó phối hợp vận động của hệ thần, phối hợp cái hoạt động của hệ thần kinh và hệ nội tiết. Tại vì sao? Tại vì cái thằng hạ đồi này nó được kết nối với một cái tuyến ở dưới này, cái tuyến này người ta gọi là tuyến yên, và cái sự vận hành của tuyến yên là do hạ đồi nó điều khiển. Và tuyến yên nó vận hành cái gì? Tuyến yên nó vận hành những cái tuyến nội tiết khác ở trong cơ thể, tuyến giáp, tuyến thượng thận, tinh hoàn và buồng trứng, vân vân, nó đều do tuyến yên nó điều khiển hết. Cho nên cái thằng hạ đồi này nó giống như là một cái tuyến chủ đạo ở trong cơ thể vậy. Cho nên người ta nói hay nói rằng là tuyến yên là tuyến chủ đạo trong cơ thể, nhưng thực sự ra mà nói là bởi vì là cái tuyến yên này nó nhận tín hiệu từ hạ đồi, cho nên mình hay nói được rằng hạ đồi thực sự là chủ sĩ đứng đằng sau cái hệ nội tiết của chúng ta. À, và ngoại trừ cái hệ nội tiết ra, nó còn phối hợp vận động của hệ thần kinh, mà hệ thần kinh thực vật của mình nó giúp chúng ta nhận biết được rằng khi nào mà mình đang khát, khi nào mà mình đang đói, khi nào mà mình cần nạp thêm thức ăn vào, và nó còn giúp chúng ta điều khiển được
Những cái sự vận động của cái hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm của chúng ta thông qua một cái bó mà nó đi từ hạ đồi nó đi xuống cái tủy gai, người ta gọi là cái bó descending hypothalamic tract, cái bó gì đó, cái bó hạ đồi đi xuống nha. Rồi tiếp theo là chúng ta có tuyến yên, vô hồi nãy mình nói là tuyến yên là tuyến nội tiết chủ đạo của cơ thể, tuyến nội tiết chủ đạo của cơ thể nó điều khiển những tuyến khác trong cơ thể, nhưng mà tuyến yên nó được thằng hạ đồi này điều khiển nha mọi người. Thằng tuyến yên này nó không phải là cái boss lớn nhất, mà boss lớn nhất phải là thằng hạ đồi. Rồi còn cái vùng trên đồi sao? Vùng trên đồi nó nằm ngay chỗ này nha, vùng trên đồi nằm ngay chỗ này. Vùng trên đồi á là người ta có một cái tuyến người ta gọi là tuyến tùng, và tuyến tùng này chủ yếu nó tiết ra một cái hormone người ta gọi là melatonin. Cái hormone melatonin này nó giúp ta điều khiển cái nhịp sinh học của cơ thể và chu kỳ ngủ thức tỉnh của cơ thể. Có nghĩa là sao? Mỗi khi mà các bạn tới ban đêm, tới ban đêm lúc mà ánh sáng, mà nhất là cái ánh sáng xanh nó không có chiếu vào mắt của bạn nữa, thì là cái vùng trên đầu cái tuyến tùng này nó sẽ tiết ra nhiều melatonin hơn. Cái sự tăng của cái melatonin đó nó sẽ làm một cái tín hiệu, nó nói cho cơ thể của mình, nhất là cái não của mình, nói là đã đến lúc rồi, ngủ cho tao nha. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà các bạn ngủ qua ban ngày á, cái hiệu quả nó không bao giờ bằng được ngủ qua ban đêm hết, tại vì cái melatonin này nó không có ở đó ở ban ngày, tại vì ở ban ngày nó vẫn còn ánh sáng nó chiếu vào mắt của các bạn, làm cho cái tuyến tùng của các bạn nó không tiết ra được melatonin nha. Và đó là lý do tại sao mà một số thực phẩm chức năng bây giờ á, là người ta sẽ dùng melatonin, các bạn uống cái đó vô để giúp chúng ta dễ ngủ hơn. Đấy. Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái phần tiếp theo của não, đó chính là thân não, trong tiếng Anh là brainstem. Cái thân não này nó bao gồm 3 phần. Từ ở phía trên chúng ta sẽ có được trung não là midbrain ngay chỗ này. Chúng ta sẽ có được cầu não là pons nằm ngay chỗ này. Và ở dưới này chúng ta sẽ có hành não là medulla oblongata, hay là một cái sự rút gọn chúng ta có thể gọi nó là medulla. Thì cái phần ở trên này đó, thì cái trung não nó sẽ được nối với lại cái cấu trúc là đồi thị nằm ở phía trên nó nha. Đồi thị thì hồi nãy mình mới học trong phần giang não rồi nha. Còn ở dưới thì cái hành não nó sẽ tiếp tiếp hợp với lại cái tủy sống nằm ngay dưới này nha mọi người. Cho nên nó giống như là cái phần trung gian á, giữa cái tủy sống, thông tin nào muốn chuyển xuống tủy sống cũng phải qua hàng này, thông tin nào muốn chuyển từ tủy sống đi lên não cao hơn á thì nó cũng phải qua hàng này. Cho nên đó là cái sự chuyển tiếp tín hiệu từ là nó chuyển tiếp tín hiệu từ cái tủy sống lên tới não, hoặc là những cái tín hiệu từ não đi xuống tủy sống. Cho nên phần này là một cái phần rất là quan trọng. Và ở ngay cái brainstem này, ngay thân não này, nó bao gồm một cái hệ thống, bao gồm là cái hệ thống lưới ha. Cái hệ thống lưới này nó bắt có trung tâm vô cùng sống còn ở trong cơ thể của ta, như hồi nãy nói trung tâm hô hấp, trung tâm tim mạch ha, trung tâm nuốt, trung tâm ói, trung khu vực điều khiển cử động mắt, và nhất là mình nhân của 12 đôi dây thần kinh sọ ha. Cho nên nếu như chúng ta mất đi cái phần thân não này mà tất cả các phần khác của não nó vẫn còn hoạt động thì chúng ta sẽ chết ha, tại nếu không có hô hấp, không có tim mạch thì chúng ta không tập được nha. Cho nên cái đó là cái phần quan trọng của cái thân não, brain stem. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ nói đôi chút về tủy sống hay tủy gai ha. Tủy sống trong tiếng Anh là spinal cord, thì cái tủy sống này nó nằm trong cột sống ha. Tủy sống và cột sống mọi người cần phải lưu ý là đó là hai cấu trúc cực kỳ khác nhau ha. Cột sống là một cái khung xương ở bên ngoài, là cái thằng này nè ha, nó được cấu tạo từ những cái đốt sống khác nhau, và cái mục đích của nó là nó bao quanh và bảo vệ về cái tủy sống nằm ở bên trong ha. Tủy sống là cấu trúc thần kinh nằm ở bên trong cột sống ha, cái đó mọi người đừng có bao giờ bị lầm, đừng có bao giờ bị lầm ha. Rồi cái tủy sống này nó đặc biệt ở chỗ là gì? Chúng ta có chất xám nằm bên trong và chất trắng nằm bên ngoài. Mọi người hãy thử nhớ lại một chút xíu về cái cấu trúc của chất xám và chất trắng ở trong não ha, chẳng hạn như trong đại não, thì mọi người hãy xem thử coi chất xám của đại não nằm đâu, nằm ở bên ngoài đúng không? Ok, vậy thì còn chất xám ở trong cái tủy sống này nó nằm ở đâu? Nó lại nằm ở bên trong. Cho nên nó ngược lại với lại cái phần đại não ha, và phần tiểu não của chúng ta. Trong cái não của chúng ta đó thì chất xám nằm bên ngoài, chất trắng nằm bên trong. Còn trong cái tủy sống thì chất xám lại nằm bên trong và chất trắng nó lại nằm bên ngoài. Nha mọi người. Chất xám á, thì nó được phân chia thành hai sừng là sừng sau và sừng trước. À, chẳng hạn như trong hình này chúng ta sẽ thấy cái sừng trước nằm ngay đây và sừng sau nằm ngay đây. Tuy nhiên đó chỉ là cái bộ đại bộ phận, cái đại bộ phận của cái tủy gai thôi. Còn trong một số trường hợp, nhất là những cái đoạn tủy sống mà nó nằm ở phần mà thắt lưng phần trên của thắt lưng và cái phần ngực của chúng ta đó, là nó sẽ còn có thêm một cái sừng ngay giữa nữa, người ta gọi là cái sừng trung gian. Cái sừng trung gian này thực sự ra cái thứ mà nó chứa trong đó đó là những cái thân của cái neuron mà nó điều khiển cho cái hệ giao cảm của chúng ta nha. Cho nên là cái đó là cái cấu trúc của cái sừng trung gian, nhưng mà ở tất cả các đoạn tủy á, là chúng ta đều sẽ có cái sừng trước và sừng sau.
Sừng trước nó làm nhiệm vụ gì? Sừng trước chủ yếu là nó sẽ phát ra những cái thông tin liên quan tới vận động. Những cái thông tin liên quan tới vận động này nó sẽ đi ra ngoài qua cái rễ trước của cái thần kinh tủy sống như thế này. Mọi người thấy ở đây có một cái mũi tên đang đi ra đúng không? Thì cái đó chính là cái thông tin vận động, nó truyền từ cái sừng trước này của cái chất xám của tủy sống, nó chạy ra ở đây ngay đây để là nó giúp cho chúng ta điều khiển những cái cử động. Rồi còn cái sừng sau thì sao? Sừng sau á thì nó sẽ nhận những cái thông tin nó liên quan tới cảm giác. Thì những thông tin cảm giác này nó giống như có một cái mũi tên đi vô này, nó đi vô sừng sau, mọi người thấy cho nên á, là chúng ta sẽ có được nè cái sừng sau này nó sẽ nhận những thông tin liên quan đến cảm giác. Rồi vậy bây giờ anh bây giờ mình sẽ chỉ ra nha, cái này là sừng sau cảm giác nè. Sừng sau nó sẽ tiếp hợp với lại một cái rễ người ta gọi là rễ sau của cái thần kinh tủy sống, và cái sừng sau và rễ sau nó sẽ dùng để mà nó nhận những cái tín hiệu liên quan tới cảm giác. Còn cái sừng trước và cái rễ trước là dùng để phát những cái tín hiệu liên quan tới vận động. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua luôn để chút xíu nữa mình hỏi còn nói ra là đó là thần kinh tủy là cấu tạo như thế nào. Thần kinh tủy chính là cái sự chập lại giữa cái rễ sau và cái rễ trước của thần kinh tủy, nó chập lại nó tạo thành cái thần kinh tủy ở đây. Cho nên một cái hệ quả chủ yếu, một cái hệ quả tất yếu của cái thần kinh tủy là như thế nào? Thần kinh tủy nó luôn luôn là vừa vận động vừa cảm giác. Tại vì sao? Tại vì nó có những cái sợi neuron cảm giác nằm ở phía sau của cái rễ sau này nè, còn nó lại có những cái sợi liên quan tới vận động, sợi neuron vận động nó chạy ra từ ngay chỗ này, nó chập lại với nhau. Vậy thì thằng này là vừa cảm giác vừa vận động là đúng quá rồi, còn gì nữa, đúng không nào? Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng 31 đôi dây thần kinh gai sống của chúng ta là vừa vận động vừa cảm giác là như thế nha. Vậy còn cái phần chất trắng này sao? Nãy giờ mình nói tới xám nhiều, bây giờ nói chất trắng. Chất trắng nó bao gồm cái gì trong đó? Chất trắng nó bao gồm là những cái bó nó chạy dọc lên dọc xuống tỉ gai nha. Những cái bó này đó, chẳng hạn như chúng ta sẽ có những cái bó chẳng hạn như là bó gai đùi. Bó gai đùi thị là nó chạy từ cái tủy sống này, nó chạy lên trên cái đùi. Đó là lý do tại sao người ta gọi nó là bó gai đùi. Gai đùi thị này bởi vì nó chạy từ tủy sống nó chạy lên, cho nên mọi người nghĩ nó sẽ là một cái bó nó dẫn truyền thông tin vận động hay cảm giác. Một cái thứ gì đó mà nó chạy từ ngoại biến, chẳng hạn như chạy từ đầu ngón tay, đầu ngón chân của mình hay là cái da của mình đi ha. Mà nó chạy lên cái tủy sống, chạy trong bó gai đùi thị, rồi sau đó tiếp tục nó chạy lên trên cái đùi thị của mình. Vậy cái đó là vận động hay cảm giác? Cảm giác đúng không? Tại vì là cái bó này nó chạy từ dưới chạy lên trên để mà não mình xử lý, cho nên cái đó là cảm giác. Vậy bây giờ chẳng hạn như mình có một cái bó khác cũng nằm ở trong chất chất trắng này luôn, nằm nằm khoảng đâu gần đây ha, thì cái bó đó người ta gọi là bó vỏ gai hay bó vỏ tủy, cortical spinal tract ha. Thì cái bó vỏ gai này mọi người nghĩ coi vận động hay cảm giác? Vỏ là vỏ gì ạ? Vỏ não ha, vỏ đại não ha. Thì cái vỏ đại não này nó chuyển xuống cái bó vỏ gai, nó đi xuống với lại cái tủy sống, rồi sau đó nó đi ra những cái dàn trên tủy sống, nó vận hành cho những cái cơ. Vậy cái đó là vận động hay cảm giác? Vận động đúng không? Cho nên là cái tên gọi của những cái bó khác nhau ở trong chất trắng này nó sẽ cho phép chúng ta biết được rằng là cái bó nó liên quan tới vận động hay cảm giác nha. Ok rồi, vậy như hồi nãy mình nói ha, ở cái phần chất xám này nó có hai sừng nha, sừng trước ở đây, sừng sau ở đây. Sừng trước nó liên quan tới rễ trước của dây thần kinh tủy sống, và cái sừng trước này và rễ trước này đều là liên quan tới cái gì? Vận động, những thông tin liên quan tới vận động. Còn cái sừng sau và cái rễ sau này nó liên quan tới cái gì? Cảm giác. Và ở đây mọi người cũng có thể thấy được rằng cái rễ sau của cái dây thần kinh gai sống hay dây thần kinh tủy sống nó có một cái hạch ở đây đây, người ta gọi cái hạch này là hạch hạch gai ha, hay người ta còn gọi là hạch rễ sau, dorsal root ganglion ha, ngay chỗ này, dorsal root ganglion, đây là hạch rễ sau hay còn gọi là hạch gai. Thì là những cái này, đây chính là cái nơi mà những cái thân của cái tế bào neuron làm nhiều cảm giác, nó nằm ở trong đây, nó nằm ở trong đây. Rồi còn chất xám thì sao? À sorry mọi người, còn chất trắng của cái tủy sống thì sao? Chất trắng của tủy sống nó bao gồm rất là nhiều bó, như ở đây mọi người có thể nhìn thấy những cái bó màu xanh ở đây và những cái bó mà màu đỏ ngay đây. Những cái bó màu đỏ đó là người ta gọi là những cái bó hướng xuống, những cái bó màu xanh người ta gọi là những cái bó đi lên. Nếu những cái bó nó đi lên thì vận động hay cảm giác mọi người? Cảm giác. Nếu như những cái bó đi xuống thì vận động hay cảm giác? Vận động. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy những cái bó mà nó liên quan tới vận động là màu đỏ ngay đây, chẳng hạn như hồi nãy mình đã nói tới là cái gì? Bó vỏ gai bên, lateral cortical spinal tract, bó vỏ gai bên, bó vỏ gai trước nằm ngay chỗ này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cái gì? Bó chim và bó thon ha, nhưng mà cái này là màu xanh, có nghĩa là sao? Nó cảm giác hay vận động? Cảm giác. Bó chim với bó thon và cái gì? Bó gai tiểu não ha, bó gai tiểu não cũng là cảm giác. Bó gai gì? Bó gai đùi cũng là cảm giác ha. Tại vì nó hướng từ tủy sống,
chạy lên những cấu trúc cao hơn, vậy nó là cảm giác. Thì đó, đó chính là cấu trúc của tủy gai hay còn gọi là tủy sống. Ok, hệ thần kinh ngoại biên. Hệ thần kinh ngoại biên bao gồm 43 đôi dây thần kinh, và trong 43 đôi dây thần kinh đó có 12 đôi là dây thần kinh sọ và 31 đôi dây thần kinh gai sống. 12 đôi dây thần kinh sọ này nó được phân ra làm những cái thần kinh sọ, nó chỉ thuần cảm giác, nó chỉ thuần vận động, hay nó có thể có cả hai. Còn 31 đôi dây thần kinh gai sống này, tất cả mọi cái đó đều là cả hai cả nha mọi người. Tại vì sao? Rễ trước là vận động, rễ sau là cảm giác, hai thằng chập lại cả hai. Không có chuyện là chỉ là cái thần kinh tủy sống mà nó chỉ vận động hay là nó chỉ cảm giác, không có. Nó là tất cả những cái sự phối hợp giữa những cái sợi trục của cái neuron cảm giác sẽ đi vào cái rễ sau, và cái sợi trục của neuron vận động nó thoát ra từ rễ trước, cho nên nó luôn luôn là cả hai. Mọi người phải nhớ như vậy nha. Ok, trong 31 đôi dây thần kinh gai sống đó, chúng ta có 8 đôi cổ là từ C1 đến C8. Mọi người sẽ chú ý được một điều như vậy. Chúng ta có 7 7 cái đốt sống cổ ở trong hệ xương ha. Chúng ta sẽ có 7 cái đốt sống cổ, nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta sẽ có 8 cái đôi thần kinh gai cổ. Tại vì sao? Tại vì cái đôi thần kinh gai cổ đầu tiên ha, nó nằm đây nè, và nó thoát ra tới đâu? Nó thoát ra từ cái chỗ mà nó nằm giữa cái xương chẩm ở trên đây và cái đốt sống C1, có nghĩa là đốt đùi của chúng ta nằm ngay đây, và nó sẽ thoát ra cái đôi dây đầu tiên nằm ngay đây nha. Cho nên nó không cần, nó cái đôi một nó không phải là cái đôi mà nó phát ra từ từ cái giữa C1 với C2 đâu, nó là một cái đôi nó phát ra từ ngay phía trên, ngay phía trên nha. Cho nên là đó là lý do tại sao chúng ta có thêm một cái đôi dây thần kinh nữa ha, mà nó không phải bây giờ không phải là chỉ có 7 đôi dây thần kinh cổ mà có tới 8 đôi dây thần kinh cổ, là tại vì có cái thằng ở thêm ở phía trên này ha, cho nên nó có 8 đôi dây thần kinh cổ thay vì là 7 ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi 12 đôi dây thần kinh gai ngực ha, và 12 đôi dây thần kinh gai ngực này nó trùng khớp với lại cái số đốt sống ngực là 12. 5 đôi dây thắt lưng trùng khớp với lại đốt sống thắt lưng, 5 đôi dây cùng trùng khớp với lại cái đốt sống cùng, và cuối cùng là một đôi cục nha, một đôi cục. Cái này nó không trùng khớp nhưng mà không sao ha, chúng ta một đôi cục là đủ rồi. Ok, vậy thì á, là cái cấu trúc của cái tủy sống này nó hơi khác so với lại cái cấu so với lại cái cấu trúc của cái cột sống của mình. Cột sống của mình, nhưng mà các bạn đã thấy, mọi người hãy nhìn, từ nó sẽ bắt đầu nó trải dài từ đây, nó xuống dưới đây nó mới hết cột sống. Nhưng mà cái tủy sống của mình á ha, nó chỉ chạy từ ở phía trên đây, nó chạy riết chạy riết chạy riết tới cái mức của khoảng cái đốt sống L2 ha, cái ngay cái chỗ mà giữa L2 với L3 đó, nó tận luôn ha. Nó không có còn đi xuống sâu hơn nữa. Đó lý do tại sao việc đó, là bởi vì á, là ở trong giai đoạn phôi thai á, thì á, là cái cột sống của mình á, với lại cái tủy sống á, nó bắt đầu phát triển ở cùng một mức, nhưng mà khi mà càng phát triển thì cột sống càng phát triển nhanh hơn là cái tủy sống, cho nên rốt cuộc nó phát triển nhanh hơn cho nên nó xuống thấp hơn. Còn cái tủy sống á, là nó tới đây thôi là nó dừng, ở ngay cái giai đoạn mình trưởng thành là nó dừng ngay đây rồi. Cho nên rốt cuộc những cái dây mà ở dưới cùng á, là nó sẽ phải tỏa ra và nó đi xuống rất là thấp ở phía này. Và cái sự tỏa ra và đi xuống rất là thấp này, nó tạo vô hình chung, nó tạo một cấu trúc mà người ta gọi đó là chùm đuôi ngựa, Holder Equine. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta lại có chùm đuôi ngựa, là bởi vì những cái dây thần kinh gai mà nó nằm ở dưới cùng á, nó sẽ phải cố gắng nó với tới những cái lỗ ở trong những cái xương này. Bởi cái lỗ trong những cái xương này nó đi xuống chung với xương, mà xương nó lại phát triển nhanh hơn, cho nên cuối cùng những dây này nó bị kéo giãn, nó tạo thành chùm đuôi ngựa là bởi vì rồi. Thần kinh gai luôn luôn có thành phần cảm giác và vận động, hồi nãy mình nói rồi ha. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi sơ qua về 12 đôi dây thần kinh sọ ha. 12 đôi dây thần kinh sọ này thực sự ra chúng ta đã học hết ở giải phẫu rồi, cho nên bây giờ anh chỉ nhắc sơ qua một số cái thứ mà chúng làm thôi ha. Thì á, là những 12 đôi dây thần kinh sọ này nó có những cái dây thuần vận động, nó có những cái dây thuần cảm giác, và nó có những cái dây cả hai ha. Những cái dây thuần vận động là những cái dây nào? Là chúng ta sẽ có những cái dây mà nó vận động cho mắt, chẳng hạn như là 3 4 5 à sorry mọi người, 3 4 6 sorry, 3 4 và 6. 3 là thần kinh vận nhãn, 4 là thần kinh rồng rọc, 6 là thần kinh vận nhãn mạc. Và chúng ta cũng sẽ có thêm là đôi dây thứ 11 ha, là cái đôi dây thần kinh phụ, và đôi dây thứ 12 là đôi dây thần kinh. Vậy thì những cái thần kinh mà nó vận động đó, nó vận động cho những cái gì? Đôi dây thứ ba ha, là nó sẽ vận động cho phần lớn các cơ mà nó điều khiển trong mắt của mình thôi, điều khiển cái nhãn cầu của mình ha. Ngoại trừ hai cơ thôi, hai cơ đó nó được điều khiển bởi thần kinh số 4 và thần kinh số 6. À, cái cơ đầu tiên á, đã được điều khiển bởi thần kinh số 4,
À, cho nên đó người ta gọi là cái cơ chéo trên. À, số 4 điều khiển cơ chéo trên và số 6 nó điều khiển nó số 6 người ta gọi là thần kinh vận nhãn ngoài á, và nó sẽ điều khiển cơ thẳng ngoài. Cho nên cơ chéo trên á, là nó được điều khiển bởi thằng 4, cơ thẳng ngoài nó điều khiển bởi thằng 6, còn thằng 3 nó điều khiển toàn bộ những thứ còn lại ở trong cái nhãn cầu nha mọi người. Rồi, tiếp theo á, là chúng ta sẽ có 11. 11 là nó sẽ chỉ hoạt động cho hai cơ thôi. Nó vận động hai cơ là cơ thang trapezius và cơ ức đoạn chẩm SCM sternocleidomastoid. Và đôi dây 12 là nó sẽ vận động cho những cái cơ mà nó nằm ở lưỡi của chúng ta. Ha, ngay cả những cái cơ nội tại hay những cái cơ ngoại lai giữa lưỡi nó cũng sẽ được thần kinh số 12 nó điều khiển. Cho nên cái sự quan trọng của thần kinh số 12 ha, là nó điều khiển những cơ lưỡi, nó làm cho lưỡi của chúng ta có thể giúp chúng ta phát âm. Ok, và nhóm tiếp theo mà chúng ta sẽ nói tới đó là những dây thần kinh cảm giác đơn thuần. Thì những cái dây thần kinh sọ mà có cảm giác đơn thuần thì nó bao gồm dây thần kinh số 2, có nghĩa là dây thần kinh thị giác, dây thần kinh số 1 có nghĩa là dây thần kinh khứu giác, và sau đó chúng ta sẽ có dây thần kinh số 8 là dây thần kinh tiền giáp tai. Thì những dây thần kinh này nó làm nhiệm vụ dẫn truyền cảm giác từ cơ quan ngoại biên tới não để não phân tích những cảm giác đó. Chẳng hạn như dây số 1 nó sẽ giúp chúng ta phân tích cái mùi, dẫn truyền cái mùi để cái mùi đó nó tới được những vị trí thích hợp trên vỏ não để xử lý được điều đó. À, dây thần kinh sọ số 2 nó sẽ giúp chúng ta dẫn truyền thông tin về thị giác, cái mà chúng ta nhìn thấy, để mà cuối cùng những thông tin đó sẽ tới được thùy chẩm để thùy chẩm nó xử lý. À, còn cái dây thần kinh tiền đình óc tai thì nó sẽ dẫn truyền cảm giác về nghe và thăng bằng ở đầu ha, thông qua là sự khởi điểm của nó ở óc tai, có nghĩa là cái cấu trúc mà nó sẽ giúp cho chúng ta nghe được ha. Và cái tiền đình có nghĩa là cái phần cấu trúc ở trong cái tai trong mà nó sẽ giúp chúng ta có được cái sự giác quan về thăng bằng của đầu. Thì đó là những cái dây thần kinh sọ mà nó liên quan tới cảm giác đơn thuần. Rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái dây khác mà nó vừa làm vận động mà nó vừa cảm giác. Thì những cái dây mà vừa vận động vừa cảm giác này bao gồm số 5. Số 5 là dây thần kinh sinh 3. Sau đó chúng ta sẽ có dây thần kinh số 7 là dây thần kinh mặt. Dây thần kinh số 9 là dây thần kinh thiệt hầu. Dây thần kinh số 10 có nghĩa là dây thần kinh lang thang. Những cái dây thần kinh đó vừa làm vận động vừa làm cảm giác. Ha. Dây thần kinh số 5 á, thì cảm giác chủ yếu là nó sẽ cho cảm giác ba vùng ở đằng trước mặt như thế này. Ha. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có là tại vì thần kinh số 5 này nó sẽ chia làm ba nhánh là năm 1, năm 2, năm 3. Năm 1 là thần kinh mắt, năm 2 là thần kinh hàm trên và năm 3 là thần kinh hàm dưới. Ha. Thì nó sẽ chi phối cho những cái vùng da khác nhau ở phần trước đầu như thế này. Và thần kinh năm 2 và thần kinh năm 3 nó còn sẽ cho chúng ta cái cảm giác về cái cung răng trên và cung răng dưới của chúng ta nữa. Năm 2 nó sẽ dẫn tới cái tín hiệu, chẳng hạn như tín hiệu đau răng từ cái phần răng của răng trên của mình ha, răng của cái hàm trên của mình. Còn á, cái thần kinh năm 3 có nghĩa là thần kinh hàm dưới á, nó sẽ dẫn truyền cái tín hiệu về đau răng từ cái hàm dưới của mình nó đi về trung tâm ha. Và thần kinh số 5 này nó còn có một thành tố vận động nữa, và nó khi mà nó vận động thì thần kinh số 5 này á, là nó sẽ giúp cho chúng ta vận động các cơ nhai. Và cái nhánh thần kinh số 5 mà nó giúp chúng ta vận động các cơ nhai đó là dây thần kinh năm ba. Các cơ nhai đó là những cơ nhai gì thì chúng ta sẽ ôn lại một tí xíu về giải phẫu học nha. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ có dây thần kinh mặt. Dây thần kinh mặt này á, là nó là một dây thần kinh có đường đi vô cùng phức tạp. Nó có thể nói là dây thần kinh sọ có đường đi phức tạp nhất trong số tất cả dây thần kinh sọ. Nhưng chúng ta sẽ không nói tới cái đường đi của nó ở đây, bởi vì cái đó đã có giải phẫu lo rồi. Thì ở đây á, chủ yếu anh sẽ ôn lại cho mọi người rằng dây thần kinh số 7 á, là nó sẽ giúp chúng ta vận động cho tất cả các cơ bám da mặt để giúp chúng ta có được những cái cử động, chẳng hạn như hỉ nộ ái ố vân vân ở trên mặt chúng ta ha. Ngoài ra cái dây thần kinh mặt này đó nó còn sẽ chi phối cho cái sự tiết dịch của hai cái tuyến nước bọt, đó là cái tuyến dưới lưỡi và tuyến dưới hàm. Và đó, nói về cái mặt cảm giác á, thì dây thần kinh số 7 này á, là nó sẽ giúp chúng ta cảm nhận được cảm giác vị giác từ 2 phần 3 trước lưỡi. Ha. Thì cái đó là những cái vấn đề quan trọng mọi người cần phải nhớ về cái dây thần kinh số 7, có nghĩa là dây thần kinh mặt này. Tiếp theo là dây thần kinh thiệt hầu, glossopharyngeal nerve, dây thần kinh thiệt hầu, dây thần kinh số 9. Thì nó sẽ giúp chúng ta điều khiển phần lớn các cơ ở hầu. Ha, dĩ nhiên sẽ có những cái ngoại lệ, nhưng mà bây giờ là chúng ta cứ biết tới cái chung chung trước đi ha, là nó sẽ giúp chúng ta vận động những cơ ở hầu. Và nói về mặt cảm giác thì nó sẽ giúp chúng ta có được cái cảm giác vị giác ở phần sau, có nghĩa là 1/3 sau của lưỡi cùng với dây thần kinh lang thang ha. Rồi vậy còn cái dây thần kinh lang thang này là gì? Dây thần kinh lang thang là dây thần kinh số 10, nó ở đây. Cái dây thần kinh lang thang này á, cái tên nó
suggest rằng á, là cái dây thần kinh lang thang này nó sẽ đi không phải là chỉ ở cái vùng đầu không, mà nó sẽ đi xuống dưới và nó sẽ chi phối những cơ quan ở phía dưới cổ ha. Thì á, là cái dây thần kinh số 10 này, đó là cái dây thần kinh mà nó làm nhiệm vụ phó giao cảm chủ ở cái phần trên của cơ thể, và nó làm nhiệm vụ phó giao cảm không phải là chỉ ở phần đầu và cổ không, mà nó còn giúp chúng ta có được cái phần phó giao cảm mà nó ở dưới cái cổ nữa. Chẳng hạn như chúng ta có được rằng á, là phó giao cảm của tim, phó giao cảm của phổi, phó giao cảm của đường thở ha, phó giao cảm của phần lớn các hệ tiêu hóa cho tới khi chúng ta tới được cái góc lách của cái đại tràng, đó là do thần kinh số 10 nó chi phối ha. Cho nên thần kinh số 10 này gọi là thần kinh lang thang, không sai chút nào cả ha. Ok, thì đó là 12 đôi dây thần kinh sọ. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ nói tới hệ thần kinh thực vật. Cái hệ thần kinh thực vật này nó khác với lại cái hệ thần kinh mà bản thể của chúng ta, là bởi vì các cái thành tố của hệ thần kinh thực vật này chúng ta không thể nào tùy ý điều khiển được nha. Nó sẽ điều khiển những cái thứ trong cơ thể mà chúng ta đó là chúng ta không thể dùng suy nghĩ của mình điều khiển được. Chẳng hạn như hệ thần kinh thực vật này nó có thể giúp cho trái tim của chúng ta đập nhanh hơn hay đập chậm đi. Bình thường á, là nếu chúng ta suy nghĩ trong đầu nói rằng á, là ơi tim ơi mày đập nhanh đi, thì nó cũng sẽ không có đập nhanh được ha, bởi vì nó không có được điều khiển bởi hệ thần kinh, không được điều khiển bởi cái hệ thần kinh bản thể của chúng ta, mà nó được điều khiển bởi cái hệ thần kinh thực vật này. Thì cái hệ thần kinh thực vật này nó được phân chia làm ba hệ chính, đó là hệ thần kinh giao cảm, hệ thần kinh phó giao cảm và hệ thần kinh ruột. Mà như mà mình đã nói là hồi ban đầu của hệ thần kinh ruột mình không có học vào hôm nay, mình sẽ chú ý vào hai cái nhánh là giao cảm và phó giao cảm thôi. Đối với lại cái hệ thần kinh thực vật này đó, là cái cấu trúc của nó hơi khác một chút xíu so với lại cái hệ thần kinh bản thể, đó chính là cái hệ thần kinh thực vật này nó bao gồm một chuỗi hai neuron. Nó có một cái sợi người ta gọi là sợi trước hạch và một cái sợi khác người ta gọi là sợi sau hạch ha. Ở giữa hai cái sợi này là một cái hạch, người ta gọi đó là hạch thần kinh thực vật ha. Tùy thuộc vào chúng ta có là hệ thần kinh giao cảm hay phó giao cảm mà hạch này sẽ được gọi tên là hạch giao cảm hay hạch phó giao cảm ha mọi người. Thì cái đó là cái cấu trúc chung của cái hệ thần kinh thực vật của chúng ta, nó bao gồm một chuỗi hai neuron ha, và ở giữa hai neuron đó nó có một cái hạch. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái hệ thần kinh một ở trong cái hệ thần kinh thực vật này để mà chúng ta xem xét kỹ hơn nha. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái hệ đầu tiên là hệ giao cảm. Cái hệ giao cảm này đó là người ta gọi cái này là cái hệ ngực thắt lưng. Tại vì sao? Là bởi vì những cái thân của những cái neuron này đó là nó xuất phát từ cái đoạn tủy ngực và tủy thắt lưng. Và cái hệ giao cảm này nó giúp chúng ta làm nhiệm vụ chiến đấu hay chạy trốn. Trong khi chúng ta chiến đấu hay chạy trốn thì một số thứ nó phải xảy ra, chẳng hạn như tim của chúng ta nó phải đập nhanh hơn và cái tần và cái cường độ co bóp của nó phải nhiều hơn à, cái đồng tử của chúng ta phải giãn ra để mà chúng ta thấy được nhiều thứ hơn, cái đường thở hay là cái khí đạo của mình nó phải giãn ra để mà cho cái lượng khí nó đi vào đường thở nó nhiều hơn ha. Nhưng mà còn cái hoạt động hệ tiêu hóa với hệ tiết niệu của chúng ta nó phải giảm lại, bởi vì nếu khi chúng ta đang chiến đấu hay chạy trốn thì không ai có đủ thời gian để ăn hay để đi cầu cả hay là để đi tiểu cả ha mọi người ha. Cho nên á, là cái hệ thống giao cảm này đó, cái thứ mà nó làm ra đó là nó sẽ làm tăng những cái hoạt động mà nó giúp chúng ta chiến đấu hay chạy trốn, và nó làm giảm những cái hoạt động mà giúp chúng ta thư giãn và tiêu hóa nha. Nó làm giảm hoạt động tiêu hóa, nó làm giảm cái hoạt động của hệ tiết niệu ha. Thì cái đặc điểm của hệ giao cảm này là các hạch của hệ giao cảm á, có nghĩa là cái hạch mà nằm giữa hai cái neuron trước hạch và neuron sau hạch đó, cái hạch đó đó, thì cái hạch này nó nằm rất là gần tủy sống ha. Và ở hai bên tủy sống nó sẽ tạo ra hai cái chuỗi hạch mà người ta gọi nó là hai chuỗi hạch giao cảm giống như thế này, và nó chạy dọc cái chiều dài của cái cột sống luôn ở hai bên ha. Mình chỉ thấy được một bên ở bên đây thôi, nhưng kỳ thật ra nếu như các bạn phân tích thêm một cái bên là bên đây nữa thì các bạn thấy thêm một cái chuỗi nữa nó chạy ở bên đây. Chúng ta sẽ có hai cái chuỗi như vậy nó chạy xuống dưới ha. Thì cái đó chính là những cái hạch giao cảm nha. Ok, vậy thì cái kích thích của cái hệ giao cảm này nó sẽ gây ra phản ứng toàn cơ thể, bởi vì nếu như chúng ta chiến đấu hay chạy trốn thì chúng ta không thể nào mà chỉ kích hoạt mỗi tim cho nó đập nhanh hơn mà không có kích hoạt đường thở để mà cho mình lấy không khí nhiều hơn. Tại vì nếu như chúng ta chỉ hoạt động tim nhiều mà cái đường thở của chúng ta không lấy khí nhiều hơn thì không có oxy để mà cho tim của chúng ta nó hoạt động nha. Cho nên khi mà chúng ta kích hoạt một hệ giao cảm, tất cả mọi cơ quan của hệ giao cảm nó sẽ phải kích hoạt cùng một lúc ha. Và đối với lại cái chất dẫn truyền thần kinh của hệ giao cảm này, chúng ta sẽ có cái chất dẫn truyền thần kinh là
adrenaline và noradrenaline. Trong số đó, noradrenaline là phần lớn sẽ được tiết ra từ cuối cái sợi sao hạch của hệ giao cảm này. Còn adrenaline là chủ yếu, phần lớn adrenaline trong cơ thể nó được tiết ra bởi một cái tuyến nội tiết. Người ta gọi cái tuyến nội tiết đó là thủy thượng thận. Một lát sau chúng ta sẽ nói rõ hơn về vấn đề. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có cái hệ phó giao cảm. Cái hệ phó giao cảm này phần lớn là nó được gọi là hệ sọ cùng, craniosacral. Là bởi vì là cái hệ phó giao cảm này nó được chi phối bởi hai cái thần kinh rất là lớn. Thứ nhất là cái thần kinh sọ số 10, tức là dây thần kinh lang thang mà hồi nãy mình nói đó. Và một số cái thần kinh ở đoạn thủy cùng của chúng ta. Cho nên cái này người ta gọi là đoạn sọ cùng. Phó giao cảm là cái hệ sọ cùng là như thế. Thì cái phó giao cảm này đó là chủ yếu là nó sẽ giúp chúng ta trong cái việc là chúng ta nghỉ ngơi và tiêu hóa. Ông thầy của mình bên Mỹ hay nói rằng là nó điều khiển những thứ mà Homer Simpson sẽ làm. Homer Simpson, nếu như các bạn không có biết là ai á, thì đó là người bố ở trong một cái phim hoạt hình rất là nổi tiếng ở bên Mỹ là The Simpsons. Thì Homer Simpson này là một người rất là lười biếng. Khi mà về nhà đó là chỉ có nằm lên trên cái ghế bành coi tivi vặn đồ thôi ha. Thì cái đó đó là cái hoạt động mà phó giao cảm nó giỏi nhất. Tức là sao? Nó sẽ làm giảm những cái hoạt động liên quan đến chiến đấu hay chạy trốn, có nghĩa là nó giảm hoạt động tim, nó làm co cái đồng tử lại và cái kích thước của cái đường thở nó sẽ giảm xuống ha. Trong nếu như cái hệ phó giao cảm này nó tăng lên. Nhưng mà nếu như hệ phó giao cảm này tăng lên, nó sẽ kích thích cho hoạt động của tiêu hóa lên rất cao. Và hoạt động của hệ tiết niệu nó cũng sẽ kích thích để đi lên ha. Cho nên là phó giao cảm này nó làm giảm hoạt động tim, nó làm co đồng tử, nó làm giảm kích thước của đường thở, nhưng nó lại tăng hoạt động của hệ tiêu hóa và hệ tiết niệu. Hay nói cách khác, nó làm tăng những cái thứ liên quan tới nghỉ ngơi và tiêu hóa. Cái hạch ấy, của cái phó giao cảm này, có nghĩa là cái hạch nằm giữa cái hệ cái sợi trước hạch và sợi sau hạch ấy, nó nằm rất gần ở cơ quan đít. Một số cái hạch ấy, nó nằm ngay tại cơ quan đít luôn. Cho nên có một cái điều rất là quan trọng, đó là đối với lại cái hệ phó giao cảm này thì sợi tiền hạch của nó rất dài và sợi hậu hạch của nó rất ngắn. Một lát sau khi mà chúng ta đi tới cái slide sau, mình tóm gọn lại cái này cho mọi người dễ hiểu. Nhưng mà mọi người nhớ, khi mà chúng ta nói tới phó giao cảm thì hạch của nó ở rất gần cơ quan đít, thậm chí có nhiều cái hạch nó ở ngay trên cơ quan đít luôn. Và cái chất dẫn truyền thần kinh trong hệ phó giao cảm này là acetylcholine, và cái acetylcholine này nó được tiết ra ở cuối cái sợi sau hạch. Rồi, khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của cái sợi trước hạch với lại cái sợi sau hạch của cái hệ thần kinh giao cảm, phó giao cảm, chúng ta sẽ thấy được một cái sự khác nhau giữa cái chiều dài, cái chiều dài của chúng. Chẳng hạn như bên đây chúng ta sẽ có, đây là cái hệ giao cảm. Thì chúng ta, các bạn có thể thấy được rằng là cái hệ giao cảm này, cái thân tế bào của nó nằm trong những cái đoạn tủy ở đâu? Đoạn tủy ngực và đoạn tủy thắt lưng. Cho nên người ta gọi cái hệ này là hệ ngực thắt lưng, thoracolumbar. Thì là cái hệ ngực thắt lưng này, cái thân tế bào nằm ở đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ có, từ cái thân tế bào này nó sẽ đi ra và nó synapse với lại một cái hạch nó nằm ngay đây. Và cái hạch này nó nằm ngay đây đó, thì nó nằm rất là gần cái cột thống. Cho nên cái sợi tiền hạch đó, có nghĩa là cái sợi trước hạch, neuron trước hạch ngay chỗ này nó rất là ngắn. Nhưng mà từ cái sợi này chúng ta sẽ có cái neuron sau hạch nó chạy tới cái cơ quan đít. Cho nên cái neuron sau hạch của hệ giao cảm nó rất là dài. Nha mọi người, nó rất là dài. Còn ở hệ phó giao cảm thì sao? Hệ phó giao cảm hoàn toàn ngược lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là cái thân tế bào của hệ phó giao cảm này, thân neuron, nó sẽ bắt nguồn từ hai đoạn, đó là đoạn sọ, có nghĩa là thần kinh sọ đó, và đoạn cùng ở như ngày. Thần kinh sọ đó thì chúng ta có thần kinh sọ số 10 ngay chỗ này. Đối với lại phần đầu mặt thì chúng ta hồi nãy là mình quên nói cái này. Đối với phần đầu mặt là chúng ta sẽ còn có những cái thần kinh sọ số 3, số 7 và số 9. Nó cũng sẽ giúp chúng ta điều khiển những cái hoạt động phó giao cảm của các cơ quan khác nhau ở ngay cái phần đầu mặt này. Nhưng mà đối với lại những cái thứ ở dưới cổ thì chúng ta sẽ có dây thần kinh số 10 là dây thần kinh lang thang. Nó sẽ lang thang từ sọ, nó lang thang tới tim, nó lang thang tới phổi và đường thở, nó lang thang tới hệ tiêu hóa. Để cho nó làm giúp cái phần phó giao cảm cho những cơ quan này. Và chúng ta sẽ có những cái dây thần kinh cùng là nằm ở ngay đây, cũng thuộc hệ phó giao cảm, và nó đi tới cái phần xa của cái ống tiêu hóa cũng như bàng quang, và nó sẽ giúp chúng ta kích thích những cái cơ quan này theo những phó giao cảm nha mọi người. Cho nên rằng là cái điều quan trọng mà mọi người cần phải thấy ở đây đó là cái gì? Đó chính là cái sợi tiền hạch của thằng này nó cực kỳ dài, nó dài tới gần cơ quan đít hay tới cơ quan đít luôn. Cái hạch nằm ngay tại cơ quan đít, cho nên cái sợi hậu hạch của thằng này nó cực kỳ ngắn. Cho nên sợi tiền hạch của hệ giao cảm rất ngắn, sợi hậu hạch của hệ giao cảm rất dài, còn sợi tiền hạch của hệ phó giao cảm rất dài, trong khi hệ tiền hạch của sợi của hệ phó giao cảm rất là ngắn nha. Ok, thì đây là một cái biểu đồ mà nó sẽ tóm tắt lại cho các bạn tất cả những gì mà mình đã vừa mới nói hồi nãy đây.
đối với lại cái hệ thần kinh bản thể của mình á, somatic nervous system này, thì từ hệ thần kinh trung ương nó đi ra đó, nó chỉ có một cái sợi dây neuron duy nhất thôi, sợi trục neuron duy nhất thôi ha. Và nó đi tới, chẳng hạn như nó đi tới cơ của chúng ta và nó giúp cho cơ nó hoạt động bằng cách tiết ra acetylcholine ha. Thì cái này là hệ thần kinh bản thể. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói tới hệ thần kinh thực vật á, thì cái hệ thần kinh thực vật này chúng ta có hệ giao cảm và phó giao cảm. Đây là phó giao cảm và đây là giao cảm. Hồi nãy mình nói đối với lại cái hệ giao cảm này thì sợi tiền hạch nó làm sao, ngắn hay dài? Nó ngắn đúng không, rồi sau đó nó đi tới hạch, và rồi từ cái hạch nó sẽ có cái sợi hầu hạch rất là dài, nó đi tới cơ quan đích. Đây chính là cơ quan đích đây ha mọi người. Rồi còn cái hệ phó giao cảm thì sao? Phó giao cảm á, thì nó sẽ có một cái sợi tiền hạch cực kỳ dài ha, rồi nó sẽ đi tới cái hạch ở ngay đây và nó chi nát với cái hạch này. Còn cái sợi hầu hạch cực kỳ ngắn nha mọi người, cái sợi hầu hạch cực kỳ ngắn. Nhưng mà một thứ nữa mà cái slide này nó có, mà cái những cái thứ hồi nãy nó không có đó, đó chính là những cái chất dẫn truyền thần kinh ở tại hạch và ở tại cơ quan đích của hệ giao cảm và phó giao cảm. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi qua nó một xíu. Mọi người hãy chú ý một điều rất quan trọng, đó là ở ngay cái hạch này, cho dù bạn nói là nó là phó giao cảm hay giao cảm đi chăng nữa, thì ngay tại cái hạch này, cái chất dẫn truyền thần kinh mà nó được tiết ra từ cái sợi tiền hạch đó chính là acetylcholine nha. Acetylcholine là chất dẫn truyền thần kinh ở tại hạch, cho dù bạn đang nói tới hạch giao cảm hay là bạn đang nói tới hạch phó giao cảm đi chăng nữa. À, rồi vậy thì cái receptor mà nó sẽ bám với lại những cái acetylcholine này là cái gì? Nó là những cái receptor người ta gọi là cái receptor nicotinic. Cái chữ N nhỏ ở đây người ta gọi là cái viết tắt của cái chữ nicotinic ha. Nicotinic là cái gì? Nó là cái chất này. Tại sao người ta lại gọi nó là nicotinic như vậy? Là bởi vì á, là một cái, có một cái chất người ta gọi là nicotine. Cái chất này đó là khi mà nó vào cơ thể mà nó bám được vào những cái receptor này đó, là nó sẽ có tác dụng y chang như khi mà acetylcholine nó bám vào những cái receptor này vậy. Hay nói cách khác, nicotine là đồng vận của cái thụ thể nicotinic. Cho nên đó là lý do tại sao mà những cái receptor này nó có tên là nicotinic receptor nha, mọi người phải hiểu như thế. Tiếp theo nha, khi mà chúng ta nói tới cơ quan đích thì đây chính là cái nơi mà sự khác biệt giữa hệ giao cảm và phó giao cảm nó diễn ra. Bởi vì tại sao? Là bởi vì là tại hệ giao cảm, cái chất dẫn truyền thần kinh nó không còn là acetylcholine nữa, mà nó bây giờ nó sẽ là noradrenaline, hay ở trong trường hợp này người ta nói nó là NE. Tại cái sách này là sách của Mỹ, trong sách của Mỹ thì cái chất noradrenaline nó được đổi tên thành norepinephrine ha. Cho nên noradrenaline với norepinephrine thực sự ra nó là tuy hai mà một hết các bạn ạ. Cho nên cái noradrenaline này nó sẽ gắn vào cái thụ thể gì? Nó sẽ gắn vào cái thụ thể người ta gọi là thụ thể adrenergic. Adrenergic có nghĩa là gì? Đó chính là cái thụ thể của adrenaline, adrenergic receptors ha, những cái thụ thể của adrenaline. Thì adrenaline và noradrenaline nó sẽ gắn vào những thụ thể của adrenaline trên bề mặt của cái tế bào đích này nha, để mà nó làm thay đổi chức năng của cái tế bào đích theo hướng giao cảm. Vậy còn nếu như mà chúng ta có cơ quan đích của hệ phó giao cảm thì sao? Ở cơ quan đích, cái sợi sao hạch của hệ phó giao cảm nó sẽ vẫn tiết ra acetylcholine giống như ngay tại hạch vậy nha. Mọi người thấy cái hạch này nó tiết ra acetylcholine thì ở đây nó cũng tiết ra acetylcholine nếu như nó là phó giao cảm ha. Nhưng mà ngược lại với lại cái receptor nicotinic mà cái acetylcholine này nó sẽ bám vô, nếu như mà chúng ta nói tới cái hạch đó, thì ở cơ quan đích đó, thì cái acetylcholine này nó sẽ bám vô một cái receptor khác người ta gọi là receptor muscarinic. Tại sao người ta lại gọi nó là muscarinic receptor? Là tại vì á, là cái chất muscarin này khi mà nó bám vô cái muscarinic receptor, nó sẽ có công dụng y chang như khi cái acetylcholine nó bám vô muscarinic receptor vậy. Hay nói cách khác, cái muscarinic receptor này, cái đồng vận của acetylcholine chính là muscarinic, chính là cái chất muscarin ha, từ một số loại nấm ha. Và thế là chúng ta có hai dạng receptor là nicotinic receptor và muscarinic receptor ha. Điều này cực kỳ quan trọng là mọi người cần phải hiểu được là những cái receptor ở những cái nơi khác nhau ha, nó sẽ gây ra những cái hệ quả khác nhau ha. Và ở những nơi khác nhau ở trong hệ giao cảm và phó giao cảm, bao gồm hạch và những cơ quan đích, thì cái chất dẫn thần kinh nó sẽ khác nhau nha mọi người. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy được một cái trường hợp ở ngay dưới này. Trường hợp này là trường hợp gì? Tại sao chúng ta lại có cái dòng máu ngay đây ha, và cái tuyến này là tuyến gì? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái slide tiếp để tìm hiểu. Chúng ta sẽ có một cái loại tuyến rất là quan trọng ha, một cái tuyến nội tiết cực kỳ quan trọng ở trong cơ thể là tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận này nó lại được phân ra làm hai phần mọi người
Hai phần đó là tủy thượng thận và vỏ thượng thận. Cũng như tên gọi của nó, vỏ thượng thận sẽ nằm bên ngoài và tủy thượng thận nó nằm bên trong. Nhưng cái điều mà ít người biết rằng á, là cái vỏ thượng thận và tủy thượng thận, nguồn gốc phôi thai của nó là hoàn toàn khác nhau. Trong số đó cái vỏ thượng thận á, là nó sẽ có một cái nguồn gốc phôi thai thuộc về trung bình. Còn cái thằng mà tủy thượng thận này đó, thực sự cái nguồn gốc phôi thai của nó là từ cái lớp ngoại bì ha, ectoderm. Thì cái lớp ngoại bì này đó, nó có những cái tế bào mà người ta gọi là những cái tế bào màu thần kinh, neurocrest. Thì những cái tế bào màu thần kinh này cuối cùng nó sẽ di chuyển tới cái tuyến thượng thận này và nó tạo nên cái phần bên trong, có nghĩa là cái tủy thượng thận. Cho nên cái nguồn gốc của cái tủy thượng thận này nó hoàn toàn khác cái nguồn gốc của cái vỏ thượng thận. Để nói với các bạn điều này là bởi vì gì? Là tại vì cái thứ mà nó kích thích ra cái tủy thượng thận này nó tiết ra đó, nó hoàn toàn không phải là một hormone, mà nó là một cái sợi trước hạch của dây thần kinh giao cảm ha. Sợi trước hạch của cái neuron giao cảm, nó chính là cái thứ mà nó sẽ giúp chúng ta tiết ra được một cái chất của cái tủy thượng thận nha mọi người. Dây tủy thượng thận nó tiết ra gì? Tủy thượng thận nó sẽ tiết ra adrenaline và noradrenaline. Ở chỗ này cái slide nó hơi bị sai một chút xíu, mình sửa lại một tí xíu ha. Cái này á, là không phải là adrenaline 20% mà là noradrenaline 20%. 20%. Ok. Vậy thì cái tủy thượng thận này nó sẽ tiết ra adrenaline 80% và noradrenaline 20%. Mình quay lại cái slide hồi nãy nha. Thì mình thấy được rằng á, là ở cái tế bào mà ở cái tế bào neuron hậu hạch á, của cái hệ giao cảm, nó sẽ tiết ra noradrenaline là chủ yếu đúng không? Còn thằng này á, cái tủy thượng thận á, là cái nơi mà nó tiết ra adrenaline nhiều hơn noradrenaline. Điều này nó quan trọng là bởi vì sao? Là bởi vì cái tuyến tủy thượng thận này nó là cái thứ mà nó tiết ra adrenaline nhiều nhất trong cơ thể của mình nha. Mấy cái mà neuron giao cảm thực sự ra nó không có tiết ra nhiều adrenaline mà nó tiết ra nhiều noradrenaline hơn ha. Nhưng mà cái tủy thượng thận này nó sẽ là cái thứ nó tiết ra nhiều adrenaline hơn ở trong cơ thể của mình nha. Thì cái adrenaline và noradrenaline thực sự ra cái hoạt động của nó có khác nhau hay không? Well, nó thực sự là có nhưng mà rất là ít ha, rất là ít. Đối với lại cái level này, mọi người cứ nghĩ rằng hai cái này nó gần gần giống như nhau là ổn ha. Nó có khác nhau đó nhưng mà nó rất là ít rồi. Vậy thì thật sự ra cái tuyến tủy thượng thận này nó có vai trò gì? Nó tiết ra được một cái chất mà nó sẽ giúp chúng ta tăng cái hoạt động giao cảm của cơ thể lên, đó chính là adrenaline. Rồi, chúng ta sẽ đi qua một chút xíu về các yếu tố bảo vệ thần kinh trung ương ha. Thì các yếu tố bảo vệ thần kinh trung ương thì cho đầu tiên chúng ta sẽ có cái màng não và màng tủy ha. Màng não và màng tủy này thực sự ra đó là nó bao gồm cả ba lớp, ở ngay cả cái màng não và màng tủy nó đều có ba lớp hết. Ba lớp đó từ ngoài vào trong là màng cứng, màng nhện và màng nuôi hay còn gọi là màng mềm. Và những cái màng não tủy này nó có công dụng là bao bọc bảo vệ não và tủy sống ha. Và nó có một cái khoang ha, nó nằm ở giữa cái màng nhện và màng nuôi, người ta gọi là cái khoang dưới nhện. Và cái khoang dưới nhện này, cái mục tiêu của nó là nó có chứa cái dịch não tủy để giúp cho cái não của chúng ta nó nổi bồng bềnh ở trong cái bể dịch não tủy. Chẳng hạn như khi mà chúng ta đập đầu vô trong một cái vật nào đó cứng ha, chẳng hạn như khi mà chúng ta đập đầu vô tường, chạy không để ý đập đầu vô tường, thì cái sự đập đầu vô tường này đó, nó sẽ làm cho cái sọ của chúng ta nó va chạm vào cái não của chúng ta. Và nếu như không có một cái lớp nước ở giữa cái sọ và cái não của chúng ta như là cái lớp dịch não tủy này, thì cái não của chúng ta nó sẽ chạy về trước và nó đập vào trong cái sọ, và thế là chúng ta sẽ bị dập não rất dễ dàng. Nhưng bởi vì chúng ta có một cái lớp dịch nó nâng đỡ ở bên ngoài, cho nên là cái não của chúng ta nó có thể nổi bồng bềnh, và cái lực sát thương mà khi mà cái não của chúng ta nó chạy tới nó đập vô trong cái xương sọ của chúng ta từ bên trong đó, nó không có nhiều lắm để mà cho cái não của chúng ta nó ít bị dập hơn ha. Thì á, là vi trùng có thể gây viêm những cái màng não tủy này, nó dẫn tới một cái trường hợp người ta gọi là viêm màng não ha mọi người. Mai mốt khi mà chúng ta lên lâm sàng có nhiều khi các bạn sẽ học tới viêm màng não này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái dịch mà nó nằm ở phía bên trong các cái não thất cộng với lại cái khoang dưới nhện, người ta gọi là dịch não tủy. Dịch não tủy này nó được tạo ra từ các đám rối mạch mạc ở trong những cái não thất khác nhau. Ở trong cái hình này các bạn có thể nhìn thấy những cái đám rối mạch mạc như là những cái phần màu đỏ ngay đây ở trong những cái não thất. Mình có cái não thất bên nằm ngay đây một bên ha. Sau đó cái dịch mà nó tiết ra được từ cái não thất bên này ở trên những cái đám rối mạch mạc này, nó chạy từ cái não thất bên qua não thất ba nằm ở ngay chỗ này, qua một cái lỗ người ta gọi là lỗ gian não thất. Sau đó nó tiếp tục chạy xuyên qua một cái ống mà người ta gọi là cống não để đi tới cái não thất tư nằm ngay đây. Như mọi người cũng thấy
thì khi á, mà cái dịch não tủy nó chạy từ não thứ 4 qua não thứ 3 thì não thứ 3 nó cũng có đám rối bạch mạc và nó cũng sản xuất ra dịch não tủy, và cái lượng dịch não tủy này nó tiếp tục chạy xuống như thế này và nó nhập bọn với lại cái dịch não tủy từ cái não thất bên nó đi xuống. Và ngay tại đây ở não thứ 4 chúng ta cũng có đám rối mạch mạc để mà tạo ra cái lượng dịch tiếp theo và nó nhập bọn với lại những cái dịch nó nằm ở ngay đây để nó chạy xuống cái não thứ 4 này. Ok, vậy sau khi mà dịch nó chạy xuống não thứ 4 xong rồi nó làm gì nữa? Nó tiếp tục nó đi ra ngoài khoang dưới nhện ở ngay chỗ này. Không qua ba lỗ ngay chỗ này. Một lỗ giữa và hai lỗ bên để mà nó chạy qua cái khoang dưới nhện, và cái khoang dưới nhện này nó sẽ làm cho cái dịch não tủy này nó lưu thông. Nó lưu thông khắp nơi xung quanh não và xung quanh cái tủy gai để mà nó giúp chúng ta bảo vệ cái não và bảo vệ tủy gai như là hồi nãy mình nói tới. Ok. Vậy thì á, một cái thứ mà chúng ta có thể xảy ra được đó là cái dịch não tủy này có thể chứa vi trùng ở trong một số trường hợp mà chúng ta bị nhiễm trùng. Cho nên khi mà chúng ta nghi ngờ cái dịch não tủy nó có chứa vi trùng thì chúng ta sẽ phải chập dò cái dịch não tủy. Người ta gọi cái trường hợp đó người ta gọi là chập dò não tủy. Và chập dò dịch não tủy á, là nó sẽ có một cái thủy thuật riêng. Cái thủ thuật đó đó là chúng ta sẽ làm ở ngay cái đốt sống thắt lưng. Cho nên ở trong cái ở trong tiếng Anh á, người ta gọi cái thủ thuật đó là lumbar puncture. Lumbar ở đây có nghĩa là thắt lưng. Có nghĩa là chọc thắt lưng để mà lấy dịch não tủy ra. Và vị trí chọc của chúng ta đó là bình thường nó sẽ là vào cái khoảng giữa của cái đốt sống, hoặc là L3, L4, hoặc là L4, L5. Lý do là tại sao? Tại vì cái phần cuối cùng của cái tủy sống của chúng ta nó sẽ kết thúc ở giữa L2 và L3. Cho nên nếu như chúng ta đó mà chọt cái kim này vào trong cái lỗ cái phần mà ở giữa L3 và L4 hay là L4 và L5 thì chúng ta có thể rút dịch não tủy mà không sợ chọc trúng cái phần cuối cùng của tủy sống nha. Thì cái đó là cái vấn đề quan trọng mọi người cần phải lưu ý. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái hàng rào, người ta gọi là hàng rào máu não. Hàng rào máu não này nó được tạo từ các tế bào sao và màng đáy của các mao mạch. Lát sau chúng ta sẽ biết được tế bào sao là cái gì sao ha. Nhưng mà cái tế bào sao này chủ yếu cái chức năng của nó là tạo ra được cái hàng rào máu não, nó ngăn cách giữa máu với não, nó không cho phép những cái thứ ở trong máu ha nó có thể tự do mà chạy vô được ở trong cái hệ thống ở bên trong não. Nói chung là cái làm này nó giúp cho chúng ta kiểm soát được các loại chất có thể ra vào cái thần kinh trung ương và giúp chúng ta bảo vệ được cái cấu trúc của não và tủy sống. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ nói về các loại tế bào trong hệ thần kinh. Các loại tế bào trong hệ thần kinh bao gồm hai loại. Loại thứ nhất là tế bào dẫn truyền thần kinh, người ta hay gọi là neuron. Cái loại thứ hai là những cái tế bào thần kinh đệm mà người ta gọi là neuroglia. Khi mà chúng ta nói tới cái tế bào trong hệ thần kinh, nó có rất là nhiều người nói rằng tế bào thần kinh là neuron. Thực sự ra nó có phải không? Không. Tại vì neuron không phải là tế bào duy nhất ở trong hệ thần kinh. Mọi người phải nhớ là luôn luôn sẽ có một cái loại tế bào khác là tế bào thần kinh đệm, nó cũng nằm ở trong cái hệ thần kinh này. Nhiệm vụ của tế bào thần kinh đệm này đó là gì? Đó chính là bảo vệ, nuôi dưỡng và giúp cho neuron có thể làm cái công việc của nó một cách tốt nhất. Còn cái nhiệm vụ của neuron đó là gì? Nhiệm vụ của neuron là dẫn truyền xung thần kinh từ một nơi sang nơi khác. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới neuron trước. Neuron là tế bào dẫn truyền thần kinh và nó chiếm 50% trong số cái tế bào thần kinh. Và cái neuron này ngoại trừ một số trường hợp rất hiếm hoi thì chúng ta không thể tạo mới được neuron. Tức là chúng ta sinh ra bao nhiêu thì sau này chúng ta sẽ có nhiêu đó thôi. Và chúng ta khi mà tiếp tục già lên già lên già lên á, thì chúng ta sẽ chỉ có mất neuron, chúng ta sẽ không có tạo ra được neuron mới ở trong phần lớn của cái hệ thần kinh của chúng ta nữa. Thì cái neuron này đó, cái cấu trúc của nó chủ yếu là các bạn sẽ thấy trong cái hình này. Các bạn sẽ thấy nó trong cái hình này. Thì cái hình này đó là nó sẽ cho các bạn thấy được rằng những cấu trúc cơ bản của neuron bao gồm cái gì. Và đầu tiên chúng ta sẽ nói tới cái phần phình lên của neuron ngay chỗ này. Cái phần phình lên này người ta gọi là cái thân neuron hay cái thân tế bào. Cái thân neuron hay thân tế bào. Ở trong tiếng Anh là cell body. Thì cái thân neuron, thân tế bào này nó bao gồm những cái bào quang trong đó như một tế bào bình thường. Chúng ta sẽ có nhân, chúng ta sẽ có lưới nội chất, chúng ta sẽ có được các thể Golgi, vân 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 vân, có rất là nhiều những cái bào quang ở trong cái thân tế bào này. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái nhánh ở đây. Ở trong một cái neuron nó sẽ có rất là nhiều nhánh này, và những nhánh này đó là nó có nhiệm vụ là nó nhận tín hiệu từ một neuron khác truyền tới. Chẳng hạn như một cái neuron khác á, là nó sẽ có một cái sợi trục ở đây, nó truyền cái tín hiệu của nó tới những cái nhánh này, thì những cái nhánh này có nhiệm vụ bắt lấy cái tín hiệu đó và truyền nó suốt thông qua cái thân neuron mà nãy mình nói tới. Những cái nhánh nhỏ này chúng ta sẽ gọi nó là đuôi gai hay sợi nhánh. Cái tên gọi đuôi gai là tên gọi cũ rồi, nhưng mà tại vì mình là thế hệ cũ cho nên mình sẽ chủ yếu dùng cái này là đuôi gai ha. Thì cái đuôi gai này nó nhận tín hiệu, nó chuyển qua cái thân neuron để tới được một cái sợi rất dài ngay chỗ này.
Rồi, chúng ta hãy nói về cái sợi rất dài này đi. Cái sợi rất dài này đó là chỉ trong một neuron nó chỉ có một cái sợi rất dài này thôi. Cái sợi này người ta gọi là sợi trục axon. Thì cái sợi trục này đó mọi người, cái đầu của nó cái lúc mà nó tiếp khớp với lại cái thân neuron á, thì ngay chỗ đầu này nó có một cái cấu trúc người ta gọi là gò sợi trục. Ha, thì cái tín hiệu mà từ cái đuôi gai á, nó chạy xuyên qua cái thân neuron, nó chạy tới cái gò sợi trục này, và chính cái nơi gò sợi trục này nó là cái nơi quyết định xem thử coi là cái tế bào neuron này nó có bắn tiếp một cái xung thần kinh từ đây nó chạy xuống cái sợi trục hay không. Và nếu như nó có bắn thì cái xung thần kinh đó nó sẽ chạy xong suốt cái chiều dài của sợi trục cho tới cái phần đoạn cuối của sợi trục nằm ngay chỗ này. Ha. Cho nên cái đoạn mà gò sợi trục này nó rất quan trọng, bởi vì nó chính là cái nơi tạo ra cái điện thế hoạt động hay là cái xung thần kinh của mình. Nếu như những cái tín hiệu mà nó truyền từ đuôi gai tới nó đủ mạnh, một lát sau chúng ta sẽ tìm hiểu về nó sao. Ok, đối với lại cái phần này thật sự ra nó hơi bị sâu, cho nên chúng ta sẽ skip qua cái phần này một chút xíu để mà chúng ta đi tới những cái phần khác. Ha. Ok, vậy thì như hồi nãy các bạn thấy được cái tế bào neuron á, mà nó nằm ngay chỗ này, thì thực sự ra không phải neuron nào nó cũng nhìn giống cái này. Ha, cái hình này thực sự ra là một ánh trăng lừa dối lớn nhất ở trong sinh lý học. Ha, bởi vì cái nó đưa ra một cái hình một cái neuron nó quá là cơ bản đi. Ha, cho nên thực sự ra đó không phải neuron nào nó cũng giống như cái neuron này. Cái neuron này chủ yếu là người ta gọi nó là neuron vận động, hay người ta gọi nó còn một cái tên khác là neuron đa cực. Đối với lại cái neuron đa cực á, là chúng ta sẽ có rất là nhiều sợi nhánh, có nghĩa là đuôi gai nằm ngay chỗ này, một cái thân tế bào và một cái sợi trục dài nằm ngay chỗ này. Ha, đó là cái neuron vận động điển hình. Nhưng mà chúng ta sẽ còn những cái loại neuron khác ở đây là neuron cảm giác. Thì cái neuron cảm giác này đó là đôi khi chúng ta sẽ thấy được rằng nó có một cái sợi nhánh ngay đây, ha, một cái đuôi gai ngay đây, nó đi vô trong đây, một cái thân tế bào nó nằm giữa cái đuôi gai và cái sợi trục nằm ngay chỗ này. Cho nên nhìn á, nó giống như là một cái thân tế bào nó bị kẹt giữa cái đuôi gai và cái sợi trục nằm ở hai bên. Ha. Và còn có những neuron khác nó còn lạ hơn nữa, và nó cũng là neuron cảm giác, là cái sợi nhánh của nó, cái đuôi gai nó nằm ngay chỗ này, sau đó cái thân tế bào của nó lại phải đi vào cái thân tế bào ở trong đây, và rồi sau đó nó đi tới cái sợi trục ở bên này. Ha. Đây là một cái loại neuron cảm giác khá là tiêu biểu, và đó chính là lý do tại sao mà chúng ta có thể có một cái cấu trúc gọi là hạch gai hay là hạch rễ sao ở ngay cái rễ sao của cái thần kinh tủy của chúng ta. Tại vì sao vậy? Mọi người còn nhớ khi mà chúng ta nói thần kinh tủy sống đó, là cái rễ trước của chúng ta đó, là nó sẽ đem cái thông tin về vận động đi ra. Cái rễ sau của chúng ta đó là cái này nè, là nó sẽ đưa thông tin về cảm giác nó đi vô. Và ngay cái rễ sau này chúng ta có một cái phần phình ra, người ta gọi là hạch rễ sau. Vậy trong hạch rễ sau này nó có gì? Đó chính là những cái hằng hà sa số, những cái thân neuron của cái tế bào neuron giống như là cái thằng này nha. Nói chung á, là các bạn có thể hiểu được rằng cái hạch rễ sau này nó là tập hợp của rất là nhiều những cái này. Ha, thì đó chính là tại sao chúng ta có hạch rễ sau là như thế. Ok, và rồi sau khi mà chúng ta đã biết được các loại neuron vận động và neuron cảm giác có hình dáng như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử coi là ở trong hệ thần kinh là có các loại neuron nó sắp xếp theo cái hướng là nó hoạt động như thế nào. Thì á, là neuron khi mà xếp theo hướng hoạt động thì nó sẽ có ba cái loại neuron chính. Cái loại neuron thứ nhất nằm ở đây, người ta gọi là neuron hướng tâm. Loại neuron thứ hai là những cái neuron nằm giữa như thế này, người ta gọi là neuron trung gian. Và loại neuron thứ ba là loại neuron gọi là neuron ly tâm. Thì á, là neuron trung gian nó sẽ nằm ở giữa neuron hướng tâm và neuron ly tâm. Thường thường neuron trung gian nó sẽ nằm ở hệ thần kinh trung ương, tức là nó sẽ nằm ở hoặc là não hoặc là tủy sống, tùy thuộc vào neuron trung gian. Ha. Rồi, vậy thì á, là neuron hướng tâm, đối với một cái tên gọi như vậy, các bạn hãy suy nghĩ xem, nếu một neuron á, mà nó hướng về trung tâm, hướng về hệ thần kinh trung ương từ hệ thần kinh ngoại biên, thì neuron đó sẽ làm nhiệm vụ gì, là cảm giác hay là vận động? Đúng là cảm giác. Bởi vì nếu như có một cái gì đó mà nó mang tín hiệu từ ngoại biên đi vào trung tâm, chẳng hạn như có một cái tín hiệu từ da đi lên trên não, thì nó sẽ cho phép chúng ta nhận biết được những gì đang diễn ra ở trên da, da nó đang rờ vật gì, cái vật đó nó có hình dạng như thế nào, và nó có những cái texture, những cái mà tính chất của nó như thế nào, thì nó sẽ truyền những cái tín hiệu đó lên trên não bằng những cái neuron hướng tâm này. Cho nên neuron hướng tâm các bạn có thể hiểu nôm na nó là neuron cảm giác. Ha. Rồi, vậy còn neuron ly tâm thì sao? Neuron ly tâm là nó sẽ đi từ hệ thần kinh trung ương ở trong này, nó sẽ đi ra ngoài và nó cuối cùng nó sẽ tác động lên cơ tuyến hay những cái neuron khác để điều khiển hoạt động của những cái neuron đó.
Cho nên những cái neuron này chúng ta có thể hiểu nôm na nó là loại neuron vận động, bởi vì nó sẽ vận động cho những thứ khác trong cơ thể, chẳng hạn như nếu nó đi đến cơ nó sẽ làm vận động cơ chẳng hạn như vậy. Còn những cái câu chuyện về những cái neuron trung gian này là như thế nào? Neuron trung gian hay nói tiếng Anh là interneurons, là những cái neuron mà nó sẽ nằm giữa neuron hướng tâm và neuron ly tâm. Cái câu chuyện của nó là như vậy: nếu như mà bạn có một cái phản xạ nào đó của hệ thần kinh, mà cái phản xạ đó, đó là nó không cần bạn để tâm đến nhiều quá, nó không cần cái sự suy nghĩ, nó không cần một cái việc là bạn phải quyết định nhiều, thì cái lượng neuron trung gian ở trong đó nó không có nhiều. Có nhiều khi nó chỉ có một neuron trung gian hoặc thậm chí không có neuron trung gian nào cả. Nhưng mà những cái hoạt động nào đó mà nó phải cần một cái sự suy nghĩ về nó trước khi các bạn hành động, thì cái đó cần rất là nhiều neuron trung gian. Để ví dụ cho việc này, chúng ta hãy xem xét thử một cái phản xạ. Người ta gọi cái này là một trong những cái phản xạ gần cơ của cơ thể, hay trong trường hợp này nó là phản xạ gần bánh chè. Người ta gọi cái này là gân bánh chè, nhưng thực tế nếu như các bạn là một người rất là khắt khe về mặt thuật ngữ thì các bạn sẽ nói đó là dây chằng bánh chè, bởi vì nó hướng từ cái xương bánh chè tới cái lồi cũ của xương chày. Nhưng mà chỉ có điều là cái đó là một câu chuyện trong khác. Bây giờ chúng ta hãy xem xét thử coi phản xạ gân bánh chè thực sự ra là cái gì. Khi mà cái gân bánh chè này đó mà nó được gõ vào với một cái búa phản xạ, thì chân của người đó, cái cẳng chân ấy, nó sẽ lập tức nó đưa ra phía trước, hay nói cách khác là cái cơ tứ đầu đùi ở phía trên mặt trước của đùi ấy, nó sẽ co lại và làm cho cái chân này nó đá ra phía trước như thế này. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì khi mà chúng ta có một cái phản xạ gân bánh chè, thì cái phản xạ gân bánh chè này nó vô hình chung nó làm giãn cái gân bánh chè. Và khi cái gân bánh chè nó giãn thì cơ thể của mình nó sẽ muốn làm sao đó để mà cho cái gân bánh chè đó nó quay trở về cái độ ngắn như ban đầu. Nó làm cách đó bằng cách nào? Cái sự giãn ra của gân bánh chè nó sẽ kích thích những cái receptor ở trong cái cơ của cái cơ bánh chè, sorry mọi người, cơ tứ đầu đùi nằm ở trên này. Người ta gọi đó là những cái muscle spindle, những cái thôi cơ ha. Thì những cái thôi cơ này á, là nó sẽ có những cái receptor ở bên trong, nó cảm nhận là cái cơ tứ đầu đùi này nó đang bị giãn ra theo cái gân bánh chè. Cho nên rốt cuộc ra nó sẽ cho phép chúng ta, sorry mọi người, cái thôi cơ phải ở đây mới đúng. Thì nó sẽ cho phép chúng ta dẫn truyền một tín hiệu về trung tâm với một cái dây thần kinh hướng tâm, một cái neuron hướng tâm, chứ nói về thần kinh là không đúng trong trường hợp này. Một cái neuron hướng tâm, thì cái neuron hướng tâm này khi mà nó đi vào thần kinh trung ương, tức là nó đi vào tủy sống, nó sẽ synapse, synapse bằng hai con đường. Một con đường nó sẽ synapse vào một cái neuron vận động, tức là nó không có neuron trung gian gì hết, ở ngay cái chỗ sừng trước của cái tủy sống. Và ngay cái neuron vận động này, khi sau khi được synapse rồi, nó sẽ truyền tín hiệu tới cái cơ tứ đầu đùi ngay chỗ này, và kích thích cơ tứ đầu đùi nó co lại để mà nó không bị giãn ra nữa. Thì cái đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai thì sao? Nếu như các bạn có thể hiểu được rằng nếu như cái cơ tứ đầu đùi này nó co, nhưng mà cái cơ ở đằng sau này, có nghĩa là những cái cơ như là cơ bán gân bán màng, hay là cơ nhị đầu đùi ấy, mà nó vẫn co theo, thì á là khi mà cái này nó co và cái này nó co đó, thì cái chân của chúng ta nó sẽ không có di động, nó sẽ ở nguyên một chỗ như vậy. Cho nên khi mà cái cơ ở đằng trước nó co thì cơ đằng sau sẽ phải giãn ra, và chính là một cái tín hiệu từ một cái neuron cảm giác nó synapse vào trong một cái neuron trung gian ngay chỗ này, thì á là nó sẽ kích thích nó một cái sợi neuron ly tâm nó đi tới những cái cơ mà ở đằng sau đùi, nó sẽ kích thích những cái cơ ở đằng sau đùi này giãn ra để mà cho cái chân của mình nó chỉ có nghe lệnh của cái cơ tứ đầu đùi ở đằng trước, để mà cái khớp gối của mình nó sẽ duỗi ra và chúng ta sẽ đá cái chân về trước giống như thế này. Nhưng mà cái điều quan trọng mà các bạn cần phải để ý ở đây đó, đó có nghĩa là trong suốt cái quá trình mà cái cung phản xạ đó, các bạn thấy neuron trung gian gần như là không có, nó chỉ có một neuron trung gian duy nhất ở ngay chỗ này thôi, còn ở chỗ này nó hoàn toàn không có neuron trung gian. Và điều đó có nghĩa là gì? Những cái phản xạ đó mà khi mà chúng ta gõ búa vào đây, chúng ta đá cái chân như vậy, nó diễn ra rất nhanh và các bạn sẽ không cảm nhận được, các bạn sẽ không có để ý thấy nó. Có nghĩa rằng các bạn không phải là dùng não để mà nói cái chân này của mình nó đá ra như thế này, mà nó là một phản xạ hoàn toàn tự động, nó chỉ qua cái tủy sống thôi. Nhưng mà bây giờ giả sử như có một cái cơn đau nào đó mà ở cái phần đùi này đi, thì nếu như để cảm nhận được cơn đau đó, các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ phải có một cái tín hiệu nó chạy từ ngoại biên để nó chạy lên cái sừng sau, đi vào trong tủy sống. Tủy sống sẽ phải gửi nó lên tới tận trên não. Lên tới tận trên não rồi, chúng ta sẽ phải quyết định bằng rất là nhiều cái neuron trung gian rằng ok, mình bị đau như vậy mình vẫn chịu được, nhưng mà như vậy thì mình nên làm cái gì. Và rồi sau đó
nó sẽ truyền tín hiệu cuối cùng sau khi đi qua rất nhiều neuron trung gian, nó sẽ truyền tín hiệu tới một cái neuron ly tâm, để mà neuron ly tâm đó nó đi xuống đây, nó điều khiển cái chân mình là ok bây giờ mình đi bác sĩ được rồi. Đó đó là một cái thứ mà chúng ta cần phải có nhiều cái neuron ly tâm, sorry mọi người, nhiều cái neuron trung gian, bởi vì nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự suy tính ở trong cái quyết định của ta. Thì đó là các loại neuron phân theo cái việc là nó hoạt động như thế nào nhé. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa synapse ha mọi người. Thì cái synapse này á, là chúng ta sẽ xem xét rất kỹ hơn ở trong phần tiếp theo của bài. Phần tiếp theo nữa của bài ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa nó trước, nó là cái gì. Thì một cái synapse á, là người ta gọi là một khe tiếp hợp. Đây chính là một cái khe hở ở giữa hai cái neuron. Chẳng hạn như khi mà chúng ta có một cái sợi trục nằm ngay đây, nó dẫn tín hiệu đi tới đầu tận của sợi trục. Thì trước khi cái tín hiệu đó nó có thể qua được một cái đuôi gai của một neuron tới, nó sẽ có một cái khoảng trống nằm ngay giữa như vậy. Khoảng trống đó người ta gọi là khe tiếp hợp hay là synapse. Cấu trúc và chức năng của synapse sẽ được tìm hiểu sau ở trong bài. Và bây giờ chúng ta sẽ nói tới là cái định nghĩa về dây thần kinh như hồi nãy mình nói nha. Dây thần kinh thực sự ra là cái gì? Nếu như các bạn cắt cái dây thần kinh ra, các bạn sẽ thấy được rằng nó sẽ có một cái bao làm bằng chất làm bằng mô liên kết ha mọi người. Thì nó sẽ có những cái mô liên kết khác, nó nằm ở giữa những cái bó ở bên trong này. Những cái mô liên kết đó là nó có thể có sợi hoặc nó có thể có mở tùy thuộc vào. Nhưng mà mọi người hãy xem những cái bó bên trong này, nó có rất là nhiều cái vật hình tròn, nó chi chít ngay trong này. Bởi vì chúng ta đang cắt ngang một cái dây thần kinh, cho nên các bạn có thể hiểu rằng là những cái vật tròn 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 tròn, mỗi cái vật tròn như vậy nó đại diện cho một cái sợi trục của một cái neuron. Cho nên cái dây thần kinh thực sự ra là gì? Nó chính là tổng hợp của rất là nhiều sợi trục neuron được bao bọc bởi mô liên kết nằm ở bên ngoài. Ok, thì đó chính là cấu trúc của một dây thần kinh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần tiếp theo là cái tế bào thần kinh đệm. Ngoại trừ neuron ra thì chúng ta còn có một loại tế bào thần kinh thứ hai. Đó là tế bào thần kinh đệm, tiếng Anh là neuroglia. Thì cái tế bào thần kinh đệm này đó mọi người, nó có rất là nhiều loại, mỗi loại nó làm một chức năng khác nhau, nó chiếm 50% tổng số tế bào hệ thần kinh và nó làm nhiệm vụ bao bọc hỗ trợ neuron trong cấu trúc và hoạt động chuyển hóa của neuron. Tế bào thần kinh đệm nó khác với lại neuron ở chỗ nó có thể phân bào. Cho nên cái tế bào thần kinh đệm, u tế bào thần kinh đệm á, người ta gọi là glioblastoma ở trong tiếng Anh á, là nó là một cái hiện tượng diễn ra thường xuyên hơn rất là nhiều so với một cái u mà nó phát triển từ một cái tế bào neuron. Cái nào mà càng phân bào nhiều càng dễ có khả năng sinh ung. Mọi người hãy nhớ cái quy tắc đó nha. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số trong số những cái tế bào thần kinh đệm này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi qua cái tế bào này trước. Cái tế bào này bởi vì nó có những cái nhánh như thế này, trông như một ngôi sao, cho nên người ta gọi nó là tế bào sao, ở trong tiếng Anh là astrocyte. Cái nhiệm vụ của tế bào sao này đó là nó tạo thành, nó góp phần tạo thành một cái hàng rào hết sức quan trọng trong cơ thể con người giữa máu với lại nhu mô não, người ta gọi đó là hàng rào máu não, blood brain barrier. Ha. Thì cái hàng rào máu não này đó nó được tạo ra bởi vì nó có những cái lớp nội mô của mạch máu ở trong này, và khi á, mà những cái chân của cái tế bào sao này á, mà nó ép vô mạch máu, cái khoảng trống ở giữa những cái chân này nó nhỏ, cho nên á, là vật chất muốn đi từ trong máu mà nó đi qua được vào cái nhu mô não á, thì phải đi qua được những khoảng trống rất nhỏ này thì nó mới đi được vào nhu mô não. Thì đó chính là cái cách mà cái tế bào sao nó góp phần tạo thành cái hàng rào máu não là như thế. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tới cái tế bào khác. Người ta gọi cái loại tế bào này, tế bào ít nhánh, tiếng Anh là oligodendrocyte. Thì cái tế bào ít nhánh này đó là nó có những cái nhánh như thế này. Và mỗi cái nhánh này nó sẽ bao bọc trở thành một cái bao myelin ha, ở trên hệ thần kinh trung ương. Mọi người phải nhớ kỹ một điều như thế này. Tế bào ít nhánh nó tạo bao myelin nhưng chỉ ở trên hệ thần kinh trung ương mà thôi. Ha. Thì á, có một cái bệnh lý người ta gọi là bệnh lý đa xơ cứng, tiếng Anh là MS, có nghĩa là multiple sclerosis. Thì cái bệnh lý này đó là nó ảnh hưởng lên cái oligodendrocyte, có nghĩa là nó ảnh hưởng lên tế bào ít nhánh này. Và đó chính là lý do tại sao những cái cấu trúc mà cái MS nó ảnh hưởng á, là nó thường ở trong hệ thần kinh trung ương. Với một ngoại lệ, đó là cái bao dây thần kinh thị. Ha, dây thần kinh thị. Tại vì tại sao? Tại vì thần kinh thị tuy rằng nó có liên quan tới mắt nhưng thực sự ra nó phát triển là từ ngoại bì chung với lại nguồn gốc của thần kinh mà ra. Cho nên á, là những thằng này nó bao bọc những cái đó luôn. Thành ra là chúng ta sẽ có cái tế bào ít nhánh này nó sẽ giúp tạo thành cái bao myelin ở trong những cái cấu trúc thuộc về hệ thần kinh trung ương và những cái phần thần kinh nó liên quan tới mắt. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cái loại tế bào này, người ta gọi đó là vi bào điện, tiếng Anh là microglia. Ha, microglia. Thì cái tế bào vi bào điện này thực sự ra nó là cái gì? Nó là một loại tế bào miễn dịch ở trong não. Nó thực chất là một dạng monocyte mà nó đã vào mô và nó đã biến đổi rồi.
Ở trong cơ thể của mình á, thì một cái tế bào máu của chúng ta, ở trong máu có tế bào bạch cầu. Người ta gọi cái tế bào đó là monocyte hay là bạch cầu mono. Cái bạch cầu mono này nó có một cái nhiệm vụ, đó là nó chỉ đi ở trong cái dòng máu khoảng chừng vài ba ngày thôi. Sau khi đó nó sẽ đi vào mô, và ở từng mô một nó sẽ có những tên gọi khác nhau. Và ở trong những cái mô đó nó sẽ giúp thực bào ăn những cái con vi khuẩn từ bên ngoài đi vào, và dọn dẹp những cái rác thải ở trong cái khu vực mà của cái mô đó, để cho giúp cho cái mô của chúng ta luôn luôn sạch sẽ. Thì á, là khi á, mà cái con monocyte, cái loại cái tế bào mono đó, mà nó đi vào cái mô da ở ngoại biên á, mà nó đi vào trong cái cấu trúc mô liên kết với da đó, thì người ta gọi nó là đại thực bào. Nếu như nó đi vào tế bào gan, chúng ta sẽ gọi nó là tế bào Kupffer. Nếu như nó đi vào trong phổi, chúng ta sẽ gọi nó là tế bào mụn. Nếu như nó đi vào trong hệ thần kinh, chúng ta sẽ gọi nó là vi bào đệm. Thì vi bào đệm thực chất các bạn có thể hiểu nó là một cái loại dạng đại thực bào, nhưng nằm ở trên não và ở trên các cấu trúc thần kinh, mọi người hiểu ha. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái tế bào này, người ta gọi là tế bào nội tủy, ependymal cells. Thì như mọi người cũng thấy được, tế bào nội tủy này thường á, là nó lót lòng ở phía bên trong của những cái não thấp nha. Và ở trên những tế bào nội tủy này nó có những cái cilia, có nghĩa là những cái lông chuyển. Những cái lông chuyển này á, là nó sẽ đánh theo một chiều, làm cho dịch não tủy nó di chuyển theo đó. Cho nên cái này, những cái tế bào nội tủy này nó đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển dịch não tủy. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ còn một cái loại tế bào khác thôi, và tế bào đó rất tiếc là nó không có được vẽ lại ở trong hình này. Thì cái tế bào đó là cái tế bào mà chính nó tạo thành cái bao myelin trong hệ thần kinh ngoại biên, người ta gọi đó là tế bào Schwann. Thì cái tế bào Schwann này đó, là nó tên của nó là bằng tiếng Đức, cho nên là chúng ta sẽ phải nói là Schwann cells, những cái tế bào Schwann tên này bằng tiếng Đức. Ok, thì cái tế bào Schwann này sẽ là cái thứ mà nó tạo nên cái bao myelin ở thần kinh ngoại biên. Ok, rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua giai đoạn mà chúng ta sẽ nói về điện thế nghĩ màng tế bào nhé. Điện thế nghĩ màng tế bào là một cái topic vô cùng quan trọng ở trong bài này, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta có thể hiểu được rằng tế bào nó tạo ra những cái xung thần kinh như thế nào. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về phần này. Và ở trong phần này á, là mình có một số cái slide nó hơi bị sâu quá, cho nên ngay cái slide đó mình xin phép á, là bây giờ là mình sẽ lướt qua. Mọi người nếu như mà sau này á, mà có cái nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về cái điện thế nghĩ màng tế bào hay dẫn truyền thần kinh, các bạn hãy dùng những cái slide này để xem lại. Ok, vậy thì đối với điện học cơ bản, thì để tạo ra điện chúng ta cần điện tích. Điện tích thì nó có hai dạng, điện tích âm và điện tích dương. Các điện tích khác nhau thì nó có thể tương tác để tạo ra công. Hiệu điện thế là sự chênh lệch điện thế giữa hai điểm A và B được đo bằng milivolt. Thường thường ở trong cơ thể chúng ta nó được đo bằng milivolt trong hệ thần kinh. Cường độ dòng điện là sự di chuyển của điện tích từ điểm A sang điểm B. Và một cái điều quan trọng nữa là cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. Trở lực ngăn cản sự di chuyển của điện tích gọi là điện trở. Bởi vì chất béo ở trên màng tế bào nó có điện trở rất cao, cho nên á, là cái điện tích bên ngoài tế bào nó không thể nào mà dễ dàng đi vào bên trong, và ngược lại. Nước thì lại có điện trở rất thấp, nó là một cái loại chất dẫn điện, điện tích nó sẽ dễ dàng di chuyển ở trong nước. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về một khái niệm rất quan trọng, đó là điện thế nghĩ màng tế bào. Vậy điện thế nghĩ màng tế bào là cái gì? Điện thế nghĩ màng tế bào đó là khi bình thường ở bên ngoài và bên trong tế bào, nếu như các bạn lấy cái vôn kế nó đo, thì cái điện thế bên trong tế bào sẽ có trị số âm hơn rất là nhiều so với ở bên ngoài tế bào. Tức là sao? Cái môi trường bên trong của tế bào đó, nó nếu như mà các bạn dùng cái vôn kế này để mà đo với môi trường bên ngoài, thì ở hai bên này nó sẽ có một cái sự chênh lệch, mà trong đó ở bên trong nó luôn luôn thấp hơn ở bên ngoài. Và cái sự thấp hơn này đó là nó có độ lớn là 70 mV. Khi mà người ta nói về cái điện thế ở bên ngoài màng tế bào, cái điện thế trong dịch ngoại bào, thì người ta nói cái điện thế trong dịch ngoại bào, bởi vì dịch ngoại bào là ở khắp nơi trên cơ thể, cho nên người ta nói cái điện thế của dịch ngoại bào là 0 mV. Cho nên bởi vì cái môi trường bên trong tế bào ha, nó hơn cái môi trường bên ngoài tế bào là 70 mV, cho nên cái môi trường bên trong tế bào người ta nói nó là trừ 70 mV, và đó chính là lý do tại sao mà số trừ 70 mV này nó tạo thành điện thế nghĩ màng tế bào như thế nha mọi người. Vậy có một câu hỏi rất là quan trọng, đó là vậy có phải các bạn có thể nghĩ rằng vậy có phải là bên trong tế bào không có điện dương hay không? Điều đó là sai. Như là mình đã giảng cho các bạn ở bài sinh lý tế bào đó ha, thì ở bên trong tế bào lẫn bên ngoài tế bào đều có những cái điện tích dương. Ở bên ngoài tế bào chủ yếu là điện tích dương của nó là natri. Ở bên trong tế bào chủ yếu điện tích dương của nó là kali. Nhưng mà
bởi vì cái số điện tích âm ở bên trong tế bào nó nhiều hơn so với lại cái điện tích dương. Còn cái điện tích mà âm ở bên ngoài tế bào nó ít hơn so với điện tích dương. Cho nên cuối cùng những cái điện tích nó còn thừa lại là ở bên ngoài còn thừa rất nhiều dương, còn ở bên trong còn thừa rất nhiều âm, dẫn tới cái việc là cái tế bào của chúng ta bên trong nó luôn luôn thấp hơn bên ngoài một cái giá trị là trừ 70 mV ha mọi người ha. Rồi thì đây là cái thứ mà hồi nãy giờ mình nói tới, ở bên ngoài có rất nhiều điện tích dương, ở bên trong có rất nhiều điện tích âm, cho nên á là cái màng tế bào nó đóng vai trò là một cái thành, nó ngăn không cho phép cái điện tích dương ở bên ngoài nó tự do chạy vô, cũng không cho phép điện tích âm ở bên trong nó tự do chạy ra. Cho nên á là cái sự khuếch tán này của điện tích âm và điện tích dương, nếu như chúng ta không dùng những cái kênh và những cái transporter đặc hiệu, chúng ta sẽ không thể nào mà làm được. Tuy nhiên, chính vì cái sự chênh lệch về mặt y âm giữa bên ngoài với bên trong như thế này, mà sau này chúng ta sẽ có cớ, và khi mà chúng ta mở một cái kênh ra, chẳng hạn như mở kênh natri ra, thì natri nó sẽ được cớ tràn vào trong tế bào nha. Điều này cực kỳ quan trọng, cho nên mọi người phải hiểu ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ xem thuộc là cái điện thế nghĩ màng tế bào nó phụ thuộc vào yếu tố gì. Điện thế nghĩ màng tế bào nó phụ thuộc vào hai yếu tố: nồng độ chất tan và điện thế chênh lệch ở bên trong và bên ngoài. Có ba loại chất tan, và nói đúng hơn là có ba loại ion nó ảnh hưởng tới cái điện thế nghĩ màng tế bào, đó là ion natri, clo và kali. Mà bên trong đó chúng ta sẽ có cái nồng độ ngoại bào và nội bào của những ion này nó sẽ rất là khác nhau. Ion natri á là cái nồng độ ngoại bào của nó sẽ rất nhiều, còn nồng độ nội bào của nó rất thấp. Cho nên bây giờ giả sử như trên màng tế bào của chúng ta có một cái kênh natri, mà các bạn mở cổng kênh natri đó ra, thì các bạn nghĩ natri sẽ đi từ đâu đến đâu? Chắc chắn là nó sẽ đi từ bên ngoài vào bên trong rồi, đúng không nào? Tại vì ở bên ngoài nhiều hơn, bên trong ít hơn. Rồi ngược lại chúng ta có kali. Kali ở bên ngoài rất là thấp và ở bên trong rất là nhiều. Vậy giả sử như bây giờ trên màng tế bào chúng ta có kênh kali, và bây giờ chúng ta mở cổng kênh kali ra, các bạn nghĩ rằng kali sẽ chạy đi đâu? Kali nó sẽ chạy từ bên trong ra bên ngoài, đúng không nào? Tại vì bên trong nó nhiều hơn và bên ngoài nó ít hơn. Phụ thuộc vào cái nguyên tắc của khuếch tán mà chúng ta có thể làm cái chuyện đó nha. Còn clo đó thì ở bên ngoài tế bào của chúng ta, cái môi trường của nó nhiều hơn nhiều so với lại ở bên trong của tế bào nha. Thì đối với lại ba cái dòng này, natri, kali và clo, nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên cái điện thế nghĩ màng tế bào. Nhưng mình cần các bạn phải lưu ý kỹ hai cái ion natri và kali, bởi vì hai cái thằng này sẽ là hai cái thằng có liên hệ quan trọng tới cái việc là chúng ta có thể tạo được một cái xung thần kinh hay không nha. Tiếp theo nào. Ok, vậy thì bây giờ á là chúng ta sẽ đi tới một cái phương trình người ta gọi là phương trình Nernst ha. Phương trình Nernst này thực sự ra mình sẽ không có đi kỹ cho các bạn, nhưng mà nó dùng để mà nó tính cái nồng độ tại một cái điểm cân bằng cho một cái ion nào đó. Cái ion này nó có thể là natri, clo hay kali ha. Thì các bạn có thể sử dụng cái phương trình Nernst này để tính ra được cái điện thế cân bằng của một cái ion nào đó ha. Và theo cái phương trình Nernst này đó, thì cái điện thế cân bằng của ion kali là trừ 90 mV, điện thế cân bằng của ion natri là khoảng là cộng 30 mV, hoặc là nhiều hơn đó là khoảng chỉ cộng 40 mV thì phải ha. Nhưng mà đó, ý của cái điện thế cân bằng này đó ha, là có nghĩa rằng á là cái điện thế màng tế bào của chúng ta bình thường nó là trừ 70 mV. Vậy các bạn có thể thấy được rằng ở bên trong tế bào bình thường kali nó đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với là natri trong việc giữ cái điện thế nghĩ màng tế bào đó. Thì đối với phương trình Nernst này các bạn không cần phải nhớ ha, nó là một cái thứ mà sau này các bạn, nếu như các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về hành tinh, hãy quay lại xem cái phương trình này kỹ hơn. Còn một cái phương trình nữa nó lại càng khó hơn, và mình cũng sẽ không có đi vào chi tiết của phương trình đó. Đó là một cái phương trình người ta gọi là phương trình GHK, GHK Goldman Hodgkin Katz Equation. Thì cái phương trình này đó là nó có thể được sử dụng để chúng ta tính được điện thế nghĩ màng tế bào ở bất cứ thời điểm nào. Nếu như chúng ta có ba cái ion, nồng độ của ba cái ion nội và ngoại bào là kali, natri và clo, chúng ta sẽ có được rằng là nồng độ kali ngoại bào và nội bào, nồng độ natri ngoại bào và nội bào, và nồng độ clo ở nội bào và ngoại bào. Và chúng ta có thể dùng hết 6 con số đó để mà chúng ta có thể tính được là cái điện thế nghĩ màng tế bào ngay lúc đó đó là gì. Lý do là tại sao, là bởi vì trong lúc mà chúng mà nó thiết lập điện thế nghĩ màng tế bào thì ba cái ion mà nó đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thiết lập cái điện thế nghĩ màng tế bào đó là K, Na và Cl. Ok, vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ nói tới một cái bơm, mà cái bơm này là mình đã nói tới cho các bạn rồi ở bài sinh lý tế bào. Cái bơm này gọi là cái bơm
NaKATPase. Và nhiệm vụ của bơm này là nó bơm 3 natri từ bên trong tế bào ra bên ngoài tế bào, và nó bơm 2 kali từ bên ngoài tế bào vào bên trong tế bào. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa rằng á, là nó đem natri từ một nơi có cái nồng độ natri rất là thấp đi tới một nơi có nồng độ natri rất là cao, và nó đem một kali từ nơi có nồng độ kali thấp đến nơi có nồng độ kali cao. Và các bạn nghĩ rằng đây là cái loại vận chuyển gì? Vận chuyển chủ động hay vận chuyển? Chắc chắn phải là chủ động. À, chủ động. Và bởi vì vận chuyển chủ động nó vận chuyển được ngược chiều radian như vậy, cho nên chúng ta phải đi ngược dòng nước và sử dụng năng lượng để làm việc đó. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta có cái chữ ATPase, có nghĩa rằng nó sẽ phân giải ATP thành ADP để có năng lượng giúp nó làm việc đó. Vậy cái mục đích của cái kênh NAK ATPase này là gì? Một lát sau chúng ta sẽ tìm hiểu tới khi mà chúng ta nói về cái điện thế hoạt động và cái cách nó tạo ra điện thế hoạt động. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái phần tiếp theo, chính là dẫn truyền thần kinh và cái điện thế hoạt động nó được dẫn truyền theo sợi trục như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tới được cái phần đó thì chúng ta sẽ phải nói làm nền trước, bởi vì nói chúng ta sẽ nói qua một số thứ trước. Thì cái thứ đầu tiên chúng ta sẽ nói tới là các loại kênh khác nhau ở trên tế bào. Thì những loại kênh á, khi mà chúng ta học tới cái kênh á, là mình đã nói được rằng cái kênh á, nó có cái lỗ, và cái lỗ đó nó bất di bất dịch, đúng không? Nhưng mà các bạn hãy tưởng tượng ra một điều như thế này. Cái kênh, giả sử như đây là một cái kênh đi, và cái kênh này nó nằm ở trên màng tế bào, và đây chính là cái màng tế bào đi. Và cái lỗ của nó đó là nó sẽ bất di bất dịch, nó nằm ở giữa như thế này. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng ở mọi lúc mọi nơi nó đều mở cổng thôi. Có nghĩa rằng không phải lúc nào nó cũng cho phép ion đi ra đi vô, mà nó tùy thuộc vào một cái cổng của kênh nó nằm ngay trên này. Cái cổng này tùy thuộc vào cái loại kênh mà nó có thể mở và đóng để mà cho ion đi ra đi vô. Khi mà cái cổng này nó mở ra thì cái kênh này nó có thể cho phép ion nó đi vô hoặc ion nó đi ra tùy loại ion. Khi mà cái cổng này nó đóng lại thì không thể nào có ion đi qua được cái kênh này hết. Vậy thì bây giờ các loại kênh nó có thể mở cổng theo cách nào? Có rất là nhiều cái dạng mở cổng. Chẳng hạn như nếu như có một số kênh mà nó sẽ đáp ứng hoặc là nhạy với lại những kích thích cơ học, thì cái thứ mà các bạn có thể làm đó là mình tác động cơ học, chẳng hạn như mình chạm vào cái bề mặt màng tế bào ở gần đó thì cái kênh này nó sẽ mở ra. Chúng ta sẽ không có nói nhiều về cái này trong bài hôm nay. Cái loại kênh thứ hai là các kênh đáp ứng hay là nhạy với lại những cái tính chất hóa học. Có nghĩa là sao? Ở trên cái kênh này nó sẽ có một cái lỗ, và cái lỗ này khi mà có một cái chất hóa học nó bám vào thì cái kênh này nó sẽ mở ra. Và chúng ta cũng sẽ không có tìm hiểu kỹ hơn về cái này, ngoại trừ một số cái mà lát sau chúng ta sẽ nói thôi. Cái thứ mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ trong bài này và có nó cũng quan trọng trong cái bài cơ, đó là người ta gọi là những cái kênh đáp ứng hay là nhạy với điện thế, ở trong tiếng Anh là voltage gated sodium channels hay là potassium channels hay là ion channels. Thì các kênh đáp ứng hay là nhạy với điện thế này nó có đặc điểm rằng nếu các bạn muốn nó mở ra thì các bạn sẽ phải tác động làm sao để mà cho cái điện thế của cái màng tế bào nó đi lên một cái giá trị nào đó. Và thường thường các bạn sẽ tác dụng để làm cho cái điện thế màng tế bào lên được một giá trị là trừ 55 mV. Trừ 55 mV MV. Tại sao lại trừ 55 mV? Một lát sau chúng ta sẽ giải thích rõ hơn vấn đề này. Nhưng mà các bạn phải hiểu, nếu như mà cái màng tế bào này, cái điện thế của nó có thể thay đổi từ một điện thế nghỉ là trừ 70 mV lên một cái điện thế là trừ 55 mV, thì những kênh đáp ứng hay điện thế này nó sẽ mở ra. Và cái điện thế trừ 55 mV này thường chúng ta sẽ gọi nó với một cái tên gọi, đó là ngưỡng. Trừ 55 mV đó là điện thế ngưỡng. À, ngưỡng. Rồi, ok, sau khi mà chúng ta đã biết được rằng có ba loại kênh như vậy rồi và chúng ta sẽ chú trọng vào cái kênh đáp ứng như vậy điện thế rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói tới một cái vấn đề khác, đó là hai cái dạng tín hiệu điện có thể được tạo ra bởi một cái neuron. Người ta gọi hai cái tín hiệu điện đó, một cái là điện thế trung điện hay là graded potential, và cái thứ hai là điện thế hoạt động hay là action potential. Chỉ có cái điện thế hoạt động nó mới được gọi là xung thần kinh thôi, còn điện thế trung điện nó không phải là xung thần kinh. Mọi người phải nhớ kỹ cái điều đó. Điện thế hoạt động chính là cái điện thế mà nó sẽ đi qua cái sợi trục và nó tới được cái phần tận của cái neuron để mà cái neuron đó có thể truyền cái tín hiệu đó tới một neuron khác. Đó chính là điện thế hoạt động hay còn gọi là xung thần kinh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải tìm hiểu kỹ về cả hai cái tín hiệu điện này để xem thử xem chúng ta sẽ có thể nhận ra được chúng như thế nào và hai cái thằng này nó diễn ra ở đâu. Ok.
Nhưng mà trước khi mà chúng ta tìm hiểu tới cái điện thế hoạt động á, thì chúng ta sẽ phải nói đôi chút về những cái giai đoạn khác nhau của điện thế hoạt động. Một cái điện thế hoạt động khi mà nó sản sinh ra đó thì nó sẽ có các giai đoạn khác nhau như thế này. Đầu tiên, từ trừ 70 nó sẽ vượt lên như thế này. Nó sẽ vượt lên như thế này cho đến khi chúng ta tới khoảng cộng 30, cộng 40 gì đó. Sau đó nó sẽ bắt đầu đi xuống như thế này. Và rồi khi mà nó tới trừ 70 nó sẽ không có dừng lại mà nó sẽ tiếp tục đi xuống trừ 90 như thế này. Và rồi sau đó phải mất một thời gian sau nó mới có thể đi lên được. Rồi, vậy thì những cái giai đoạn này nó gọi là cái gì? Cái giai đoạn mà khi mà điện thế trên màng tế bào mà nó di chuyển từ cái con số trừ 70 này lên tới khoảng cộng 30, người ta gọi cái giai đoạn đó là khử cực. Hay nói đúng hơn, nếu như chúng ta rất là kỹ càng về cái mặt thuật ngữ đó, thì cái giai đoạn mà từ trừ 70 lên tới không người ta gọi là khử cực. Còn cái giai đoạn mà từ không lên tới cộng 30 á, nó lại là một cái tên gọi khác, người ta gọi là overshoot ở trong tiếng Anh. Cái này thật sự ra trong tiếng Việt mình đã tra rồi nhưng mà vẫn chưa có một cái từ vựng nào mà mình thấy được là nó có thể thay thế cái từ overshoot này trong tiếng Anh hết. Nhưng mà mình có thể gọi nó là quá cực. Quá cực. Hay là đảo cực cũng được. Tại vì lúc này ở bên trong tế bào nó trở nên dương hơn so với bên ngoài tế bào. Cho nên người ta gọi cái này là đảo cực cũng không đến nỗi sai lắm. Rồi sau đó từ cái thằng overshoot này, cái đỉnh cao đó nó sẽ đi xuống. Nó sẽ đi xuống như thế này. Điện thế màng tế bào nó sẽ đi xuống cho đến khi nó đạt tới trừ 70. Cái giai đoạn từ đây qua đây, cái giai đoạn này là giai đoạn đi xuống, thì người ta gọi đó là tái cực. Và cuối cùng á, là từ cái trừ 70 này, cái điện thế màng tế bào nó lại phải lọt xuống thêm một khoảng nữa tới trừ 90 nó mới dừng lại. Thì từ giai đoạn trừ 70 tới trừ 90 chúng ta sẽ gọi là ưu phân cực. Ưu phân cực, hyperpolarize. Thì đó chính là những giai đoạn khác nhau, những thay đổi mà của điện thế màng tế bào. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Khử cực, quá khử cực, tái cực, u phân cực. Nhớ kỹ mấy cái giai đoạn đó nha mọi người. Rồi, vậy bây giờ điện thế trương điện là cái gì mà điện thế hoạt động là cái gì? Ở cái hình này là nó hơi khó để mà chúng ta có thể hiểu rõ được cái điện thế trương điện với lại điện thế hoạt động. Cho nên bây giờ thực sự ra cái thứ mà mình sẽ làm đó là mình sẽ quay trở lại cái hình mà hồi nãy mình nói về cái neuron để mình giải thích cho mọi người hiểu. Đây, chẳng hạn như bây giờ chúng ta có một cái neuron ở đây. Thì bây giờ để giải thích nôm na cho mọi người có thể hiểu điều này thì chúng ta sẽ phải vẽ ra một cái sợi trục của một cái neuron trước, nó chạy tới nó đi vào cái đuôi gai của cái neuron này. Thì đó, cái tín hiệu thần kinh có nghĩa là cái tín hiệu điện thoại hoạt động á, nó chạy xuống cái sợi trục này. Cái sợi trục này nó sẽ synap với lại một cái đuôi gai nằm ngay chỗ này. Sau khi synap xong thì ở cái đuôi gai này nó sẽ tạo ra một cái loại điện thế. Cái điện thế này không phải điện thế hoạt động. Mọi người phải hiểu, cái điện thế này là cái điện thế trương điện. Cái điện thế trương điện. Và khi mà cái điện thế trương điện này nó đi tới cái chỗ gò sợi trục nằm ngay chỗ này, nó sẽ tác dụng lên gò sợi trục. Và cái sự tác dụng của điện thế trương điện lên gò sợi trục nó có thể là âm hay dương. Có nghĩa là nó có thể kích thích cái tín hiệu, cái màng tế bào của cái gò sợi trục để mà nó khử cực lên một cái vị trí cao hơn. Hay nó cũng có thể tác dụng tới cái màng tế bào của gò sợi trục để mà cho nó giảm xuống tới một cái điện thế nó thấp hơn. Nó có thể khử cực hoặc nó có thể ưu phân cực cái điện thế màng ở ngay chỗ này. Nhưng giả sử trong một trường hợp mà nó khử cực cái điện thế nghỉ của cái màng tế bào của cái gò sợi trục mà nó khử cực được tới một cái điểm là trừ 55 mV, trừ 55 mV thì là chúng ta sẽ có một cái hiện tượng gọi là vượt ngưỡng. Và khi chúng ta vượt ngưỡng thì ngay lập tức chúng ta ở đây cái gò sợi trục sẽ tạo ra được một cái xung thần kinh hay một cái điện thế hoạt động. Nó sẽ chạy xuống như thế này để tới được phần xa của cái sợi trục luôn. Vậy thì như vậy, cái điểm khác nhau giữa cái này có nghĩa là điện thế trương điện và cái này có nghĩa là điện thế hoạt động là như thế nào? Nó có rất là nhiều điểm khác nhau nhưng mà mình sẽ cho mọi người biết những cái điểm khác nhau quan trọng nhất để mọi người có thể nắm được. Cái điểm khác nhau quan trọng nhất giữa hai thằng này đó là một bên á, cái điện thế trương điện này là nó có thể kích thích một thứ nó khử cực hay là nó kích thích làm u phân cực, có nghĩa là nó có thể kích thích lên dương hoặc nó có thể kích thích cái điện thế màng tế bào xuống âm. Nhưng mà đối với lại cái điện thế hoạt động này
nó chỉ khử cực thôi ha, nó chỉ có lên như thế này chứ nó không có đi xuống ha, nó chỉ kích thích theo dạng khử cực thôi. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái điện thế trung điện này nó không có trường tồn, nó chạy một chút xíu, khi mà nó càng ngày nó càng chạy vào trong cái thân tế bào để mà nó tới được cái gò sợi trục này thì cái hiệu lực của nó càng ngày càng giảm đi. Nhưng mà khi mà em đã tạo nên được một cái điện thế hoạt động rồi thì cái tín hiệu điện thế mà nó chạy trong điện thế hoạt động này nó không bao giờ thay đổi, nó luôn luôn sẽ là một cái điện thế hoạt động, chỉ có một cái độ lớn nữa thôi. Điện thế hoạt động, độ lớn của điện thế hoạt động là không thay đổi, và nó sẽ truyền từ đây và nó sẽ truyền tới cái mức cuối cùng, tới cái đầu tận của sợi trục, và nó sẽ không thay đổi trong suốt cái quá trình đó nha. Thì cái đó là hai cái đặc điểm rất quan trọng của cái điện thế trường điện và điện thế hoạt động mà mọi người cần phải ghi nhớ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ fast forward tới cái tiếp theo, và chúng ta sẽ nói về cái điện thế hoạt động và làm sao chúng ta có thể tạo ra được một cái điện thế hoạt động nha. Ok, tiếp nào. Đây, đây chính là một cái điện thế hoạt động. Và cái điện thế hoạt động này nó sẽ khởi nguồn từ một cái khu vực của cái neuron mà hồi nãy mình đã nói rồi. Và cái khu vực đó chính là khu vực gò sợi trục. Để tạo ra một điện thế hoạt động, em phải có một cái điện thế trung điện nó chạy tới cái gò sợi trục và nó kích thích cái tín hiệu của gò sợi trục làm sao để mà cho cái màng tế bào của gò sợi trục nó tới được trừ 55 mV, tức là ngưỡng nha. Threshold này là một cái chữ rất quan trọng, đó có nghĩa là ngưỡng, và khi mà nó kích thích được tới ngưỡng thì ngay tại sợi trục nó sẽ có một cái tín hiệu của điện thế hoạt động nó được tạo ra tại cái sợi trục và nó sẽ chạy xuống sợi trục. Cái quá trình mà nó tạo cái điện thế hoạt động này tại sợi trục của mọi người, nó là một cái quá trình rất là phức tạp, bao gồm sự tham gia của hai dòng chính là natri và kali. Sau này, hay nói đúng hơn là ngay bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về từng cái giai đoạn một trong quá trình đó và những cái ion này nó tham gia như thế nào nhé. Ok, vậy thì những ion này để mà chúng ta biết được là nó sẽ tham gia như thế nào thì chúng ta cần phải tìm hiểu được là những cái kênh ion ở trên màng tế bào của gò sợi trục là như thế nào. Ở trên màng tế bào của gò sợi trục nó sẽ có hai cái dạng ion ha, sorry mọi người, hai cái dạng kênh ion. Kênh ion thứ nhất là kênh natri nhạy hoặc đáp ứng với điện thế. Kênh ion thứ hai là kênh kali nhạy điện thế nha. Đối với lại kênh ion thứ nhất là kênh natri nhạy điện thế, đó là nó sẽ chỉ mở ra khi mà chúng ta có một cái điện thế mà nó kích thích cái màng tế bào ở gò sợi trục đạt tới trừ 35 mV mà thôi, tức là điện thế ngưỡng đó nha. Tức là kênh ion này, kênh natri này nó sẽ mở ra tại ngưỡng à. Sau đó khi mà sau khi mở ra được một chút rồi à, thì nó sẽ bắt đầu nó tới được một cái vị trí mà người ta gọi là vị trí bất hoạt. Cái vị trí này nó khác với vị trí đóng nha mọi người. Cái vị trí bất hoạt này đó là lúc đó cái cổng kênh ion vẫn còn mở à, nhưng mà đó là chúng ta sẽ có một cái cấu trúc mà nó giống như là một cái sợi dây mà nó có buộc một cái trái bóng ở đầu à, mà nó sẽ chặn cái kênh ion từ bên trong, nó làm cho ion không đi qua được. Để mà em chuyển trở ngược lại trở thành cái vị trí mở này để cho ion đi qua thì em phải đi từ cái bất hoạt đi qua đóng, sau đó em đi qua mở lại thì mới được nha. Điều đó có nghĩa là sao? Điều đó có nghĩa là sẽ có một khoảng thời gian sau khi kênh natri mà nó mở ra rồi ha, thì cho dù em kích thích thế nào đi chăng nữa cái kênh natri nó cũng không mở ra được, tại vì em chưa đi qua được cái mức là em phải chuyển từ cái bất hoạt này sang vị trí đóng, nó chưa có đi về vị trí đóng em sẽ không thể mở nó ra được. Cái này rất quan trọng, mọi người phải chú ý kỹ nha. Còn cái kênh thứ hai là kênh kali. Kênh kali chỉ có hai dạng thôi, đó là mở và đóng, hết rồi ha. Kênh kali nó chỉ có hai dạng thôi, đó là mở và đóng, nó không có dạng bất hoạt nha mọi người. Và nó mở khi nào? Nó mở khi điện thế của màng tế bào nó đạt được tới trừ 55 mV hay là điện thế ngưỡng. Ồ, nếu vậy thì hai kênh này nó mở cùng lúc với nhau ư? Thực tế là không phải mừng à, kênh natri nó mở rất là nhanh, nó bất hoạt cũng rất là nhanh, nhưng mà kênh kali này đó nó mở rất là chậm và nó bất hoạt cũng rất là chậm. Điều này cũng quan trọng ha. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ dùng những cái kiến thức này, chúng ta sẽ đi tới chúng ta giải thích được cái điện thế hoạt động là như thế nào nha. Rồi, đây là một cái điện thế hoạt động, và điện thế hoạt động này nó có rất là nhiều cái giai đoạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ở đây đây. Mỗi giai đoạn này nó sẽ tương ứng với lại một cái dòng chảy của những cái loại dòng khác nhau. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất thực sự ra chả có gì để nói, đó là giai đoạn mà cái màng tế bào của cái gò sợi trục nó đang ở cái vị trí
là cái điện thế nghĩ, tức là chúng ta đang ở trừ 70 mV. Từ trừ 70 mV, một cái điện thế trung điện nó sẽ kích thích cái màng tế bào của gò sợi trục lên tới được trừ 55 mV, tức là ngưỡng. Ngay khi mà chúng ta chạm ngưỡng rồi thì một loại kênh ion nó sẽ mở ra ngay lập tức, đó là kênh ion natri. Kênh ion natri nhạy điện thế khi mà nó bắt được rằng là cái màng tế bào của gò sợi trục là nó tới được trừ 55 mV, tới ngưỡng rồi, thì nó sẽ bắt đầu mở ra ngay lập tức. Vậy kênh ion kali lúc đó nó đang làm cái gì? Nó vẫn đóng, nó chưa mở ra vội. Tại vì mình hãy nhớ được rằng kênh ion kali nó mở ra rất là chậm nha mọi người. Rồi, thì một mình cái thằng kênh ion natri nhạy điện thế này nó mở ra thì nó sẽ kích thích natri đi từ đâu đến đâu. Mọi người còn nhớ cái nồng độ natri ở bên nào nó nhiều hơn, và nếu như mình mở cổng thì natri nó đi từ đâu đến đâu? Chính xác là vậy, natri nó sẽ đi từ ngoài vào trong. Và cái sự đi vào trong của cái natri này, bởi vì natri là điện tích dương, cho nên chúng ta đang bổ sung điện tích dương cho phía bên trong của tế bào. Cho nên tế bào ở phía bên trong của tế bào nó càng ngày càng ít âm hơn môi trường bên ngoài. Cho nên nó sẽ đi lên, cái điện thế màng tế bào nó sẽ đi lên, đi lên, đi lên như thế này. Nó sẽ không dừng lại ở không, mà nó sẽ quá khử cực để mà nó đi đến cộng 30 nó mới chịu dừng. Lúc này cái kênh natri sau khi nó đã mở được một khoảng thời gian rồi, nó sẽ bắt đầu bất hoạt. Bất hoạt. Và ngay khi cái kênh natri này bất hoạt thì cái kênh kali nó sẽ bắt đầu mở ra. Khi mà kênh kali nó mở ra thì kali nó sẽ đi đâu mọi người? Chính xác là nó sẽ đi ra, tại vì sao? Nồng độ kali ở phía bên trong nhiều hơn bên ngoài. Cho nên khi kênh kali này nó mở ra rồi thì kênh kali nó bắt đầu đi ra. Và khi kênh kali, kali là một ion dương, cho nên cái sự đi ra của kênh kali đó nó làm cho cái điện thế màng tế bào nó sẽ hạ xuống từ 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 từ, nó sẽ hạ xuống như thế này. Và nó sẽ không dừng lại ở trừ 70 mV đâu. Lý do là tại sao? Tại vì kênh kali nó mở chậm nhưng mà nó làm cái gì cũng chậm nữa, nó đóng cũng chậm nữa. Cho nên bây giờ cái sự chậm trong việc đóng đó nó làm cho kali tiếp tục thất thoát ra ngoài. Và khi kali nó tiếp tục thất thoát ra ngoài thì cái điện thế màng tế bào của chúng ta nó sẽ di chuyển xuống tiếp tới trừ 90. Thì khi mà tới trừ 90 như vậy, nó đã u phân cực tới trừ 90 rồi. Thì bây giờ chúng ta cần phải có một cái dạng chuyên chở để mà chúng ta chuyên chở ngược lại lượng natri đi từ bên trong đi ra ngoài, còn cái kali mình phải chuyên chở từ bên ngoài vô lại bên trong để mà nó cân bằng lại cái điện thế, để cho cái điện thế màng tế bào của chúng ta quay trở lại trừ 70 mV. Vậy cái gì nó đảm nhiệm cái chức năng đó? Cái thứ đảm nhiệm chức năng đó chính là cái bơm mà hồi nãy chúng ta nói tới, bơm NAKATPA. Nó sẽ bơm natri từ bên trong ra bên ngoài, còn kali nó sẽ bơm từ bên ngoài vào bên trong để mà nó cân bằng điện thế, giúp cho chúng ta có thể quay trở lại cái điện thế nghĩ là trừ 70 mV. Và đó chính là cái cách mà chúng ta có thể tạo ra được cái điện thế hoạt động tại cái gò sợi trục của chúng ta. Ok, sau khi mà chúng ta đã theo dõi xong cái cách mà một điện thế hoạt động nó bắt đầu được hình thành, thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử coi là cái điện thế hoạt động này nó làm sao để mà nó đi tới được cái đầu tận sợi trục, và nó làm sao để mà có thể đi qua được cái neuron kia, qua được cái synapse ha mọi người. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cái việc á, là điện thế hoạt động, sau khi mà chúng ta đã kích thích điện thế hoạt động thì điều gì xảy ra. Thì sau khi mà đã tạo ra được điện thế hoạt động đầu tiên á, thì sẽ có một cái hiện tượng nó xảy ra ở ngay cái chỗ mà mình vừa mới tạo điện thế hoạt động. Hay nói cách khác rằng, giả sử như chúng ta có một cái neuron ở đây và đây các bạn có thể nghĩ rằng đây là cái phần đầu tiên của cái sợi trục của neuron. Thì cái phần đầu tiên của sợi trục neuron đó, như là chúng ta đã nói không biết bao nhiêu lần, đó là gò sợi trục ha, và nó chính là cái nơi mà nó sẽ phát động cái xung thần kinh, hay là cái điện thế hoạt động nó đi xuống cái sợi trục ha. Thì là nó sẽ phát động một xung đầu tiên ở đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một xung khác nó được phát động tại đây. Rồi sau đó nó cứ tiếp tục chạy xuống dưới cái chiều dài của sợi trục như thế này. Và bởi vì điện thế hoạt động á, cái tính chất của nó là nó không có giảm đi về mặt biên độ. Cho nên những xung này, cho dù mọi người mà tạo ra ở phần nào đi nữa ha, phần nào đi nữa của cái sợi trục này đó, tiếp theo đó đó, thì nó cũng sẽ giống như vậy, nó cũng sẽ không có giảm về biên độ, nó cũng sẽ không giống như thế nào. Ha mọi người. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu được một cái vấn đề khá là quan trọng nữa, là giả sử như mà ngay cái lúc mà chúng ta phát ra một cái xung thần kinh như thế này, mà chúng ta kích thích thêm một cái kích thích nữa vào trong cái gò sợi trục, thì chúng ta có thể tạo ngay lập tức được một cái xung thần kinh tiếp theo hay không? Spoiler alert là không. Vậy thì tại sao lại là không? Thì chúng ta sẽ phải nói về những cái thứ người ta gọi là thời gian rơ ở trong cái slide tiếp theo.
Nhưng mà trước khi chúng ta nói về thời gian trơ đó, thì mình sẽ nói về cái việc là bởi vì cái xung thần kinh hay điện thế hoạt động này là nó do một phần rất là lớn là do cái kênh natri nhảy điện thế nó tạo ra. Cho nên những cái chất nào đó mà nó có thể không cho phép cái kênh natri nhảy điện thế này nó mở ra, hay là ức chế kênh natri nhảy điện thế, thì nó sẽ làm cho chúng ta không thể nào tạo ra được một cái xung thần kinh. Ok, vậy bây giờ chúng ta hãy xem hai ví dụ. Và cái ví dụ thứ nhất là những cái thuốc mà người ta gọi là những cái thuốc có đuôi caffeine như thế này. Ha mọi người. Ok, và bởi vì những cái thuốc như là procaine hay là lidocaine, tên tiếng Anh là vậy nhưng mà hình như tiếng Việt của mình hay đọc là lidocaine, nó sẽ ức chế tạm thời cái natri nhảy điện thế. Cho nên các bạn nghĩ xem, nếu mà nó ức chế như vậy đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi mà nó ức chế tạm thời kênh natri nhảy điện thế đó thì là chúng ta sẽ không phát được xung thần kinh. Và nếu như chúng ta sử dụng những cái thuốc này ở trên những cái vùng da hay là những cái vùng niêm mạc mà ở trên đó nó có một cái dây thần kinh quan trọng nó chạy ở dưới, thì cái dây thần kinh đó nó sẽ tạm ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian. Cho nên những cái thuốc này thực sự ra là cái gì? Đó chính là những cái thuốc gây tê cục bộ. Procaine hay là lidocaine đó là những cái thuốc gây tê cục bộ ha mọi người ha, gây tê cục bộ. Chẳng hạn như khi mà mình làm một cái thứ chẳng hạn như là cắt mụn cóc à, ngày xưa là mình nhớ là mình có một hồi là đã từng đi cắt một cái mụn cóc ở đây, thì á, là người ta sẽ tiêm lidocaine vào dưới da của mình để cho mình có thể không có cảm giác được cái vùng da đó à. Và rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào cắt cái mụn cóc đó và các bạn sẽ nghe nó cháy xèo 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 mà các bạn không có cảm giác gì hết. Thì đó là tác dụng của lidocaine à, hay là procaine. Ok, và nếu như á, mà chúng ta theo cái ngành răng hàm mặt á, thì mọi người cũng sẽ biết rằng á, là những cái thuốc này sẽ được sử dụng để làm gây tê thần kinh năm 2 hay năm 3 của bệnh nhân, khiến cho bệnh nhân á, là không còn cảm giác đau khi mà chúng ta nhổ răng bệnh. Thì đó chính là những cái thuốc này, và nó hoạt động bằng cách nó ức chế tạm thời những kênh natri gì đó. Còn sẽ có một cái loại chất độc khác nó ức chế kênh natri nhảy điện thế nhiều hơn ha, thì cái chất độc này tên gọi là tetrodotoxin, và nó là một trong những cái loại mà người ta gọi là chất độc thần kinh. Thể chất độc thần kinh này đó chủ yếu mình tìm nó được nó ở trong một số mật của những cái loại cá, chẳng hạn như là cá nóc đó. Nếu như mà chúng ta ăn cá nóc mà chúng ta không rửa kỹ ha, chẳng hạn như có một cái món ở Nhật đó, người ta gọi là fugu ha, thì cái món đó đó là mình sẽ ăn sushi nhưng mà sushi cá nóc hay là sashimi cá nóc, thì là cái fugu này đó nếu như mình rửa không kỹ chất độc này vẫn còn á, thì nó sẽ ngấm vào người của mình, nó đi tới những cái kênh natri nhảy điện thế ở những cái phần ở ngoại vi của mình, chẳng hạn như một cái nơi nguy hiểm nhất mà nó có thể ức chế đó là những cái thần kinh mà nó kết nối với cơ hoành, nó hoạt động cơ hoành. Cho nên nếu như mà mình tới cái mức đó rồi mà mình ức chế những dây thần kinh hoạt động cơ hoành ha, thì là cơ hoành của chúng ta sẽ ngưng hoạt động. Và bởi vì cơ hoành nó là quan trọng trong cái việc mà hít thở của chúng ta, cho nên nếu nó thiếu hoạt động thì người ta sẽ chết do không hô hấp được. À, cho nên cái đó là cái phần quan trọng của những cái chất này. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ tới được một cái vấn đề khác, người ta gọi đó là thời gian trơ. Vậy thời gian trơ là cái gì? Vậy bây giờ nếu muốn nói về thời gian trơ, mình sẽ phải vẽ lại cái hình nãy. À, đây là gò sợi trục ha. Thì một kích thích đầu tiên nó đi vào gò sợi trục. Nếu như kích thích nó vượt ngưỡng sẽ tạo ra được một điện thế hoạt động, và điện thế hoạt động này nó sẽ đi tiếp qua những cái nơi khác của cái sợi trục. Tuy nhiên, giả sử như bây giờ cái gọi cái này kích thích thứ nhất nha, giả sử như bây giờ chúng ta có một cái kích thích thứ hai chúng ta tác dụng vô cùng một chỗ trên gò sợi trục, vậy bây giờ cái kích thích thứ hai này nó có thể tạo nên một cái xung thần kinh khác hay không? Câu trả lời là nếu như khoảng thời gian á mà giữa hai cái xung thần kinh này nó ngắn quá thì không, cái kích thích thứ hai này nó sẽ không tạo được một cái xung thần kinh ở giữa đó. Nếu như cái thời gian giữa hai cái xung thần kinh này càng ngày càng kéo dài ra thì một kích thích mạnh hơn mà mình đưa vào cái khu vực gò sợi trục này nó có thể làm ra một cái xung thần kinh khác, nhưng mà cái xung thần kinh khác thường nó sẽ yếu hơn cái xung thần kinh ban đầu. Lý do là tại sao bởi vì như vậy là bởi vì chúng ta có một cái thứ người ta gọi là thời gian trơ. Cái thời gian trơ này nó được phân ra làm hai là thời gian trơ tuyệt đối và thời gian trơ tương đối. Thời gian trơ tuyệt đối có nghĩa là gì? Có nghĩa là thời gian mà sau một cái điện thế hoạt động mà một cái điện thế hoạt động thứ hai không có được tạo thành, cho dù em kích thích cái neuron mạnh thế nào chăng nữa thì nó cũng không được tạo thành. Ha. Lý do tại sao chúng ta có cái thời gian trơ tuyệt đối này là bởi vì các bạn nhớ kênh natri nhảy điện thế nó đi từ mở, nó đi sang bất hoạt trước, sau đó nó mới quay trở lại đóng. Thì trong cái thời gian trơ tuyệt đối này, tức là cái khoảng thời gian khoảng chừng đâu 0.0.1 gì đó mili giây sau khi mà
cái xung thần kinh nó được tạo ra lần đầu á, thì nếu mà em kích thích cái kích thích thứ hai vào trong gò sợi trục á, ha, thì lúc đó những cái kênh natri nhạy điện thế ở trên cái khoảng gò sợi trục đó nó vẫn còn đang ở trong lúc mà nó đang bị bất hoạt, cho nên nó đang bất hoạt, nó không thể mở ra được cho dù em có làm gì đi ra nữa. Cho nên cho dù em kích thích mạnh đến cỡ nào em cũng sẽ không có được một cái xung thần kinh thứ hai, nó sẽ không được tạo ra ha. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có thời gian trơ tuyệt đối này. Vậy còn thời gian trơ tương đối là gì? Thời gian trơ tương đối là nếu như chúng ta mà kích thích sau khi ha, cái kích thích thứ hai chẳng hạn như ở đây đi, chúng ta kích thích sau một khoảng thời gian từ lúc mà cái xung thần kinh thứ nhất mà nó đi xuống như vậy đó, nó đang tái cực á, ha, thì chúng ta sẽ nhận được một cái xung thần kinh thứ hai nằm ngay chỗ này. Nhưng mà cái xung thần kinh thứ hai này cho dù kích thích mạnh hơn, chúng ta sẽ nhận được cái xung thần kinh thứ hai nó yếu hơn so với cái xung thần kinh đầu tiên này. Lý do là tại sao? Lý do là bởi vì ở này á, ở trên cái màng tế bào của gò sợi trục ngay chỗ này thì á, là những cái kênh natri nhạy điện thế một số trong đó nó đã quay trở về cái dạng đóng rồi, nhưng mà đó vẫn còn một số trong đó là nó quay là nó chưa quay trở về được dạng đóng mà nó vẫn còn đang ở bất hoạt. Cho nên nếu như chúng ta kích thích ngay lúc này mà phân nửa số lượng kênh natri nó mới quay trở về dạng đóng thôi, thì bây giờ mình sẽ mở được những kênh natri đó, nó tạo ra một cái xung thần kinh khác nằm ngay chỗ này. Nhưng bởi vì chỉ có phân nửa cái lượng kênh natri đó nó quay trở về dạng đóng, có nghĩa là mình có thể mở được chỉ phân nửa cái số lượng kênh natri đó thôi. Cho nên á, là cái xung thần kinh của chúng ta nó chỉ lên được tới đây thôi, nó chỉ lên được phân nửa so với lại một cái xung thần kinh bình thường mà thôi. Thì đó là thời gian trơ các mọi người ha. Ok, tiếp theo. Ok, vậy bây giờ chúng ta hãy xem dẫn truyền điện thế hoạt động trên cái sợi trục như thế nào, và chúng ta sẽ kết hợp những kiến thức mà từ nãy giờ chúng ta sẽ học được qua cái việc này. Đầu tiên nha, thì là chúng ta sẽ có là cái tín hiệu sẽ từ cái đuôi gai nó chạy lên đây, nó đi qua cái thân tế bào, nó đi vào trong cái khu vực là gò sợi trục. Nếu như mà cái kích thích ở đây mà nó kích thích được cái gò sợi trục nó vượt ngưỡng, có nghĩa là tới từ 55 mV vượt ngưỡng ha, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo nên được một cái điện thế hoạt động, và cái điện thế hoạt động đầu tiên nó sẽ đi qua đây như thế này, nó sẽ bắt đầu đi lên giai đoạn khử cực giống như thế này ha. Thì ở ngay chỗ này các bạn có thể thấy đây là cái màng tế bào của cái neuron tiếp theo, và đây là cái sorry mọi người, xin lỗi mọi người, đây là cái màng tế bào của phần tiếp theo của cái sợi trục neuron, và đây là một cái màng tế bào của phần tiếp theo nữa. Và ở đây á, là thực sự ra nó chưa có gì hết, nhưng mà đã có một cái tín hiệu đã đi lên như thế này rồi. Vậy thì lý do tại sao mà mình lại có thể kích thích được cái màng tế bào ở đây, cái điện thế nghĩ màng tế bào này nó đi từ trừ 70 lên tới lên đi lên khử cực như thế này cho dù chỉ một chút. Lý do là bởi vì vậy. Khi á, mà những cái điện thế ha, sorry mọi người, khi mà những cái điện tích chẳng hạn như natri á, mà nó đang đi vào trong cái tế bào ngay chỗ này để mà nó tạo nên khử cực á, nó đi vào với một lượng khá là lớn, thì cái lượng natri này nó là ion, nó là những cái hạt, nó là những cái phân tử, mà phân tử thì không có đứng yên được, nó chạy đi tùm lum tà la nơi hết trơn á. Một số cái nó sẽ chạy ngược về đây, một số cái nó sẽ chạy tới đây như thế này, và một số cái nó sẽ chạy qua bên đây như thế này. Và khi mà em có cái lượng natri mà nó chạy qua bên đây như thế này đó ha, chạy qua bên đây như thế này đó, thì là nó sẽ bắt đầu làm cho cái màng tế bào ở đây nó bắt đầu khử cực nha mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang thêm cái ion dương vào trong một nơi mà nó có nhiều ion âm ha. Nên nhớ hồi nãy quy tắc của khử cực là gì? Quy tắc của khử cực á, là chúng ta thêm cái ion dương vào bên trong tế bào. Bên trong tế bào là một môi trường âm hơn bên ngoài, nhưng mà bây giờ chúng ta đang làm cho nó dương, càng ngày càng dương lên, thì cái đó là cái khử cực của chúng ta. Thì nếu như sau khi mà chúng ta đã có một cái lượng natri đủ đi vào đây rồi, thì càng nhiều cái hơn nó sẽ đi đi qua đây và nó kích hoạt cái điện thế nghĩ màng tế bào ở đây. À, và khi mà chúng ta có được cái điện thế nghĩ đó mà nó tới được trừ 55 mV, đây là trừ 55 mV ha, thì cái lượng natri này khi mà nó kích thích được cái điện thế màng tế bào này lên tới trừ 55, thì bây giờ ở đây nó sẽ có cái gì? Ở đây cả những cái kênh natri nhạy điện thế ở đây nó sẽ bắt đầu mở ra và nó cho thêm natri đi vào trong như thế này, dẫn tới cái việc gì? Dẫn tới một cái xung thần kinh khác nó sẽ được tạo ra ở đây ha. Và bởi vì ở trên bất cứ đoạn nào của cái sợi trục này cũng sẽ đều có những cái kênh natri nhạy điện thế giống như vậy, cho nên á, là khi mà những cái thằng natri này đi vào đây nó sẽ tiếp tục đi qua đây nữa đó, và tiếp tục đi qua đây nữa, và nó sẽ làm mở kênh natri nhạy điện thế ở đây để mà cho những cái natri từ bên ngoài nó đi vào và tạo nên được một cái xung thần kinh khác ở đây. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cái xung thần kinh đó, nó được tạo mới liên tục ở các cái đoạn khác nhau của một cái sợi trục neuron. Đầu tiên là nó ở đây trước, sau đó em sẽ cho nó lan qua đây, rồi sau đó em tiếp tục cho nó lan qua đây. Và hãy xem thử coi cái hình nó có đồng ý ta không nhé.
Đầu tiên là chúng ta có một cái điện thế hoạt động đầu tiên ở đây nha. Và rồi sau đó một lát sau chúng ta sẽ có một cái điện thế hoạt động khác nó nằm ngay đây. Tại vì sao? Natri nó đi từ đây, nó đi qua đây. Nó kích thích cái màng tế bào ở đây vượt ngưỡng, và thế là chúng ta sẽ có những cái kênh natri nhẹ điện thế, nó sẽ mở ra và cho phép natri đi vào, tạo nên một cái xung thần kinh khác ở đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ có thêm một cái xung thần kinh khác nó nằm ở đây. Cho nên cái xung thần kinh nó giống như là nó di chuyển dọc theo cái sợi trục của neuron, theo là một cái mô hình mà nó giống như là mình đốt một cái dây dẫn, dây dẫn để mà cho một cái ngòi nổ nào đó nó phát nổ vậy đó ha. Thì cái dây dẫn đầu tiên nó sẽ cháy ở đây trước, sau đó nó cháy ở đây, sau đó nó cháy ở đây, đúng không? Nó lan truyền qua cái dây dẫn tới được cái chỗ thuốc nổ, và thế là nó bùng một lên một phát ha. Nhưng mà đó là cái xung thần kinh nó cũng di chuyển giống như vậy. Và ở đây có một cái vấn đề nữa, chúng ta đang có là natri đang đi vào đây rất là nhiều, đúng không? Tại vì sao? Tại nó đang đi qua những cái kênh natri nhẹ điện thế ngay chỗ này, bởi vì chỗ này nó đã có được một cái xung thần kinh rồi. Nhưng mà bây giờ á, không có cái gì mà có thể ngăn chặn không cho natri nó quay trở ngược về đây. Và khi mà nó quay trở ngược về đây á, thì trên lý thuyết mà nói thì cái màng tế bào ở đây á, nó lại tiếp tục đi lên trên đây để mà nó vượt ngưỡng tiếp, và nó bắn ra một cái xung thần kinh nữa. Và cái xung thần kinh này đó, nó có thể cho natri đi vào đây kích thích cái khu vực này, mà nó bắn tiếp một cái xung thần kinh khác ngay chỗ này. Nhưng mà mình có muốn những cái xung thần kinh này không? Mình có muốn những cái thằng này không? Không. Bởi vì sao? Mình muốn cái xung thần kinh của chúng ta đi theo một chiều thôi. Mình không có muốn nó đi theo cái chiều này. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà chúng ta ngăn chặn được không cho việc này xảy ra? Hay nói cách khác, làm thế nào mà chúng ta ngăn chặn không cho phép cái xung thần kinh này và cái xung thần kinh này xảy ra? Mọi người thử suy nghĩ coi. Hãy pause video này và suy nghĩ một chút ha. Sau khi mà các bạn có câu trả lời, hãy quay lại đây. OK, có câu trả lời chưa? Cái đáp án thực ra rất đơn giản mọi người. Đó chính là vì khi mà cái natri đi vào trong đây, nó vẫn có thể đi vào đây được. Nhưng mà khi nó kích thích, cho dù nó kích thích thằng này vượt ngưỡng đi chăng nữa, thì lúc đó những cái kênh natri nhẹ điện thế trên đây nó đang bị gì vậy? Nó đang bị bất hoạt. Cho nên cho dù em kích thích nó đi tới đâu đi chăng nữa đó, thì thằng này nó cũng không mở ra được, tại lúc đó đang bất hoạt sao mở ra được? Ha. Cho nên rốt cuộc ra chúng ta không thể nào có được natri nó đi vào đây nha. Cho nên người ta gọi cái này là cái gì? Trong lúc cái này nó đang có một cái xung thần kinh thì cái này đang ở đâu? Thời gian trơ tuyệt đối nha. Và thế là chúng ta không thể nào có được một cái xung thần kinh thứ hai nằm ở ngay cái chỗ này ha. Thì đó chính là cái sự hay ho của cái việc dẫn truyền thần kinh, và đó chính là lý do tại sao mà con người chúng ta sống được mà nó không có loạn xạ hết tất cả mọi thứ trong việc dẫn truyền kinh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải nói về một cái thứ mà hồi nãy là mình đã có nói qua rồi, đúng không? Hồi nãy mình có nói qua rồi đó, là ở trong hệ thần kinh trung ương nó sẽ có những cái tế bào người ta gọi là tế bào ít nhánh, và trong hệ thần kinh ngoại biên nó sẽ có những tế bào gọi là tế bào Schwann. Nó sẽ giúp mình tạo ra một cái thứ gọi là bao myelin ha. Như là mọi người hãy nhìn ở đây nè, cái bao myelin này đó nó giống như là những cái bao mà nó bao bọc quanh sợi trục này. Không phải cái neuron nào, không phải cái sợi trục nào nó cũng có bao myelin đâu mọi người ha. Nhưng mà một khi mà em có một sợi trục mà nó có bao myelin thì tín hiệu dẫn truyền qua sợi trục đó sẽ nhanh gấp nhiều lần so với lại cái tín hiệu mà nó dẫn truyền qua một sợi trục không có myelin. Hay nói cách khác, myelin nó giúp cho chúng ta dẫn truyền tín hiệu nhanh hơn. Vậy làm sao mà nó làm được vậy? Là bởi vì vậy. Mọi người có thể để ý rằng vậy, cái bao myelin nó không bao hết nguyên cả chiều dài của một cái sợi trục, mà nó sẽ chừa ra những cái khoảng như thế này, mà trên đó không có bao myelin. Những cái khoảng này người ta gọi là nốt Ranvier. Nốt Ranvier. Ranvier. Hay là trong tiếng Anh là the nodes of Ranvier ha. Thì ở trên những cái nốt Ranvier này đó, nó sẽ có những cái kênh natri nhẹ điện thế. Hay nói cách khác, chỉ ngay tại cái nốt Ranvier này thì chúng ta mới có được một cái xung thần kinh thôi. Những cái chỗ này sẽ không có xung thần kinh. OK, vậy mọi người thể hiểu được rằng quái lạ, nếu vậy thì làm sao mà cái này nó nhanh hơn được? Thì cái vấn đề là vậy nè, vấn đề là vậy. Khi mà chúng ta tạo được một cái xung thần kinh, giả sử như ở đây đi, natri nó bắt đầu đi vào, đúng không? Và cái natri này nó bắt đầu lan qua chỗ này. Nếu như chỗ này không có bao myelin thì á, là chúng ta sẽ phải tạo mới thêm một cái xung thần kinh nữa ngay tại đây, trước khi cái xung thần kinh đó nó đi qua được cái chỗ của nốt Ranvier này và nó tạo ra một cái xung thần kinh ở nốt Ranvier này, đúng không nào? Nhưng mà bây giờ giả sử chúng ta có cái nốt sorry mọi người, chúng ta có một cái bao myelin ngay đây. Thì cái bao myelin đó nó là cái gì? Bởi vì nó có tính mở cho nên nó ngăn không cho phép natri nó đi ngược trở lại, quay trở ngược ra ngoài như vậy.
Và do vậy natri nó chỉ có một con đường để đi, đó là đi tới vậy thôi. Và bởi vì nó không cần phải tạo ra một cái xung thần kinh ngay đây, natri có thể đi từ đây, đi ngay lập tức một cách rất nhanh qua tới chỗ này, phát động một cái xung thần kinh ở chỗ này ha. Và rồi khi mà cái xung thần kinh ở chỗ này, natri nó lại tiếp tục đi vô đây, nó đi qua cái bao myelin, tiếp tục phát động một cái xung thần kinh ở ngay chỗ này. Và cái vấn đề ở đây là nó không cần phải phí thời gian ở những chỗ này, nó không cần phải phí thời gian tạo mới những cái xung thần kinh mới ở ngay chỗ này. Cho nên cái kiểu dẫn truyền này đó là nó giống như là cái xung thần kinh nó nhảy từ đây, xong rồi nó nhảy qua đây, xong rồi nó nhảy tiếp qua đây, xong rồi nó nhảy tiếp qua đây, rồi sau đó nó nhảy tiếp qua đây. Cho nên người ta gọi cái kiểu dẫn truyền này là nhẫn truyền nhảy vọt, hay là nhẫn truyền nhảy cấp, saltatory conduction ở trong tiếng Anh. Và đó chính là lý do tại sao mà chúng ta không cần, bởi vì chúng ta không cần phải phí thời gian ở những chỗ này, cho nên cái xung thần kinh có thể đi nhanh hơn rất nhiều so với việc là nó không có bao myelin. Thì cái đó là cái phần rất quan trọng ở trong đây mà mọi người cần phải chú ý. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần cuối cùng của bài hôm nay, đó là sinh lý khe tiếp hợp hay là synapse. Vậy khe tiếp hợp là gì? Hồi nãy như chúng ta đã nói, khi mà một cái xung thần kinh nó chạy xuống với cái phần cuối cùng, hay còn gọi là đầu tận của sợi trục ha, thì nó sẽ phải tiếp giáp với lại một cái, thường là cái đuôi gai của cái neuron tiếp theo. Và ở ngay vị trí tiếp giáp này, nó sẽ có một cái cấu trúc người ta gọi là synapse, hay còn gọi là khe tiếp hợp giữa hai cái neuron với nhau. Ở trong cái cấu trúc mà của neuron và cơ ha, chẳng hạn như chúng ta có cái cơ ở đây, thì cái synapse giữa neuron và cơ nó không còn gọi là cái synapse nữa, mà nó sẽ được gọi là cái khớp thần kinh cơ, neuromuscular junction. Nhưng mà bởi vì chúng ta không học bài cơ ở đây, cho nên chúng ta chỉ tìm hiểu chủ yếu là về cái synapse giữa hai cái neuron mà thôi nha mọi người ha. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi, trước hết là đi về cái synapse này để coi thử chúng ta có bao nhiêu dạng synapse. Thực sự ra trong cơ thể của chúng ta có hai dạng synapse chính. Cái dạng synapse đầu tiên ở trên này là các bạn thấy được rằng là hai cái tế bào trước synapse và sau synapse, có nghĩa là hai cái neuron á, trước synapse và sau synapse nó sẽ được kết nối lại bởi những cái liên kết này mà các bạn đã học rồi trong bài sinh lý tế bào, đó là những liên kết khe, đúng không nào? Thì những liên kết khe này nó sẽ cho điện thế, à sorry mọi người, điện tích nó chạy từ bên đây qua bên đây rất nhanh. Chẳng hạn như nếu chúng ta có natri ở bên này, thì natri nó sẽ chạy qua đây, nó kích hoạt cái tế bào hậu synapse, cái neuron sau synapse ha. Nhưng mà đó, ở trong cơ thể của mình đó, cái này nó xảy ra không có nhiều lắm, nó chỉ khoảng chừng đâu 10% trong tất cả các dạng synapse. Thì 10% của synapse là synapse điện học như thế này. Còn á, cái dạng synapse thứ hai, 90% cái dạng synapse là cái dạng synapse này, đây chính là cái dạng synapse đó, người ta gọi là synapse hóa học nha. Và ở cái synapse hóa học này, lát sau mình sẽ giải thích cho các bạn lý do tại sao nó được kêu là synapse hóa học. Nhưng mà ở cái synapse hóa học này, chúng ta sẽ có ở giữa hai cái neuron, giữa hai cái tế bào trước synapse và tế bào sau synapse á, nó có một khoảng trống như thế này. Người ta gọi cái khoảng trống này là khe synapse ha, khe synapse, synaptic cleft. Và rồi sau đó, đó là cái nang đề của chúng ta là như vậy. Cái tín hiệu xung thần kinh nó đang chạy như thế này đi xuống, hay là nói đúng hơn là chúng ta sẽ có cái tín hiệu xung thần kinh như thế này ha, nó đang chạy xuống như thế này. Và cái tín hiệu xung thần kinh đó, đó khi mà nó đi tới đây rồi, nó phải làm cách nào đó để nó khinh công qua được đây, nó phải nhảy qua được đây ha. Và nó không thể nào mà dùng tín hiệu điện để mà nó nhảy qua được đây được. Vậy bây giờ nó làm cách nào để mà nó nhảy qua được? Vậy bây giờ chúng ta hãy xem xét cái cấu trúc của cái phần sợi trục mà trước synapse và cái phần của tế bào sau synapse, để chúng ta xem thử có chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây nha. Rồi, vậy khi mà chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc của một cái synapse hóa học như thế này, ở đây là cái khe synapse, đây là cái tế bào sau synapse, và đây là cái tế bào neuron trước synapse, thì các bạn thấy ở ngay tế bào neuron trước synapse nó có những cái túi như thế này. Đây, đây là những cái túi đó ha, đây là những cái túi đó. Thì đối với những cái túi này đó mọi người ha, nó chứa ở bên trong nó những cái chất ha, những cái chất hóa học mà người ta gọi những chất hóa học đó là gì? Đó là chất dẫn truyền thần kinh ha. Cái chữ CDTTK này thực sự ra nó là cái gì? Chất dẫn truyền thần kinh. Chất dẫn truyền thần kinh có nhiều loại lắm. Lát sau là mình sẽ có ở trong slide này là chúng ta cũng sẽ có thêm một cái danh sách bao gồm rất là nhiều loại chất dẫn truyền thần kinh khác nhau trong suốt cái hệ thần kinh. Cái phần đó mình sẽ không có giảng, mình sẽ để cho các bạn về nhà tự tham khảo nếu như có nhu cầu cho mọi người. Mà sau này mọi người muốn học sâu thêm hệ thần kinh thì mọi người tham khảo thôi. Chứ thực sự ra mà nói thì nó có rất là nhiều những cái chất dẫn truyền thần kinh như thế này. Chẳng hạn như một chất là nó có thể là acetylcholine, hồi nãy mình nói rồi ở cái phần mà cái hệ thần kinh thực vật á. Tiếp theo là chúng ta sẽ có noradrenaline, hay là trong tiếng Mỹ là norepinephrine. Dùng tiếng Mỹ ở đây là bởi vì ở trong tiếng Anh của người Anh á, thằng này là NA là noradrenaline chứ không phải NE. Nhưng mà thôi kệ, mọi người không cần biết điều này nha. Có nghĩa rằng á, là norepinephrine là cái
Chất dẫn đường thần kinh chủ yếu ở cái hệ giao cảm, còn acetylcholine là chất dẫn đường thần kinh chủ yếu ở hệ phó giao cảm như hồi nãy chúng ta đã thấy được rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ có chẳng hạn như là dopamine. Rồi sau đó chúng ta cũng sẽ có những thứ khác chẳng hạn như là 5-HT có nghĩa là serotonin ha. Vân 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 vân, nó có nghĩa là có rất là nhiều cái loại chất dẫn đường thần kinh này, mỗi cái neuron khác nhau á. Nó sẽ có những cái loại chất dẫn đường thần kinh khác nhau nha. Và những chất dẫn đường thần kinh này nó sẽ được chứa ở trong những cái túi ở ngay bên trong của cái tế bào trước synapse như thế này. Thì á, khi á, mà được kích thích bởi một cái xung thần kinh thì những cái túi này đó nó sẽ chạy lại cái chỗ màng tế bào ha, chạy lại cái chỗ màng tế bào và nó sẽ nhập với lại cái màng tế bào để mà nó phóng thích những cái chất dẫn đường thần kinh này ra cái khe synapse nha. Nói lại, đối với lại những cái chất dẫn đường thần kinh mà nằm ở trong túi như vậy, một khi cái túi nó nhận được tín hiệu là một cái xung thần kinh đang truyền xuống thì cái xung thần kinh đó nó sẽ kích thích những cái túi này, nó chạy ra màng tế bào ha, màng tế bào trước synapse để mà nó phóng thích những cái chất dẫn đường thần kinh ra khe synapse. Cái quá trình này người ta gọi là cái quá trình này người ta gọi là quá trình gì vậy mọi người? Khi mà mình học tới những cái vận chuyển mà từ bên trong ra bên ngoài hay là từ bên ngoài vô bên trong tế bào á, thì cái phần này người ta gọi là cái gì? Không sai, đó là xuất bào nha. Cho nên á, là cái cách để mà cho những cái chất dẫn đường thần kinh này được phóng thích ra khe synapse đó là do những cái cách người ta gọi là xuất bào. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái quá trình mà chúng ta có được cái sự phóng thích của cái chất dẫn đường thần kinh này. Cái đó quá trình này nó diễn ra như thế nào nha. Thì đây, đây chính là một cái sơ đồ cho các bạn thấy được rằng á, là cái quá trình này diễn ra như thế nào. Có một cái điều rất là quan trọng mà hồi nãy mình quên nói với các bạn. Đó là dọc theo cái chiều dài sợi trục này các bạn sẽ có kênh natri nhẹ điện thế và các bạn cũng sẽ có kênh kali nhẹ điện thế ở đây. Nhưng mà khi mà cái sợi trục này nó tận ở ngay cái chỗ đầu tận của sợi trục ấy, thì ngay cái đầu tận của sợi trục nó lại có một cái loại kênh khác rất là quan trọng. Cái loại kênh này người ta gọi là kênh canxi nhạy điện thế. Tức là sao? Nó không phải là kênh natri, không phải là kênh kali nhạy điện thế nữa mà là kênh canxi nhạy điện thế nha. Thì kênh canxi nhạy điện thế này khi mà nó thấy một cái xung thần kinh nó đang đi xuống, nó sẽ đáp ứng với cái xung thần kinh đó bằng cách mở cổng ra. Nó giống y chang như hai thằng natri kali gì đó, nhưng mà chỉ có điều rằng á, là kênh này chỉ cho phép canxi đi 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 vào trong thôi. Nè, vậy canxi nó làm cái gì? Canxi bởi vì ở bên ngoài á, cái lượng canxi nó nhiều hơn ở bên trong, cho nên canxi khi mà những cái kênh này mở ra nó sẽ chạy vào trong như thế này. Khi mà cái kênh canxi này mở ra cho phép canxi nó đi vào trong như thế này thì cái thứ mà canxi nó làm đó là nó sẽ đi tới những cái túi synapse này và nó sẽ kích thích những cái túi synapse này nhập màng theo phong cách của xuất bào và sẽ phóng thích những cái chất dẫn truyền thần kinh vào cái khe synapse. Hay nói cách khác, cái cách mà cái xung thần kinh nó làm cho những cái túi này nó chạy tới và nó nhập lại với lại cái màng tế bào và phóng thích những cái chất dẫn đường kinh ra, đó là do cái sự tăng của canxi ở bên trong tế bào. Vậy canxi nó làm cái gì? Cái này á, là nó đi hơi sâu về sinh học phân tử, cho nên thôi mình sẽ làm cái này một cách nhẹ nhàng thôi cho mọi người ha. Nhưng mà đó, mình cũng muốn cho mọi người biết được rằng á, là ở trên những cái túi này đó nha mọi người, nó có hai cái phân tử. Một cái phân tử là synaptotagmin và phân tử thứ hai là snare ha. Snare thì có hai dạng snare ha. Cái dạng snare thứ nhất á, nó nằm ở trên cái màng tế bào này nè đó, thì người ta gọi cái dạng snare này đó, cái phân tử này đó ha, thì người ta gọi cái đó là T snare ha, T snare. Còn á là cái dạng snare thứ hai nằm ở trên cái túi á, người ta gọi nó là V snare ha. Nhưng mà mọi người không cần phải biết mấy cái tên này, nhưng mà mọi người cần phải biết rằng á, là khi mà canxi á mà nó tác động lên cái tổ hợp synaptotagmin và V snare ở trên cái màng cái tế của cái túi synapse này đó, nó sẽ làm cho cái túi synapse này nó chạy tới và nó chạy tới cái màng tế bào này ha. Và đó là cái T snare ở ngay trên cái màng tế bào này nó sẽ kết nối với lại cái V snare ở ngay trên cái túi synapse và hai cái thằng này sẽ quấn chặt vào nhau. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nó giữ cho cái túi synapse này nó càng gần cái màng tế bào này càng tốt. Để làm chi vậy? Để khi á mà cái canxi nó kích hoạt tiếp tới cái synaptotagmin thì synaptotagmin á nó sẽ giống như nó sẽ kéo qua từ hai đầu này vậy đó. Hay nó kéo qua hai đầu như thế này, nó làm cho cái khoảng cách này càng ngày càng rộng ra. Và khi khoảng cách này mà nó rộng ra thì sao? Nó rộng ra thì những cái chất dẫn đường thần kinh này nó sẽ đi qua được một cái lỗ nó tạo ra được từ cái khoảng cách này để mà nó đi ra khe synapse. Nha. Hay nói tóm lại, canxi sẽ kích thích synaptotagmin và V snare và
kích thích chúng đem cái túi synap đi lại cái màng tế bào, kết hợp với tia snare và giải phóng những cái chất dẫn truyền thần kinh này ra cái khe synapse. Ha. Rồi, sau khi mà chúng ta đã có cái sự phóng thích của những cái chất dẫn truyền thần kinh ra khỏi khe synapse như thế này rồi, vậy thì cái chất dẫn truyền thần kinh này nó sẽ tiếp tục đi qua cái khe synapse này để nó tiếp tục tới những cái receptor cho những cái chất dẫn truyền thần kinh ở cái tế bào hậu synapse. Ha. Và khi á, mà những cái kênh này đó mọi người, những cái này thực sự ra là cái kênh nhưng mà nó nhạy với lại chất hóa học. À, và khi mà nó bám vô những cái chất dẫn thần kinh này, cái kênh này nó sẽ mở cổng ra và cho phép ion đi vô. Trong trường hợp này đó là ion natri. Và cái ion natri này nó sẽ làm khử cực cái màng tế bào của cái tế bào hậu synapse và nó tạo thành một cái điện thế trung điện chạy tiếp vào bên trong của cái tế bào hậu synapse này. À, và cái điện thế trung điện này khi mà nó chạy tiếp tới đó là cuối cùng nó sẽ nói tới được cái khu vực gò sợi trục và nó sẽ kích thích lên gò sợi trục. Thì đó chính là cái cách mà chúng ta có thể có một cái tín hiệu nó đi từ đây. À, nó đi từ một cái tế bào trước synapse, nó nhảy vọt qua cái tế bào hậu synapse để mà nó đi tới cái phần tiếp theo của cái tế bào neuron là như thế nha. Bởi vì á, là cái sự dẫn truyền này nó qua cái trung gian của những cái chất dẫn truyền thần kinh, cho nên chúng ta nói rằng cái synapse này là synapse hóa học. Bởi vì những cái chất dẫn truyền thần kinh này là một chất hóa học nha mọi người. Cho nên á, là những cái synapse này người ta gọi là synapse hóa học là bởi vì như thế. Ok, vậy là chúng ta đã học xong cái việc á, là cái tế bào trước synapse, cái neuron trước synapse làm sao mà nó có thể phóng thích những cái chất dẫn truyền thần kinh ra ngoài khe synapse được. Đúng không nào? Thì những cái chất dẫn truyền thần kinh đó nó sẽ bám vào những cái receptor của những cái chất dẫn truyền thần kinh ở cái tế bào hậu synapse và nó sẽ làm cho cái hoạt động của cái tế bào hậu synapse này nó thay đổi. Ha. Nhưng mà vậy, sau khi mà cái chất dẫn truyền thần kinh này nó được phóng thích và nó làm công việc của nó xong, tức là nó bám vào được cái receptor này rồi, thì cái công việc tiếp theo của nó đó là nó sẽ phải được tái hấp thu lại hoặc là nó sẽ được đưa ra khỏi khe synapse. À, bởi vì chúng ta không thể nào mà có cái lượng chất dẫn truyền thần kinh trong khe synapse luôn luôn ở mức quá cao được. Bởi vì như vậy nó sẽ luôn luôn bám vào những cái receptor và cho chúng ta những hiệu ứng không mong muốn ở cái tế bào neuron sau synapse. Vậy bây giờ chúng ta có thể lấy cái chất dẫn truyền thần kinh này ra khỏi khe synapse bằng cách nào? Ở trong cơ thể của chúng ta có một số cách mà chúng ta có thể làm điều đó. Cách thứ nhất là cái chất dẫn truyền thần kinh này nó có thể được hấp thu vào trong một cái tế bào thần kinh đệm. Ngay chỗ này, tế bào thần kinh đệm là những cái tế bào mà như mình đã nói đó, thì nó làm cái nhiệm vụ là che chở bảo vệ neuron, và một trong những cái nhiệm vụ khác mà nó bảo làm mà nó thực hiện đó đó chính là hấp thu lại cái chất dẫn truyền thần kinh trong trường hợp mà chất dẫn truyền thần kinh quá nhiều ở trong khe synapse. Cái cách thứ hai của chúng ta là chúng ta có thể tái hấp thu cái chất dẫn truyền thần kinh này trực tiếp vại vào trong cái tế bào trước synapse để mà nó quay trở lại cái túi synapse này để chúng ta có thể phóng thích nó trong lần phóng thích tiếp theo. Cách thứ ba là chúng ta có thể đưa những cái chất dẫn truyền thần kinh ở trong khe synapse vào trong máu để mà nó đi theo dòng máu, nó đi khỏi cái khe tiếp hợp này, nó đi khỏi cái synapse để mà chúng ta không có cái chất dẫn truyền thần kinh nó lảng vảng ở trong khe synapse nữa. Và cái cách thứ tư cũng là cái cách mà nó hay sử dụng ở cái khớp thần kinh cơ, có nghĩa là cái chỗ nối giữa thần kinh với cơ á, nó là nó sẽ sử dụng một cái loại enzyme. Ha, một cái loại enzyme. Thì cái loại enzyme này á, nó sẽ cắt cái chất dẫn truyền thần kinh này, cách thứ tư ha, nó sẽ cắt cái chất dẫn truyền thần kinh ra trở thành những cái chất khác, những cái chất phân hủy của những cái chất dẫn truyền thần kinh này. Ha, thì khi mà nó cắt ra thành những cái chất phân hủy như vậy thì cái chất dẫn truyền thần kinh nó sẽ mất đi tác dụng. Và tuy rằng á là những cái chất phân hủy này nó vẫn còn ở trong khe synapse nhưng nó không có bám vào những cái receptor này và thay đổi cái hoạt động của tế bào hậu synapse được nha mọi người. Thì á, ở cái tế bào thần kinh cơ thì cái chất dẫn truyền thần kinh nó được phóng thích ra là acetylcholine, ACH. Ha. Và những cái receptor này là những cái receptor của acetylcholine, và đặc biệt những cái receptor này chính là những cái receptor nicotinic. Ha, nicotinic receptor. Ok. Vậy bây giờ có một cái enzyme như vậy, sau khi mà acetylcholine nó được phóng thích ra và nó bám vào cái nicotinic receptor ngay chỗ này để mà nó kích thích cái màng tế bào cơ có được một cái xung nó chạy xuống màng tế bào cơ rồi. Vậy bây giờ cái enzyme ngay chỗ này người ta gọi nó là ACHE. Có nghĩa là acetylcholine esterase in sorry mọi người, acetylcholine esterase. À, cái chữ này để mình đánh ra cho mọi người luôn. Acetylcholine esterase. Acetylcholine esterase, ACHE. Thì chính cái enzyme này nó sẽ là cái thứ mà nó cắt cái acetylcholine ra thành những cái chất phân hủy của acetylcholine để mà cho cái acetylcholine nó mất đi cái hoạt tính, nó không còn bám vào được những cái nicotinic receptor này nữa nha. Nhưng mà vậy, ở trong một cái bệnh lý người ta gọi là bệnh lý nhiều cơ á, myasthenia gravis, thì á là tuy rằng chúng ta có đủ nồng độ acetylcholine ở trong cái khe tiếp hợp này
Nhưng cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đánh sập một số cái receptor của acetylcholine. Và nếu nó đánh sập cái receptor của acetylcholine, sẽ có rất là ít receptor để cho cái lượng acetylcholine nó bám vào và nó làm thay đổi cái điện thế màng tế bào của cái tế bào cơ. Và như vậy, chúng ta sẽ có một cái lực cơ nó yếu hơn bình thường. Hả mọi người? Vậy bây giờ, mình phải làm cách nào để mà ngăn không cho cái việc đó nó xảy ra, cái việc cơ của mình nó yếu hơn nó xảy ra. Chúng ta có thể uống một cái loại thuốc, và cái loại thuốc này, cái thứ mà nó làm là nó ức chế cái men acetylcholine esterase này. Và khi nó ức chế cái men acetylcholine esterase này đó, thì là acetylcholine là nó sẽ không được chuyển hóa trở thành những cái chất phân hủy của acetylcholine nữa, mà cái acetylcholine nó sẽ ở lại ở trong cái khe synapse và nó sẽ tiếp tục bám vào một cái receptor duy nhất như vậy cho đến khi mà cái điện thế mà nó được tạo ra ở cái màng của tế bào cơ nó đủ để mà nó cho chạy dọc theo tế bào cơ để mà giúp chúng ta tăng cái độ mạnh của lực co bóp cơ ha. Thì đó là cái acetylcholine esterase, cái phương pháp thứ tư, có nghĩa là mình dùng enzyme để mình có thể loại bỏ cái chất nhờn thần kinh ra khỏi cái ha. Ok rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ nói đôi chút về điện thế hậu synapse. Điện thế hậu synapse là gì? Có nghĩa rằng á, là sau khi á, mà chúng ta đã có cái sự giải phóng của chất nhờn thần kinh rồi, ra khỏi khe synapse rồi, và nó được bám vào cái receptor ở trên cái màng tế bào hậu synapse rồi ha, cái điều này đã xảy ra rồi. Vậy bây giờ á, là chúng ta sẽ có một cái điện thế chạy dọc theo cái chỗ này. Mà cái chỗ này á, là như hồi nãy chúng ta nói nó là cái gì vậy? Đó chính là cái đuôi gai của một cái neuron tiếp theo. Thì ở ngay chỗ này, cái điện thế này nó phải chạy xuống cái đuôi gai qua cái thân tế bào ha. Và rồi sau đó nó sẽ chạy tới cái chỗ gò sợi trục nằm ngay chỗ này. Đúng không? Vậy thì cái điện thế mà nó chạy từ đây, mà nó chạy qua đây, nó có phải là điện thế hoạt động không mọi người? Câu trả lời là không nhé. Nó là cái điện thế trương điện. Và cái điện thế trương điện này thực chất ra chúng ta có thể nói nó có hai dạng. Nó có hai dạng điện thế trường điện. Cái dạng thứ nhất người ta gọi nó là EPSP, là cái này. Và cái dạng thứ hai là IPSP, là cái này. Vậy thì EPSP là cái gì? Mà IPSP là cái gì? EPSP á, người ta nói đó là điện thế kích thích hậu synapse. Excitatory postsynaptic potential. Điện thế kích thích hậu synapse. Còn IPSP á, nó là điện thế ức chế hậu synapse. Inhibitory postsynaptic potential. Dựa theo cái tên này các bạn sẽ thấy được rằng là nếu như chúng ta tạo được, chúng ta dùng cái chất nhờn thần kinh này mà chúng ta tạo được một cái EPSP ở ngay chỗ này, vậy thì khi mà nó tới gò sợi trục á, thì nó sẽ kích thích cái màng tế bào của gò sợi trục, nó khử cực như thế này, và cái sự khử cực này khi mà nó đạt tới ngưỡng thì nó sẽ tạo nên một cái, sorry mọi người, nó sẽ tạo nên được một cái điện thế hoạt động như thế này, đúng không nào? Nhưng mà vậy, lỡ như mà cái chất dẫn đường kinh này nó bám vào những cái receptor này và nó tạo ra một cái IPSP ở đây, hay có nghĩa là điện thế ức chế hậu synapse, thì cái IPSP này nó chạy xuống dưới cái gò sợi trục, và cái mục tiêu của cái IPSP này nó sẽ không phải là khử cực màng tế bào của gò sợi trục, mà nó sẽ làm u phân cực cái chỗ đó. Và điều đó làm gì? Điều đó làm cho cái tế bào hậu synapse này nó rất khó để mà nó có thể tạo ra được một cái xung thần kinh sau đó. À. Và điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng á, là khi mà chất dẫn đường kinh nó bám vào cái receptor này, thực sự ra nó có thể có hai tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất là nó tạo ra được một cái EPSP, có nghĩa là điện thế kích thích. Thì cái điện thế kích thích này nó sẽ kích thích cái màng tế bào ở gò sợi trục. Nhưng mà nó cũng có thể tạo ra một cái điện thế ức chế IPSP, và cái IPSP này nó sẽ u phân cực cái điện thế của gò sợi trục và làm cho gò sợi trục khó để mà có thể tạo ra được một cái xung thần kinh hay là một cái điện thế hoạt động sau đó hơn nha mọi người. Và đó là hai kiểu điện thế hậu synapse, hai kiểu của cái điện thế trường điện mà chúng ta học tới nha. Ok, và bây giờ là mình đã tới cái phần là chất dẫn đường thần kinh và chất điều hòa trong synapse. Cái này thì mọi người về nhà đọc thêm ở trong slide ha mọi người, chúng ta sẽ không có giảng sâu về cái phần này ha. Và bởi vì á, là cái này thực sự ra nó là một cái bảng bao gồm rất là nhiều các loại chất dẫn đường thần kinh và chất điều hòa hoạt động synapse khác nhau ha. Và đó là thực sự ra mà nói đó thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ không có đủ thời gian để mà đi vào những cái chi tiết này. Cho nên nếu như sau này mà các bạn có thời gian
mà các bạn muốn đi sâu vào thần kinh, học về thần kinh nhiều hơn, thì các bạn hãy dỡ slide này ra để mà ôn lại. À, khi mà chúng ta thi, chúng ta sẽ không có thi gì phải. À, mọi người. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ cái bài của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi, và nếu các bạn có câu hỏi hãy comment vào trong cái video này để mình biết và có thể trả lời lại cho các bạn một cách sớm nhất có thể nhé. Mình tên là Khoa. Cảm ơn các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại.